Chuyện quan thuật mà một trong số những tác phẩm thuộc thể loại đô thị xen lẫn chút yếu tố võng du của tác giả Cầu Bao Tử, chuyện được đông đảo bạn đọc đón nhận và yêu thích qua cách viết văn đơn giản nhưng cũng đầy trào phúng của tác giả. Nội dung chuyện quan thuật xoay quanh nhân vật chính Diệp Phàm. Khi phong ba bão táp đã nổi lên, Ưng Khuyển đang gào thét và cuộc chơi quyền lực bắt đầu, quan trường giống như một bàn cờ lớn, nắm được nghệ thuật quan trường là có thể thao túng cả bàn cờ. Tất cả đều vì hai chữ danh và lợi. Một cuộc chiến không có mùi thuốc súng nhưng lại nguy hiểm hơn cả đau thương. Đó là không chỉ là cuộc đọ trí đọ mưu mà là cuộc chiến một mất một còn, kẻ nào lắm mưu nhiều kế, kẻ nào thủ đoạn thâm hiểm kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Chuyện viết về quá trình phấn đấu, trưởng thành của Diệp Phàm, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp được phân công về một thị trấn nghèo khó. Không hề có chỗ dựa hùng mạnh, không phải là con ông cháu cha, không có ưu thế tái sinh biết trước tương lai mà chỉ là con nhà nông dân nghèo. Với trí tuệ và tài năng của mình, Diệp Phàm đã làm thế nào để lăn lộn từ một nhân viên quèn, đi lên thành cán bộ cấp thị trấn, huyện, thành phố, tỉnh, v.v. Làm thế nào để cân bằng giữa lợi ích của quần chúng nhân dân và ý chí của các cấp lãnh đạo? Mặc dù viết về đề tài đô thị quan trường nhưng quan thuật không hề khô khan mà bạn sẽ bị cuốn vào những cuộc đấu trí vô cùng gay cấn, những pha đấu võ, bắn súng, điều tra đầy kịch tính. Bạn sẽ có những phút giây thư giãn với cốt truyện hấp dẫn và lối hành văn dí dỏm của tác giả Cầu Bao Tử. Quan thuật, Diệp Phàm. Tập 1. Chương 1, Chủ tịch thị trấn Thắt Cổ. Con đường đất cát ngoằn nghèo rộng 6 mét cứ như một lão xà tinh nằm ngủ và uốn lượn mãi đến tận trời xanh. Lúc này đây Diệp Phàm đang ở trên lưng của lão xà ấy bằng chiếc xe khách cũ nát kèm theo là tiếng kêu thình thịch phát ra từ chiếc xe cùng những vũ điệu xà đầy khói bụi. Thỉnh thoảng chiếc xe còn phát ra những âm thanh cao vút khủng bố khiến cho mọi người trong xe giật thót mình và lo lắng cho chiếc xe cũ kỹ ấy sẽ tự động mà rời ra mất. Hơn mười mấy phút sau, trước sự cầu nguyện thành kính của 30 người trên xe, rốt cuộc chiếc xe cũng đã dừng tại một bãi đất hình tam giác mà được gọi là trạm xe của thị trấn Lâm Tuyền. Trên bãi đất tam giác ấy chia thành 4 con đường, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm đến thị trấn Lâm Tuyền. Hắn đang ì ạch mang theo một chiếc ba lô với khuôn mặt ngơ ngác mà đứng trước 4 con đường hình chữ thập này, cũng không biết đường nào tới Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền. Bởi hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương này để nhận việc nên hắn không muốn để lại ấn tượng xấu cho ban lãnh đạo thị trấn. Diệp Phàm vốn là người ở huyện Cổ Xuyên thuộc thành phố Mạc Hương tỉnh Nam Phúc. Cha mẹ hắn đều là những công chức nhà nước bình thường. Diệp Phàm từ nhỏ vốn đã thông minh, 5 tuổi đã đi theo mẹ đến lớp tiểu học để chơi, cứ thế đùa nghịch mà cậu đã nhập học, 9 tuổi thì tốt nghiệp tiểu học, 15 tuổi thi đỗ vào trường Đại học Hải Giang, một trường luôn thuộc top 10 trường đại học tốt nhất cả nước. Năm nay 19 tuổi thì đã tốt nghiệp, trải qua nhiều khó khăn trắc trở, Diệp Phàm đã thi đậu để vào làm nhân viên của thành phố Mạc Hương. Trước đó hắn nhận được thông báo là sẽ được phân công ở thành phố Mạc Hương, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì mà nói khó bố trí công việc ở thành phố Mạc Hương, đành phải phân công tới huyện Ngư Dương, một huyện nghèo khó nhất của cả thành phố. Người ta nói là vì ở đó có nền kinh tế quá mức lạc hậu, đã làm cho công cuộc xây dựng kinh tế của cả thành phố Mạc Hương bị trì trệ. Thông qua nhiều cuộc thảo luận của ủy viên thường vụ huyện ủy cùng với những cuộc kiểm chứng lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng đã đưa ra kết luận nguyên nhân hiện tại là do thiếu nhân tài. Vì thế huyện đã đề nghị lên ban lãnh đạo thành phố để điều động một số sinh viên tới nhận việc tại thành phố Mạc Hương lần này xuống huyện để trợ giúp, bởi vì sinh viên ra trường ở huyện Ngư Dương cũng có nhưng số sinh viên chịu về làm thì ít đến thê thảm. Lúc ấy số sinh viên được bổ nhiệm cùng đợt đến thành phố Mạc Hương cũng không ít nhưng một số đã có tai mắt, thăm dò và sớm biết được tin tức nên đã mang quả cáp đi cửa sau, cứ thế ung dung bước qua. Cuối cùng thì được thần linh hộ mệnh, và được giữ lại ở thành phố Mạc Hương. Nói ngay như Trương Kính bạn học của Diệp Phàm, người ta do có chỗ dựa vững chắc sau lưng nên trực tiếp được phân tại Ủy ban Nhân dân thành phố Mạc Hương công tác. Còn Diệp Phàm trong thời gian nghỉ hè thì lại ra bên ngoài chơi, cộng với tai mắt, không linh hoạt và thêm một nguyên nhân nữa là ba mẹ hắn đều chỉ là những nhân viên làm công ăn lương bình thường. Nên kết quả là sau khi đi dạo chơi về thì nhận được thông báo là sẽ được công tác ở thị trấn Lâm Tuyền, huyện Ngư Dương. Dù gì năm nay hắn cũng mới 19 tuổi vẫn còn trẻ nên đi đâu cũng không sao cả, với lại huyện Ngư Dương cách huyện Cổ Xuyên nhà hắn cũng không xa, chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ là đến nơi, vì thế nên hắn đi nhận việc ở huyện Ngư Dương trước,
cầm thư giới thiệu trong tay loay hoay trên xe một hồi rốt cuộc cũng tới được thị trấn Lâm Tuyền vào 10 giờ sáng. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bên có bến xe hình bán nguyệt gồm 3 tầng, chính giữa có một đại sảnh hình như là nhà đợi xe, thế là hắn bèn đi vào chỗ ấy. Nhìn lướt qua một lượt, hiện ở trung tâm bến xe thị trấn Hương Mặc có một phụ nữ trung niên đang ngồi ở quầy tiếp tân. Theo phỏng đoán thì đó là nhân viên phục vụ của bến xe. Nhưng trên quầy lại bày đầy thuốc lá và một số đồ ăn vặt của trẻ nhỏ. Theo như suy đoán thì cái cô được gọi là nhân viên bán vé đang kiếm thêm thu nhập bên ngoài, tiện tay bày bán thêm thuốc lá, rượu và thức ăn vặt. Cô ơi, cho con một bao tam sa. Diệp Phàm nói. Lúc sáng khi đi bố hắn chẳng biết là kiếm đâu ra mấy bao trung hoa, nói hắn cầm lấy để mời lãnh đạo và đồng nghiệp mới quen. Bình thường loại thuốc lá Diệp Phàm thường hút là tam sa với giá 5 tệ một bao. Sau khi tiện tay lấy một điếu ra châm lửa, hắn thuận miệng hỏi. Cô ơi, Ủy ban Nhân dân thị trấn đi đường nào ạ? À, đi thẳng hướng phía trước, rẽ qua đường cong chữ S là thì thấy một cây cầu lớn Lâm Tuyền, cậu đứng trên cầu nhìn xuống sẽ thấy có một đám người đang vây quanh, chỗ ấy chính là Ủy ban Nhân dân thị trấn. Cô béo ấy lấy tay chỉ. Kỳ lạ, sao cô ấy lại biết trước cửa Ủy ban Nhân dân thị trấn đang có một đám người vây quanh nhỉ, không lẽ có người vây đánh Ủy ban? Diệp Phàm tò mò nghĩ trong đầu rồi khoác chiếc ba lô to tướng lên vai cất bước thật nhanh trên đường thưa thớt mở ra mười mấy cửa hàng, sau khi rẽ qua đường cong chữ S ấy thì đúng là nhìn thấy một cây cầu đá hình vòm dài hơn 100 mét. Diệp Phàm bước nhanh tới đầu cầu, nhìn xuống dưới. Đúng là có một nhóm người đang đứng vây quanh một tòa nhà dài khoảng 7, 80 mét, cao 6 tầng, toàn bộ bề ngoài được tráng bằng gạch men màu đỏ, cả đám người đều nhìn lên mái nhà nhưng không biết là đang nhìn cái gì. Diệp Phàm cũng nổi hứng thú đứng ở đầu cầu nhìn về hướng mái nhà nhưng không có chuyện kỳ lạ gì xảy ra cả. Thế là hắn quay lại đầu cầu bước xuống một loạt nấc thang đá đi tới chân cầu, không lâu sau là tới trước mặt đám đông ấy. À, thật đúng là không ít, hơn ngàn người giống như đang tham gia tiệc liên hoan, tất cả đều đang nhìn về phía mái nhà. Diệp Phàm sau khi tiến sát lại gần cũng ngẩng đầu nhìn, lúc ấy việc đến nhận việc gần như bị quên lãng. Nhìn theo hướng ngón tay của một anh đang chỉ lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy chỗ đặc biệt đó. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy sợ hãi, lúc này ở tầng 4 như có người đang bị treo sát vào chỗ cửa sổ, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy một sợi dây có hoa văn như dây thắt lưng vậy đang thắt chặt cổ của người ấy. Anh bạn, người đó là ai vậy? Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi anh thanh niên mặc áo ngắn có hoa văn bên cạnh. Chủ tịch thị trấn, tự mình dùng cà vạt thắt cổ, mẹ nó. Chắc là tham ô sợ bị bắt nên trực tiếp thắt cổ luôn mà. Người thanh niên mặc áo hoa kẻ sọc ấy hừ một tiếng nhổ đi điếu thuốc trên miệng rồi thuận miệng mắng một câu. Hả, chủ tịch thị trấn. Diệp Phàm thất thanh kêu lên một tiếng, tuy nhiên lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung về nơi chủ tịch thắt cổ nên không chú ý đến hắn. Không phải, nghe nói là tranh cãi với người tình, uất quá nên thắt cổ luôn. Lúc này một anh phản bác lại câu nói của anh thanh niên mặc áo hoa kẻ sọc. Ai nói vậy, đây là bị đụng phải ma quỷ đó biết không? Một người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Đụng phải ma quỷ à, đến thời đại này mà con tin cái đó. Anh thanh niên kẻ sọc không tin lắc đầu nói. Cái này thì anh không rõ bằng tôi rồi, một người thân của chủ tịch Ngô ở kế nhà tôi, tối hôm qua chủ tịch Ngô gọi điện cho chị ông ấy nói là tâm trạng không tốt. Chăn trở và hoảng sợ kêu chị ông ấy thay ổng đi cầu một lá bùa trừ tà. Nhưng chị ông ta nói là hôm qua không rảnh, ở nhà nhiều việc quá. Nói là hôm nay mới đi xin rồi đem đến cho. Ai ngờ lá bùa chưa được đem đến thì người đã trở nên như thế. Hai, mới có 30 tuổi, đáng tiếc quá. Con ma này cũng nhập và hạ gục người nhanh quá. Chú ấy vừa khẽ nói vừa thở dài. Diệp Phàm hứng thú nghe một hồi, hiện các kiểu lý do thắt cổ đều có. Cũng có người nói là tự tử vì tình, cũng có người nói là do tham ô. Sao vẫn chưa đưa người xuống cứ để treo mãi trên ấy làm gì? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Chờ công an đến điều tra, nói không chừng là mưu sát ấy chứ. Người mặc áo ca rô hoa mỉm cười với bộ dạng thích thú với tai nạn ấy. Gần 10 giờ rưỡi, Diệp Phàm mới chợt nhớ là hình như mình đến để nhận việc, nên vội vàng đi vào cửa lớn. Sau khi hỏi bác bảo vệ cổng rồi đi thẳng lên lầu 4. Thấy hành lang trên lầu cũng đứng đầy người, phỏng chừng đều là nhân viên các bộ phận trong cơ quan chính phủ. Trong phòng làm việc dường như là không tìm được mấy người, mọi người đều thì thầm bàn luận,
bộ dạng như đang rất kinh ngạc, dù sao thì nghe cũng không rõ lắm. Diệp Phàm tìm hết mấy phút mới thấy bảng hiệu phòng đảng chính quyền. Nhẹ nhàng đi vào, hiện bên trong chỉ có một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc chiếc áo ngắn màu đỏ quả hạnh, ngực phồng lên như cái màn thầu lớn đang đứng uốn cong người mà sao chép văn kiện gì đó. Lúc đó cô gái ấy đang đối diện Diệp Phàm, ánh mắt của hắn cứ dừng lại ở dãy ngực sâu hun hút ấy mà nhìn xuyên qua, thiếu chút nữa là nhìn thấy hết cả. Lúc đó không biết nước dãi ở đâu ra mà hắn cứ nuốt ừng ực, nhìn thấy cô gái ấy ngẩng đầu lên, hắn liền chuyển ánh mắt đi hướng khác. Chị ơi, cho hỏi đến nhận việc ở đây phải không? Diệp Phàm mỉm cười hỏi. Nhận việc gì? Cô gái ngạc nhiên một lát mới chợt nhớ ra. À, anh là sinh viên được phân đến thị trấn chúng tôi đúng không? Đúng vậy, tên tôi là Diệp Phàm, đây là thư giới thiệu của tôi. Diệp Phàm đưa qua một tờ giấy giới thiệu có dấu của Ủy ban Nhân dân huyện. Kinh nhỉ, tốt nghiệp Đại học Hải Giang cơ đấy. Cô gái nóng bỏng ấy lướt qua một hồi sau vẻ mặt hâm mộ mà chậc chậc vài tiếng nhiệt tình nói. Tôi tên Tô Giai Trinh, là nhân viên phòng đảng chính quyền của thị trấn Lâm Tuyền. Anh cũng thấy rồi đó, hôm nay trong trấn xảy ra chuyện lớn, chủ nhiệm của chúng tôi đi lên huyện rồi, bí thư Tần thì có ở đây, tôi có thể đưa anh đến đó, nhưng mà anh nên cẩn thận trả lời, nếu không. Tô Giai Trinh tốt bụng nhắc nhở Diệp Phàm, khiến Diệp Phàm cảm động mà đi thẳng một mạch sau cô lên tầng 5. Phòng làm việc của chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền ở lầu 4, bí thư ở lầu 5. Điều đó thể hiện quyền tối cao của lãnh đạo đảng mà. Tô Giai Trinh cẩn thận gõ gõ cửa phòng bí thư Tần. Ai đó, vào đi. Bên trong vọng ra một giọng nói khàn khàn. Bí thư Tần, em là tiểu Tô nhân viên bên phòng đảng chính quyền. Hôm nay có anh sinh viên tên Diệp Phàm đến nhận việc, nên dẫn anh ấy lên đây ạ. Tô Giai Trinh hơi cúi người cung kính nói. Nhận việc, hôm nay không rảnh, cô nói anh ấy ngày mai lại đến. Chứ giờ như thế này có phải càng phiền hơn không? Tô Giai Trinh liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sắc mặt của hắn có chút khó coi, quả nhiên là làm cho nhân vật số 1 của thị trấn Lâm Tuyền không vui rồi. Cô rất hối hận vì dẫn Diệp Phàm lên nhận việc, thừa biết là hôm nay xảy ra chuyện với chủ tịch thị trấn, Tần Chí Minh là một bí thư của trấn Lâm Tuyền nhất định tâm trạng sẽ không được tốt. Nhưng do tự cô quá mềm lòng thôi. Diệp Phàm, anh đi tìm nơi nào để nghỉ ngơi qua đêm nay đi. Sáng mai đến nha. Tô Giai Trinh nhẹ giọng nói. Vâng, làm phiền cô quá. Diệp Phàm ngại ngùng nói rồi xoay người toan bước đi thì vọng ra tiếng của bí thư Tần. Tiểu Tô, gọi anh ấy vào đây. Dạ, bí thư Tần. Lông mày Tô Giai Trinh lập tức giãn ra, nở nụ cười diễm lệ như cánh hoa rung rinh nói với Diệp Phàm. Anh vào đi, bí thư Tần muốn gặp anh. Cảm ơn. Diệp Phàm nói xong lời cảm ơn thì cẩn thận đẩy cửa đi vào phòng làm việc của bí thư. Lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật số 1 của trấn Lâm Tuyền này, tim Diệp Phàm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác như bồng bềnh lơ lửng, chân không chạm tới đất vậy. Tuy là trước kia ở trường cũng từng gặp qua những nhân vật lớn hơn như chủ tịch thành phố, giám đốc sở gì gì đó nhưng thời điểm ấy không có quan hệ ghê gớm gì nhiều, còn lần này tuy chỉ là gặp mặt một vị bí thư thị trấn nhưng lại là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Tần Chí Minh phỏng chừng trên dưới 40 tuổi, nghe nói là một quân nhân xuất ngũ, trước khi đến đây Diệp Phàm cũng đã thông qua một số cửa ngõ thăm dò tình hình của ông ấy. Hít thở sau một chút để lấy lại bình tĩnh, Diệp Phàm lấy bao thuốc lá Trung Hoa của mình ra và rút một điếu mời bí thư. Cũng may là bí thư Tần cũng hút thuốc, liếc mắt nhìn Diệp Phàm không nói gì và cầm lấy điếu thuốc. Diệp Phàm cung kính bước lên trên châm thuốc cho ông ta sau đó hít thở đều cảm xúc cũng lập tức ổn định lại. Bí thư Tần, tôi tên Diệp Phàm là người thành phố Mạc Hương. Diệp Phàm đem sơ yếu lý lịch và tình hình này nọ của mình báo cáo tóm gọn cho bí thư Tần. Đương nhiên trong đó cũng có chút nói khoác, về mặt ưu điểm đương nhiên là báo cáo có chút tường tận. Ừ, khá lắm anh bạn, Đại học Hải Giang là trường danh tiếng của nước ta đấy, thị trấn chúng ta có thể nhận cậu đến làm việc đúng là hiếm có đấy. Như vậy đi, hôm nay trong trấn nhiều việc, cứ kêu Tiểu Tô dẫn cậu đến nhà khách nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày mai lại đến, công việc cụ thể ngày mai rồi nói. Tần Chí Minh cười nhạt nói trong không gian lượn lờ khói thuốc. Sau khi đi ra, Diệp Phàm được Tô Giai Trinh dẫn tới nhà khách trong thị trấn. Tiểu Tô, dẫn bạn trai đến chơi phải không? Trong nhà khách bỗng nhiên vọng ra một câu chọc ghẹo. Chương 2, đập nước thiên thủy. Chủ nhiệm Trần, ông nói linh tinh cái gì vậy?
Người ta là sinh viên mới được phân xuống đây, lại còn là sinh viên xuất sắc của Đại học Hải Giang nữa chứ. Bí thư Tần bảo tôi dẫn xuống chỗ ông để sắp xếp cho anh ấy một phòng. Tô Giai Trinh liếc Diệp Phàm một cái, mặt bỗng chốc trở nên đỏ ửng. Ồ, sinh viên à, còn là sinh viên của Đại học Hải Giang nữa. Làm sao có thể đến cái xó xỉnh này chứ? Lão béo Trần Chân Minh có chút nghi ngờ nói. Phải biết rằng ở cái thị trấn Lâm Tuyền này khó mà tìm ra mấy người là sinh viên cả. Ngoài, trung cấp Lâm Tuyền, có mấy người, đến ngay cả trong ủy ban thị trấn cũng vậy, đại bộ phận đều là trung cấp, một số ít học đại học chuyên ngành ra cũng đã là ghê gớm lắm rồi, mà hầu hết đều là học từ trường truyền hình gì gì đó. Đến ngay như nhân vật số 1 của ủy ban thị trấn là Tần Chí Minh thì chẳng qua cũng chỉ học từ trường đảng ra rồi mới, nhảy, vào đại học chuyên ngành, vì vậy chẳng trách được lão ngạc nhiên. Trong lòng thầm nghĩ anh chàng Diệp Phàm này chắc chắn là người do bí thư Tần sắp xếp, nói không chừng còn có quan hệ họ hàng thân thích với cả bí thư Tần nữa, vì vậy lão cũng khá là nhiệt tình với Diệp Phàm. Mà cho dù là không có quan hệ thân thích gì đi chăng nữa thì với xuất thân từ một trường đại học danh tiếng như vậy, thì cuối cùng cũng sẽ có ngày thăng tiến, vì vậy tạo quan hệ trước cũng chẳng thiệt thòi gì. Phòng khách này cũng không tệ lắm, ở cái thị trấn Lâm Tuyền này thì đây cũng có thể được coi là chốn xa hoa rồi. Nhưng vào thời điểm năm 1995 thì trong phòng cũng chỉ có một cái giường, một cái TV màu 17 inch và một cái tủ ở đầu giường. Nghe nói căn phòng này là chuyên dành cho lãnh đạo huyện, bởi vì những phòng khác thì đều chỉ là TV đen trắng. Sau khi nghe Tô Giai Trinh giới thiệu như vậy thì trong lòng Diệp Phàm cũng có chút cảm kích đối với chủ nhiệm Trần. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Diệp Phàm cảm giác có chút mệt mỏi, nghĩ ngợi lung tung một hồi cũng chẳng biết là ngày mai thì bí thư Tần sẽ sắp xếp cho mình công việc gì, rồi ngủ đi lúc nào không biết. Diệp Phàm vừa đi thì đội cảnh sát hình sự huyện cũng đến, nghe nói cả đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Mạc Hương là Trương Huy cũng dẫn theo mấy đồng chí cảnh sát hình sự đến. Dù sao người chết cũng là chủ tịch thị trấn vẫn còn đương chức, nên đây cũng là chuyện lớn. Sau mấy tiếng đồng hồ bị treo lơ lửng, nghe nói tử thi đã được đưa đến thành phố Mạc Hương để giải phẫu khám nghiệm gì gì đó. Theo như tin, vỉa hè, thì đã lọ ai bỏ khả năng ông ta bị giết, mà chỉ đơn thuần là thắt cổ tự tử. Đương nhiên, những vấn đề này Diệp Phàm cũng chẳng quan tâm mà làm gì, dù sao thì cái ông chủ tịch Ngô ấy mình cũng chưa từng gặp qua, nên cũng chẳng liên quan gì đến công việc của mình. Vì vậy mà hắn cứ thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Buổi tối, trong phòng họp của Ủy ban Nhân dân thị trấn Lâm Tuyền nhưng khói thuốc lá cứ lượn lờ, bí thư đảng ủy Tần Chí Minh mặt tối sầm ngồi ở vị trí đầu của bàn hội nghị hình tròn. Vị trí bên cạnh là của nguyên chủ tịch thị trấn Ngô Tín Minh đương nhiên vẫn còn để trống. 7 ủy viên đảng ủy, trừ chủ tịch Ngô đã treo cổ tự vẫn ra thì 6 vị còn lại đều có mặt. Ngoài Tần Chí Minh, còn có chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Thiếu Hòa, phó bí thư đảng ủy thị trấn Thái Đại Giang, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Thiết Trác, ủy viên tổ chức thị trấn, phó chủ tịch quản lý công nghiệp Tống Ninh Giang, ủy viên tuyên truyền thị trấn, phó chủ tịch quản lý nông nghiệp Trương Hy Lâm. Góc cuối cùng vẫn còn một người đang ngồi ghi chép, là chủ nhiệm phòng đảng chính quyền Vương Nguyên Thành, tuy không phải là ủy viên đảng ủy nhưng là thư ký dự thính. Thiên đình, đã đầy đủ, Tần Chí Minh với vẻ nghiêm chỉnh của một quân nhân, liền nhấp một ngụm trà rồi ho lên một tiếng. Mọi người đều biết là ông ta đã chuẩn bị phát biểu. Bởi vì đây là một chiêu của Tần Chí Minh, mỗi khi thị trấn họp thì ông đều ho khan trước một tiếng. Thực ra cũng chẳng phải bệnh tật gì cả, mà ông có ý qua tiếng ho ấy để nhắc nhở mọi người chú ý nghe lãnh đạo phát biểu. Bởi vậy mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, giả bộ như đang chăm chú nghe ông nói. Các đồng chí, hôm nay là ngày u ám nhất, bi thương nhất, đau buồn nhất của thị trấn Lâm Tuyền. Vị chủ tịch tốt của thị trấn chúng ta Ngô Tín Minh đã mãi mãi rời bỏ chúng ta mà đi. Tần Chí Minh dùng một lúc ba chữ, nhất, để nhấn mạnh thái độ của mình, vẻ đau buồn hiện trên khuôn mặt cũng chẳng biết là thật hay giả. Nhưng làm cho mấy vị ủy viên đảng ủy ngồi dưới phải bấm bụng cười. Phải biết rằng Ngô Tín Dân là thân tín của chủ tịch huyện Ngư Dương Trương Tào Trung, mà Tần Chí Minh thì lại là cánh tay trái của bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Năm trước khi Tần Chí Minh vừa phục viên xuống địa phương, thì chủ tịch huyện lúc đó là Trương Tào Trung đã trực tiếp, nhét, lão vào làm trưởng phòng tôn giáo huyện, còn nơi chăm sóc, vị cán bộ quân chuyển này, bỗng chốc đã để cho lão chức vụ cấp trưởng phòng, xem như cũng không tồi rồi. Thực ra, phòng tôn giáo ở huyện cũng chỉ có 3 người, vì vậy mà trưởng phòng như Tần Chí Minh thực chất là quản lý 2 người cấp dưới.
mà hai tay cấp dưới này một người là phó phòng, còn một người chủ nhiệm văn phòng. Đến một vị khách cũng chẳng có, hơn nữa người ta ở cái huyện Ngư Dương này cũng không phải ít ngày rồi, bây giờ đang ca than rằng mình xui xẻo, phó phòng với lại chủ nhiệm cái cóc khô gì chứ, ngay cả ra đường ăn bữa cơm cũng phải bỏ tiền túi ra mà ăn. Bởi vì phòng tôn giáo nhiều nhất cũng chỉ được đi đến mấy cái chùa, miếu, gặp toàn hòa thượng với ni cô. Đi đến những nơi như vậy thì ngoài bữa cơm chay ra thì làm gì có ai còn dúi thêm phong bì cho mình nữa chứ. Người ta không nói cán bộ từ trên xuống đi khất thực đã là may lắm rồi, vì thế trong hai người này làm gì có ai muốn nghe lời trưởng phòng Tần Chí Minh là ông nữa. Dù sao trong các phòng ban ở cái huyện này thì phòng tôn giáo cũng xếp sau cùng rồi. Chẳng lẽ ông còn muốn chỉnh đốn chúng tôi thành hòa thượng trụ trì trên miếu hay sao? Về sau may mắn là Tần Chí Minh gặp đại vận, đang trong tận cùng của sự nhàm chán nên mỗi ngày ông đều đi ra bờ sông câu cá. Chẳng ngờ việc đi câu cá lại giúp ông ta câu được một con cá to, đó là chẳng may cứu được mạng của một người thân thích với bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương bị rơi xuống sông. Do đó mà ông ta đã quen được với Lý Hồng Dương. Không lâu sau thì được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương, cũng coi như là đã dẫm phải bãi phân chó. Từ đó trở đi, đương nhiên Tần Chí Minh trở thành tay chân của bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương, đứng ở vị trí đối đầu với chủ tịch huyện Trương Tào Trung. Do đó bình thường lúc họp đảng ủy, thì hai vị lãnh đạo cao nhất của thị trấn này vẫn thường đấu đá lẫn nhau, nghe nói có lần suýt nữa thì còn đập bàn nữa. Nhưng xét về tổng thể thì vẫn là bí thư Tần khống chế được chủ tịch Ngô. Thậm chí còn có ủy viên đảng ủy nói không chừng chủ tịch Ngô kia là do bị bí thư Tần uy ép trong thời gian dài, dẫn đến bị phân liệt tinh thần mà phải thắt cổ tự tử. Khụ khụ. Tần Chí Minh lại ho lên vài tiếng, tiếp tục nói với giọng đau buồn. Các đồng chí, tuy chủ tịch Ngô đã đi xa, nhưng tinh thần chịu thương chịu khó, hết lòng vì công việc của đồng chí ấy thì không thể mất đi. Chủ tịch Ngô vừa đi một chuyến đến đập Thiên Thủy thì xảy ra cơ sự này, xem ra đập Thiên Thủy thật sự là một khúc xương khó nhằn. Hôm nay mấy ủy viên đảng ủy chúng ta ngồi đây là để thảo luận vấn đề triển khai công tác tại đập Thiên Thủy sau này. Tần Chí Minh nói xong liền liếc mắt một cái, mọi người bắt đầu khép hờ mắt chờ đợi những ý kiến khác. Tôi xin nói vài câu, các đồng chí, chủ tịch Ngô ra đi khiến cho công việc của chúng ta rơi vào thế bị động. Đập Thiên Thủy có khoảng trên 1 vạn dân. 10 thôn tự nhiên hạ hạt mỗi thôn cũng hơn 1000 người. Chắc mọi người cũng đã rõ, 10 thôn này chia thành mấy phe. Năm trước trong cuộc bầu trưởng thôn còn suýt nữa xảy ra ẩu đả tập thể, trưởng công an thị trấn Lâm Tuyền chúng ta là đồng chí Triệu Thiết Hải thân thủ cũng chẳng phải thuộc dạng tầm thường. Nghe nói cũng từng là bộ đội đặc chủng, lại còn dẫn thêm 5 đồng chí công an nữa, vậy mà kết quả là trên mặt bây giờ vẫn còn vết sẹo do dao để lại. Về sau trên huyện phải điều động cả cảnh sát vũ trang mới làm cho tình hình lắng xuống. Cuối cùng cuộc bầu trưởng thôn không thành nên thị trấn đành phải cử đồng chí Chu Sương Đống phó chủ tịch quản lý văn hóa vệ sinh tạm thời phụ trách, vì ông ấy là người ở đập Thiên Thủy, người quen dễ làm việc hơn. Nhưng mọi người đều biết sức khỏe của ông ấy dạo này rất không tốt, bệnh cũ tái phát nên phải vào viện điều trị. Hôm qua đập Thiên Thủy lại bắt đầu ồn ào rồi, nên chủ tịch Ngô mới vội vàng ra đi. Ai biết được lại xảy ra cơ sự như thế, chuyện ở đập Thiên Thủy nếu không được giải quyết ổn thỏa thì tôi e rằng tình hình sẽ càng nhiễu loạn hơn nữa. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thị trấn Thiết Thác vẻ mặt sầu lo. Đúng vậy, Phó Bí Thư Thiết nói rất có lý. Vẫn phải nhanh chóng chọn được trưởng thôn cho đập Thiên Thủy. Lúc rảnh rang thì cũng chẳng vấn đề, nhưng lúc này Bí Thư huyện ủy và Chủ tịch huyện cũng đã thúc giục mấy lần rồi. Hơn nữa hai vị lãnh đạo cũng đã hứa trước mặt mọi người là nếu ai giải quyết được vấn đề khó khăn tại đập Thiên Thủy thì lập tức sẽ được thăng một cấp. Nếu là nhân viên thì đề bạt lên phó chủ nhiệm, là phó chủ nhiệm đề bạt lên chủ nhiệm, là chủ nhiệm đề bạt lên phó phòng. Lãnh đạo không thể nói là không coi trọng được. Ủy viên tổ chức thị trấn, phó chủ tịch quản lý công nghiệp Tống Ninh Giang nói tiếp. Ừ, đúng vậy. Bây giờ ông Chu chắc phải nghỉ dưỡng mấy tháng. Nhưng mà công việc tại đập Thiên Thủy thì vẫn phải có người đi làm. Các vị, chúng ta nhận được sự giáo dục của đảng, nhận lương từ nhân dân, thì cũng phải phục vụ nhân dân. Mọi người xem, ai có thể tiếp nhận công việc của ông Chu. Tần Chí Minh đưa ánh nhìn về phía mỗi vị ủy viên đảng ủy, lúc này tất cả mọi người đều cúi đầu, ngắm, ngực của mình, như thể là ở đó đang giấu một mỹ nữ vậy, trong bụng ông ta không nhịn được liền chửi thầm, đúng là lũ trộm cướp. Bình thường có chỗ ngon thì thằng nào cũng ngẩng đầu lên như gà trọi, vậy mà lúc này đều gục hết cả.
Chương 3, con đường khó đi. Thực ra trong lòng Tần Chí Minh cũng rõ, cái thôn đập thiên thủy đó quả thật là một khúc xương khó nhằn. Nếu không thì một chiếc bánh to rơi xuống như vậy, trong khi tất cả nhân viên, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm ở thị trấn Lâm Tuyền cộng lại cũng phải đến vài chục người, tại sao lại chẳng có ai dám đứng lên nhận cơ chứ? Bởi vì nơi đó quả thật rất đáng sợ, dùng từ khủng khiếp để hình dung thì cũng chưa diễn tả hết được. Hơn nữa lần này lại thêm việc chủ tịch Ngô treo cổ tự tử, khiến cho mọi người tự nhiên lại đem việc ông ta tự tử gắn với tình hình phức tạp tại đập thiên thủy. Mà nói không chừng cái chết của chủ tịch Ngô có liên quan đến đập thiên thủy thật, do đó lại càng chẳng có ai dám tiếp nhận quả bom này. Đập thiên thủy nằm ở vị trí cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Vì phía trên có một cái đập nước rất lớn, nên mới gọi là đập thiên thủy. Nằm cách thị trấn Lâm Tuyền khoảng 30 cây số. Khoảng cách đó cũng không phải là quá xa, chủ yếu là bởi vì đến nơi đó chỉ có một con đường bùn đất nhỏ rộng chỉ khoảng 5 mét. Nghe nói được làm từ hồi xây dựng đập thiên thủy vào thời kỳ những năm 60. Trải qua mấy chục năm bị sụt, lún, thì con đường này đã trở nên không còn bộ dạng gì nữa. Những đoạn đường ngoằn ngoèo như đường rắn bò, gọi là con đường bùn đá, nhưng thật ra chẳng mấy khi bắt gặp đá vụn trên đường, mà hầu như đều là bùn đất trời nắng đi xe trên con đường này thì giống như đang ngồi trên kiệu. Còn trời mưa thì hầu như là không dám đi, bởi vì mặc dù xe đã được hãm nhưng bánh xe vẫn có thể bị trượt đi vài mét, nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị lộn xuống vực sâu hơn ngàn mét mà trở thành liệt sĩ. Liệt sĩ tuy nói là được nhận tiền trợ cấp, nhưng xuống âm phủ rồi thì cũng đâu thể hưởng thụ được. Thêm nữa, con đường cũng không hề thông suốt, đoạn thì quanh co đoạn thì khúc khuỷu, thỉnh thoảng những hòn đá to lại rơi từ vách núi, đập xuống như trời giáng, nếu không cẩn thận thì xe bị đập hỏng, người thì tử vong. Đến ngay như đi bộ đến thị trấn Lâm Tuyền thỉnh thoảng cũng có người bị đá rơi trúng mà bị thương, một lượt đi về chắc cũng phải mất gần 5 tiếng đồng hồ. Bởi vì trên con đường này có quá nhiều các gò nhỏ chắn ngang giữa đường, vì vậy mà chi phí để sửa chữa thì vô cùng kinh khủng. Nếu chỉ dựa vào một huyện nghèo nàn như huyện Ngư Dương để mà sửa con đường cần chi phí ước tính khoảng hơn chục triệu nhân dân tệ này thì quả là chuyện không tưởng. Chính phủ những nhiệm kỳ trước không phải là chưa từng làm gì, chủ yếu là không có tiền thì cũng chẳng có biện pháp gì. Vì vậy cuối cùng thì chỗ này đào một tí, chỗ kia bới một tí. 10 năm nay mỗi năm sửa lắt nhắt một ít, nên chẳng có chút tiến triển nào. Chính quyền huyện Ngư Dương lúc ấy đã có kế hoạch di rời toàn bộ nhân dân ở đập Thiên Thủy đến thị trấn Lâm Tuyền để lập một thôn mới. Nhưng tính đi tính lại thì đập Thiên Thủy cũng không phải là thôn nhỏ, toàn bộ cũng phải có đến hơn chục ngàn nhân khẩu, với mấy ngàn hộ. Nếu như tiền hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình là 30 ngàn tệ thì cũng phải cần đến vài chục triệu. Con số này suýt nữa thì làm cho mấy vị ủy viên đảng ủy lúc bấy giờ phải lên cơn sốt rét. Hơn nữa nhiều vấn đề lớn khác như việc bố trí chỗ ở, ruộng đất, đã khiến cho các cuộc họp thường vụ huyện ủy về sau không còn dám đề cập đến chuyện di rời thôn đập Thiên Thủy nữa. Tuy nhiên đập Thiên Thủy còn là một vùng đất cách mạng, mấy vị lãnh đạo huyện cũng không dám xóa bỏ nó. Bởi vì trong thời kỳ trước giải phóng, đập Thiên Thủy từng là nơi mấy vị tướng ẩn nấp, đánh du kích với quân quốc dân đảng, tiêu diệt bọn thổ phỉ. Bây giờ người ta chưa chắc còn nhớ đến đập Thiên Thủy. Nhưng nếu thật sự bỏ nó vào quên lãng, mà có người đến, mách, với mấy vị lão tướng luôn nhớ chuyện xưa thì người ta chỉ cần hừ một câu thì chiếc mũ quan của chủ tịch huyện chắc chắn cũng sẽ bị bay mất. Hơn nữa nếu may mắn con đường nát đó lại dẫn mấy vị tướng quân tới, vậy chắc chắn sẽ có thêm vài triệu tệ rồi. Do đó hiện tại hình thành nên một cục diện lưỡng nan, cái thôn đó giống như một khúc xương đã bị róc hết thịt. Vứt đi thì tiếc mà ăn thì vô vị, hơn nữa dân ở cái xó đó thì rất kinh khủng. Chỉ cần một lời bất hòa thôi cũng có thể động quyền, động đao, động côn được. Chuyện chém thương người thì có lúc vẫn xảy ra, nhưng thường thì giải quyết trong phạm vi thôn mà thôi. Cũng chưa có ai phải làm cho cảnh sát thị trấn đến cả, hình như từ khi giải phóng đến nay điều này đã được hình thành theo quy ước. Có lẽ đây chính là quy tắc ngầm của đập Thiên Thủy. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho huyện Ngư Dương không dám bỏ mặc nó. Bạn cứ ngẫm thử coi. Nếu như bỏ mặc thật thì sẽ có ngày dân sẽ kéo đến phá tường rào vây đánh ủy ban thì thật là nguy hiểm. Con đường nát cũng khiến cho nơi này trở nên vô cùng nghèo khó, thu nhập trung bình cả năm của mỗi hộ chưa đến 300 tệ, tương đương với tiền lương tháng lúc đó của người đứng đầu thị trấn là Bí Thư Tần. Bí Thư Tần, ông xem có thể như này được không? Thành lập một tổ công tác, đóng quân,
luôn ở đập thiên thủy và tạm thời làm thay công việc của trưởng thôn, cho đến khi chọn được trưởng thôn thì thôi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Tiếu Hòa đưa ra một đề nghị. Ừ, được đấy, chẳng phải là đã từng nói, người đông lực lượng lớn. Thị trấn Lâm Tuyền chúng ta bố trí một tổ chuyên môn ở đập thiên thủy thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thiết Thác nói thêm vào. Tần Chí Minh có chút buồn bực, phải biết rằng Thiết Thác và Tiếu Hòa bình thường quan hệ cũng không được tốt, thế mà lúc này lại giống như đang đứng trên cùng một chiến tuyến vậy. Chẳng lẽ trong này có thủ đoạn gì chăng? Tần Chí Minh nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được. Ừ, biện pháp này hay lắm. Tiếp theo thì phải sắp xếp nhân viên vào tổ công tác, tôi thấy nên lập tổ 3 người, đặt tên là tổ công tác tại đập thiên thủy, đãi ngộ dành cho tổ trưởng là cấp tổ. Giống như của các tổ ở thị trấn chúng ta, nếu như làm tốt thì đề bạt lên chức phó chủ nhiệm như lời của lãnh đạo huyện đã tuyên bố. Tần Chí Minh nói, đối với đề nghị này thì toàn thể đảng ủy đã nhất trí thông qua, do chủ nhiệm phòng đảng chính quyền Vương Nguyên Thành, đại biểu dự thính ghi biên bản, đã hình thành một văn bản có hiệu lực. Thực ra trong lòng những người này đều có một chiếc bàn tính, vẫn đang tính, cách cách. Để có thể đề bạt chức phó chủ nhiệm đối với ở thị trấn mà nói thì ít nhất cũng phải là phó chủ tịch. Chuyện tốt như vậy theo lý mà nói thì mọi người đáng lẽ phải, tranh nhau vỡ đầu mới phải, mà một số vị phó chủ tịch có quan hệ với các vị đang đương chức cũng phải đau đầu, bởi vì nếu như có người giải quyết được công việc tại đập thiên thủy thì bí thư, chủ tịch huyện sẽ thực hiện lời hứa, đề bạt cho lên chức phó chủ nhiệm. Như vậy, những người đang ngồi trên ghế như phó chủ tịch gì gì đó sẽ không phải sợ có người đến làm dịch chuyển vị trí của mình. Phải biết rằng ngoài khu nội thị của huyện Ngư Dương ra thì thị trấn Lâm Tuyền là chỗ ngon lành nhất trong số gần 20 xã và thị trấn còn lại. Có thể leo lên chức phó chủ tịch ở cái thị trấn này cũng là không tồi rồi, nếu chuyển chỗ tiếp thì chính là lên làm phó hoặc trưởng một phòng nào đó trên huyện. Nếu như phải chuyển đi đến các xã hoặc thị trấn khác thì cũng giống như việc quan lại ngày xưa bị giáng chức và phái đến một nơi xa. Các vị trong đảng ủy đương nhiên là không sợ, bởi vì cho dù là có người được đề bạt lên chức phó chủ tịch thì cũng chẳng thể làm lung lay được vị trí trong đảng ủy của họ. Nhiều nhất chỉ là vị phó chủ tịch đen đủi nào đó phải rời bỏ chiếc ghế của mình là xong. Tuy nhiên quan hệ trong nội bộ chính quyền thị trấn cũng hết sức phức tạp. Mấy vị phó chủ tịch nhưng không nằm trong đảng ủy với mấy vị trong đảng ủy thì đều có, dây mơ rễ má, với nhau, hình thành nên một, mạng lưới quan hệ, vô cùng phức tạp, giống như nhổ một sợi tóc mà có thể làm rung động cả toàn thân vậy. Ví dụ như nếu yêu cầu thân tín của phó bí thư đảng ủy thị trấn Thái Đại Giang, cũng chính là phó chủ tịch quản lý xây dựng đô thị Tiếu Trường Hà phải chuyển vị trí thì vị ủy viên đảng ủy Thái Đại Giang chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Bởi như vậy chẳng khác nào chặt đứt đi một cánh tay của lão. Điều kỳ lạ là các vị ủy viên đảng ủy chẳng hề lo lắng chút nào, bởi vì họ không tin, người tài ấy lại có thể giải quyết được tình hình tại đập thiên thủy. Vì vậy cái chức phó chủ nhiệm kia căn bản chỉ là một chiếc bánh vẽ, mà thôi, cũng giống như ánh trăng trên bầu trời vậy, có thể ngắm nhưng có ai hái xuống được đâu. Vì vậy mà chuyện về tổ công tác mới được toàn bộ phiếu thông qua nhẹ nhàng như vậy. Chương 4 Giấc mơ thăng chức được thực hiện. Cuối cùng chính là thảo luận vấn đề nhân sự của tổ công tác. Nếu như là một số bộ phận tốt, mọi người đã sớm tranh cướp đầu rơi máu chảy nhưng đập nước thiên thủy lại gặp rắc rối. Bởi vì đập nước thiên thủy kia là nơi nhắc đến liền tái mặt. Có lẽ chỉ cần là người ở thị trấn Lâm Tuyền thì đều không muốn đi. Lúc đó chủ nhiệm phòng đảng chính quyền Vương Nguyên Thành từ đầu ngồi im lặng trong góc ghi chép miệng như muốn nói gì đó. Nhưng thấy toàn bộ thành viên đảng ủy không ai lên tiếng, mình lại chỉ là thư ký dự thính hội nghị đâu có hâm mà nói ra, nên miệng mấp máy nhưng không lên tiếng, làm cho người khác thấy giống như đang ngáp vậy. Nhưng vẻ ngoài của ông ta đã bị Tần Chí Minh phát hiện. Nguyên Thành, có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn nói ra đi. Anh cũng là đại quản gia của thị trấn Lâm Tuyền, bằng không chọn người từ phòng đảng chính quyền của anh luôn đi, anh xem ai tương đối thích hợp. Vâng, bí thư Tần. Vậy thì tôi xin nói, thời gian trước lưu trì của phòng đảng chính quyền chúng tôi nói sau khi tốt nghiệp đại học đã làm ở đây 2 năm, cũng muốn tiến bộ. Hy vọng các vị lãnh đạo có thể cho cậu ta thêm chút trọng trách. Tôi nghĩ người trẻ tuổi mà cầu tiến là việc tốt, lúc đó cũng đồng ý lúc thích hợp sẽ nói giúp cậu ta. Hơn nữa lưu trì cũng tốt nghiệp đại học chính quy, cần văn hóa có văn hóa, lại viết lách rất tốt, nên hôm nay. Vương Nguyên Thành vẻ mặt nghiêm túc nói. Cứ như thể anh ta rất tán thưởng không muốn để mai một tài năng của Lưu Trì.
giờ phút này chính là bá nhạc một chính tông. 1. Ngựa ký kéo xe muối ký phục diêm xa. Trong các loài ngựa, có ngựa kỳ và ngựa ký được gọi là thiên lý mã, vì mỗi ngày chúng có thể chạy được hàng nghìn dặm. Có một người họ Tôn tên Dương, tự là bá nhạc, sống dưới đời Tần Mục Công, rất có tài xem tướng ngựa. Một hôm ông đi qua vùng Ngu Bản, gặp một con ngựa ký già bị người ta bắt kéo một xe muối lên núi Thái Hàng. Móng nó duỗi ra, đầu gối nó khuỵu lại, mồ hôi giỏ xuống đầm đìa. Giữa dốc nó thụt lùi, dáng đội càng xe lên nhưng không lên được nữa. Bá nhạc trông thấy, xuống xe, ôm đầu nó mà khóc, cởi áo mà phủ cho nó. Nó cúi đầu xuống mà phì hơi, ngưỡng cổ lên mà hí, tiếng hí động tới trời như tiếng kim tiếng thạch. Vì sao nó phản ứng như vậy? Vì nó biết bá nhạc là người thông cảm cho tình cảnh của nó. Đời nhà Đường, văn hào Hàn Dũ có bài Thiên Lý Mã, đại ý như sau, đời có bá nhạc rồi sau mới có Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã thường có mà bá nhạc chẳng thường có. Vì không có bá nhạc cho nên dù là danh mã thì cũng chỉ bị nhục nơi tay kẻ tôi tớ, chết nơi xó chuồng máng cỏ mà thôi, chẳng bao giờ được nổi danh thiên lý. Ngựa mà đi được hàng nghìn dặm, mỗi lần ăn thường hết một thạch thóc. Người nuôi nó không biết cái hay thiên lý của nó nên không cho nó ăn đầy đủ, do đó tài nghề giỏi rắn không xuất hiện ra được, dẫu muốn cùng ngựa thường so sánh còn chẳng được thay, làm sao cầu cái hay nghìn dặm cua à nó. Quất nó chẳng đúng phép, nuôi nó chẳng hợp với tài cua à nó. Bắt nó hí mà không hiểu được ý cua à nó rồi than phiền rằng, thiên hạ không có ngựa thiên hạ vô mã dã. Than ôi, kỳ thật không có ngựa ư, kỳ thật là không biết ngựa vậy. Ô hô, kỳ chân vô mã ra, kỳ chân bất chi mã dã. Đời sau có thành ngữ ký phục diêm xa, ngựa ký kéo xe muối ám chỉ những người có tài năng mà không được ai biết tới hoặc không được dùng đúng chỗ. Nguồn, năm ngọ chuyện ngựa. Nhưng đảng viên đang ngồi đều biết rõ rồi. Bởi vì Lưu Trì từ năm kia sau khi tốt nghiệp Đại học Thủy Châu được điều về thị trấn Lâm Tuyền, vào phòng đảng chính quyền. Lúc đầu anh chàng này vô cùng nhiệt tình, có trách nhiệm. Tuy nhiên từ một năm trước sau khi việc cạnh tranh chức chủ nhiệm phòng tổng hợp không có kết quả, con người hắn bắt đầu thay đổi càng ngày càng giống cây xương rồng mình đầy gai nhọn, thỉnh thoảng lại gây mâu thuẫn với cấp trên Vương Nguyên Thành. Có một lần làm cho Vương Nguyên Thành suýt nữa mất hết mặt mũi. Nên Vương Nguyên Thành từ lâu đã muốn đá anh ta ra khỏi phòng đảng chính quyền, nhưng từ trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội. Lại thêm vào đó chú của Lưu Trì, ông Lưu Vĩnh Trạch, chí ít cũng là phó trưởng phòng giáo dục huyện Ngư Dương. Vuốt mặt cũng phải nể mũi nên Vương Nguyên Thành nhất thời chưa tìm được cơ hội ra tay. Lần này đúng là cơ hội ngàn năm có một. Hơn nữa còn được cái mỹ danh thăng chức rồi. Bởi vì vừa nãy hội nghị đảng ủy đã thông qua việc thành lập một tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy tại thị trấn Lâm Tuyền. Mà tổ trưởng cũng là cấp tổ, bằng cấp với Vương Nguyên Thành. Như vậy cũng coi như thăng chức cho Lưu Trì rồi. Chỉ xét ở vẻ bên ngoài thì Lưu Trì còn phải mang vài bình rượu ngon đến biếu Vương Nguyên Thành, người đã tiến cử mình mới đúng. Ừ, Lưu Trì rất tốt, tốt nghiệp Đại học Thủy Châu. Người trẻ tuổi nên cho thêm chút trọng trách, quyết định như vậy đi. Lưu Trì sẽ là tổ trưởng tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy, thị trấn Lâm Tuyền. Ngoài ra tổ viên vẫn còn phải chọn thêm hai người nữa, trong đó nhất định phải có một nữ. Phụ nữ ở đập nước Thiên Thủy là một nửa bầu trời, gọi một nữ nhân viên đi cùng sẽ tương đối tốt cho việc triển khai công tác, tâm sự cũng thuận tiện. Phó Bí Thư Thái, anh xem có ai ở thị trấn chúng ta thích hợp không? Tần Chí Minh quay đầu hỏi Phó Bí Thư Đảng ủy thị trấn. Hừ. Lão già Tần đúng là quỷ, lúc có phần gì tốt thì không bao giờ nghĩ đến mình. Việc đắc tội thì một chuyện cũng không tha, đều gọi mình chịu tội, đứng mũi chịu sào. Trong thời kỳ này tốt hơn là ít đắc tội với người khác. Thái Đại Giang trong lòng mắng thầm bởi vì bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Chủ tịch thị trấn Ngô Treo Cổ đã khiến Thái Đại Giang vốn là nhân vật thứ ba của thị trấn liền nhìn chằm chằm vào ngai vàng chủ tịch thị trấn. Buổi sáng chủ tịch thị trấn Ngô vừa treo cổ thì chỉ hai tiếng sau Thái Đại Giang đã kết nối với chủ tịch huyện Trương Tào Trung thể hiện sự trung thành. Hơn nữa Thái Đại Giang và Tần Chí Minh cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Chủ tịch huyện Trương trước đây cũng nghe nói qua về việc chủ tịch thị trấn Ngô tự treo cổ, cho nên trong lòng sớm đã có tính toán. Có lẽ cũng là chuẩn bị ủng hộ anh ta trong cuộc thảo luận ở huyện ủy về vấn đề chọn chủ tịch thị trấn mới của thị trấn Lâm Tuyền. Tuy nhiên Thái Đại Giang nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt lại giả vờ tán thành nói. Ừ, nên thêm một người con gái. Tôi thấy cô Xuân Thủy bên phòng dân chính rất tốt, tốt nghiệp cao đẳng, hơn nữa phòng dân chính vốn đã rất thừa người,
phòng dân chính của một thị trấn như chúng ta cần gì phải có 5 người, 4 người cũng đủ rồi. Lúc này rút đi một người cũng hợp lý. Hơn nữa cô Xuân Thủy nếu làm tốt cũng có thể thăng cấp lên làm tổ trưởng. Bí thư Tần Anh nói đúng không? Thái Đại Giang vừa nói xong Tần Chí Minh suýt chút nữa đã muốn đập bàn chửi ầm lên. Nếu như trong quân đội thì ông ta đã làm thế rồi. Bởi vì cô Lý Xuân Thủy đó là người nhà vợ của Tần Chí Minh. Tuy nói không phải là đặc biệt thân nhưng chí ít cũng mơ hồ mang danh là người của Tần Chí Minh. Thái Đại Giang mày không phải không biết, đây không phải là cố ý chơi người khác sao. Tuy nhiên việc này là do Tần Chí Minh đưa ra, nhất thời không có lý do để từ chối cho Lý Xuân Thủy. Hơn nữa nếu từ chối mọi người sẽ nhìn nhân vật số một thị trấn Lâm Tuyền này như thế nào, nên đành chịu đựng gật đầu nói. Ừ, thì Lý Xuân Thủy đi, nếu làm tốt thì cuối năm có thể đề bạt lên tổ trưởng. Còn một người nữa được chọn là Diệp Phàm mới đến làm từ sáng nay. Chàng trai này rất tốt, là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Đại học Hải Giang. Tôi cũng đặt rất nhiều hy vọng vào cậu ta. Lúc này Diệp Phàm đang ngủ say còn thị trấn Lâm Tuyền lại mấy nhà vui, mấy nhà buồn. Nửa giờ sau cuộc họp đảng ủy kết thúc, Tần Chí Minh vẻ mặt nghiêm túc đi về chỗ của mình, bất đắc dĩ gọi điện về giải thích cho vợ cả buổi, suýt chút nữa thì bị mắng tức đến nổ máu mắt. Cuối cùng ông ta phải vỗ ngực đảm bảo 3 tháng sau sẽ điều Lý Xuân Thủy về mới làm dịu đi cơn giận của sư tử Hà Đông Lý Chi Liên. Lưu Trì, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước. Phó Chủ tịch Thị trấn Lâm Tuyền phụ trách nông nghiệp Trương Hy Lâm gọi điện cho Lưu Trì. Vì Trương Hy Lâm và chú của Lưu Trì là Lưu Vĩnh Trạch có quan hệ khá tốt, bạn học cũ mà. Vừa rồi cũng định nói vài câu giúp Lưu Trì nhưng Tần Chí Minh đã quyết định rồi nên không tiện nói gì nữa. Vì bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Cái ghế vàng mà chủ tịch thị trấn Ngô để lại Trương Hy Lâm đương nhiên cũng muốn ngồi rồi. Lưu Trì trong lòng kinh ngạc hạ bút thúc giục nói. Chuẩn bị gì ạ? Chú Trương mau nói đi. Ừ, là thế này. Thị trấn đã quyết định giao trách nhiệm cho cháu làm tổ trưởng tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy, cấp bậc tổ trưởng. Trương Hy Lâm nói. Cháu xem bây giờ vẫn chưa ra quyết định, vẫn còn. À, đập nước Thiên Thủy, cảm ơn chú Trương. Cháu phải mau đi tìm chú cháu thôi. Lưu Trì đặt điện thoại xuống, trong lòng cười nhạt, chửi ầm lên. Mẹ cha tên Vương Nguyên Thành keo kiệt chết tiệt, chiều đen tối thế này hắn cũng dùng được. Tuy nhiên Lưu Trì mắng được hai câu thì vội gọi điện cho Lưu Vĩnh Trạch. Lúc đó thì Lý Xuân Thủy lại ngồi trên giường khóc thầm mãi, vợ của bí thư Tần ngồi bên an ủi cô. Chỉ có Diệp Phàm chuyện gì cũng không biết đang nằm mơ, mà hình như là mơ thăng quan, nước miếng chảy hết ra. 8 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm đúng giờ đến phòng đảng chính quyền thị trấn Lâm Tuyền. Nhìn thấy Tô Giai Trinh cười nói. Diệp Phàm, bí thư Tần đang tổ chức buổi gặp mặt tạm thời. Ông ta bảo tôi nói anh ở đây chờ một lát, sau khi họp xong còn muốn nói chuyện với anh, sắp xếp công việc cụ thể cho anh. Ôi anh nên chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong nét mặt cô lộ vẻ hơi sầu lo. Kỳ lạ. Mình là tên vô danh tiểu tốt mới chân ướt chân ráo vào làm việc sao phải để bí thư Tần đích thân giao trọng trách. Nhưng từ giọng điệu của Tô Giai Trinh hình như có chút kỳ lạ. Đúng là khó hiểu. Diệp Phàm nghĩ lung tung lắc lắc đầu. Một lát sau cuộc họp kết thúc, vài đảng ủy viên đi ra. Cậu chính là Diệp Phàm. Ừ chàng trai không tồi. Bí thư Tần rất coi trọng cậu. Đợi mời khách đi, ha ha. Tên béo Vương Nguyên Thành thân thiết vỗ vai Diệp Phàm nói. Bí thư Tần gọi cậu, mau đi đi. Diệp Phàm chỉ cảm thấy một dòng máu nóng chảy trong lòng, suýt nữa thì ngất đi, trong lòng hét lên, mẹ nó, mình nói tối qua sao lại chỉ mơ thăng quan, hóa ra giấc mơ đẹp đã thành hiện thực. Xem ra bí thư Tần cũng không tồi, có lẽ đã xem trọng cái danh tiếng trường Đại học Hải Giang của mình. Danh tiếng này đúng là kiêu hãnh. Diệp Phàm trong lòng nén niềm vui chạy tung tăng một mạch đến trước cửa phòng làm việc của bí thư Tần. Hít thở sâu vài lần rồi gõ cửa. Sau khi nghe thấy tiếng trả lời mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng làm việc của bí thư Tần. Chương 5, vừa đến đã thăng lên cấp tổ trưởng. A, Diệp Phàm à, ngồi đi. Điều vô cùng ngạc nhiên là bí thư Tần khi thấy Diệp Phàm đi vào lại nhìn hắn gật gật đầu, lại còn nở ra một nụ cười hiếm thấy. Còn ra hiệu cho hắn ngồi ở cái ghế xoay nhỏ hơn một cỡ đối diện với mình và thuận tay ném qua một điếu Trung Hoa. Một loạt động tác bình thường làm cho Diệp Phàm có cảm giác lo sợ khi được quan tâm quá, trong lòng khen bí thư Tần là cấp trên tốt ôn hòa thân thiện, không kiêu ngạo với cấp dưới.
Diệp Phàm đương nhiên là không dám ngồi ở đó mà hưởng thụ thuốc của Bí Thư Tần. Bản thân hắn vẫn hiểu chỗ của mình ở đâu. Hắn vội vàng cúi người châm thuốc cho Bí Thư Tần, sau đó ngồi thẳng lưng trên ghế nhìn Bí Thư Tần đợi ông ta nói. Là thế này, trên huyện đã nhận thấy cậu là sinh viên ưu tú đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng của nước Trung Quốc chúng ta, hơn nữa lại là người huyện ủy đặc biệt muốn từ Mạc Hương xin về. Để hưởng ứng lời hiệu triệu trọng dụng người tài của đảng ủy và chính quyền thị trấn nên quyết định cho cậu gánh vác chút trọng trách. Buổi sáng các thành viên của đảng ủy thị trấn đã tạm thời tổ chức buổi gặp mặt và quyết định cử cậu làm tổ trưởng tổ công tác thường trú ở thôn đập nước Thiên Thủy, đãi ngộ cấp tổ trưởng, bây giờ bằng cấp với chủ nhiệm Vương của phòng đảng chính quyền và chủ nhiệm của các phòng ban khác. Thành viên trong tổ có Lưu Trì và Lý Xuân Thủy, cậu có yêu cầu hoặc suy nghĩ gì thì có thể đưa ra. Bí thư Tần thu lại vẻ mặt tươi cười, nét mặt trịnh trọng nói. Yêu cầu gì, mình còn dám yêu cầu gì nữa, vừa mới tốt nghiệp thì đã thăng lên cấp tổ trưởng. Có lẽ nói ra thì các bạn cùng học đều phải mở rộng tầm mắt bởi vì bọn họ tuy nói tìm được đơn vị tốt hơn của mình nhưng cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Cấp tổ trưởng này trong thể chế bộ máy chính quyền nước Trung Quốc tuy chỉ là cấp thấp nhất, không được tính là quan nhưng để kiếm được một chân tổ trưởng thực sự có quyền thì lại rất khó. Trong thị trấn các vị chủ nhiệm các ban ngành không qua được cấp tổ trưởng. Hơn nữa, có sự mở đầu tốt đẹp này, sau này làm ra thành tích rồi tiến lên phó chủ nhiệm cũng có nền tảng vững chắc rồi. Diệp Phàm trong lòng nghĩ rất nhanh rồi giả vờ vẻ cảm kích nói. Bí thư Tần, vô cùng cảm ơn sự tín nhiệm và quan tâm mà các vị lãnh đạo đã dành cho tôi. Tôi sẽ tận tâm làm việc, ra sức thực hiện để mình có thể sớm vào được vai tổ trưởng tổ công tác, không phụ tấm lòng kỳ vọng của đảng, nhà nước và các vị lãnh đạo thị trấn. Tốt, thanh niên là phải có chí khí, dù sao cũng là tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một chút, tình hình thôn đập nước Thiên Thủy có chút phức tạp, cậu phải chuẩn bị về tâm lý, tài liệu về đập nước Thiên Thủy cậu có thể đến phòng đảng chính hỏi chủ nhiệm Vương. Và còn vài việc quan trọng cần chú ý chủ nhiệm Vương sẽ nói với cậu. Tần Chí Minh vốn tưởng Diệp Phàm sẽ từ chối hoặc đưa ra những yêu cầu khó làm. Ai biết thanh niên này lại là con nghé mới sinh không sợ hổ, đến ra mắt cũng không chấp thì đã đồng ý rồi. Vì vậy tâm trạng cũng nhất thời rất tốt, khi đứng dậy còn đưa tay phải ra nhiệt tình vỗ vào vai của Diệp Phàm làm cho Diệp Phàm thấy rất kích động, suýt nữa thì chảy cả máu cam, có cảm giác giống như nhìn thấy một cô gái có vẻ đẹp tuyệt trần. Thực ra nguyên nhân chủ yếu là do tối qua Diệp Phàm rất sớm đã đi ngủ rồi, lại thêm việc ở huyện Lâm Thủy này không quen một ai. Hơn nữa việc liên quan đến đập nước Thiên Thủy hắn cũng không biết rõ. Nếu không thì bây giờ có lẽ đã sớm khóc cha gọi mẹ rồi, làm gì có chuyện vẫn thể hiện sự trung thành, cảm động nói những câu vì đảng, vì nước, vì dân tốt đẹp trước mặt Bí Thư Tần thế này. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc của Bí Thư Tần, Diệp Phàm cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc của mình. Hắn chạy một mạch đến phòng vệ sinh ở cuối tầng trốn trong đó châm một điếu thuốc, ha ha cười to một trận. Phải biết rằng kiếm được chức tổ trưởng cũng là chuyện khó. Cha của Diệp Phàm là Diệp Thần Tây làm việc hơn 20 năm tại phòng lao động huyện Cổ Xuyên cũng chỉ mới được thăng chức phó chủ nhiệm văn phòng cấp bậc phó phòng. Xấu tính. Cánh cửa nhà vệ sinh đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một người nam cường tráng, trên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một vết sẹo như con giun, còn là một cảnh sát. Có lẽ người ta đang đi thoải mái thì bị tiếng kêu của Diệp Phàm kích thích, cho nên mới nhăn mặt nhíu mày hừ một tiếng. Ừ, kìa xin lỗi nhé đại ca, tôi đang nghĩ đến vài chuyện vui nên, thất lễ rồi. Diệp Phàm quay đầu rút ra một tờ giấy lau tay rồi vội đưa một điếu Trung Hoa, ngượng ngùng nói. Ừ, viên cảnh sát cầm lấy điếu thuốc, nhìn qua phát hiện là một điếu Trung Hoa, liền lập tức châm hút, nét mặt trở nên ôn hòa hơn. Nhìn qua Diệp Phàm, cảm thấy rất lạ, liền hỏi. Người anh em ở đâu đến ủy ban có việc à? Diệp Phàm đã bình tĩnh cười nói. Ờ, tôi là Diệp Phàm, là sinh viên mới được phân về đây. Diệp Phàm. Viên cảnh sát đưa mắt kiểm tra một vòng nhà vệ sinh trong lòng hình như đang nghĩ gì đó, cuối cùng đã nghĩ ra, ánh mắt có chút kỳ lạ nói. Anh chính là Diệp Phàm, tổ trưởng tổ công tác tại thôn đập nước Thiên Thủy mà thị trấn vừa mới thành lập à? Ờ, đại ca cũng biết sao. Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Mình mới vừa đến lúc sáng mà sao hình như đã thành người nổi tiếng của thị trấn Lâm Tuyền rồi. Ha ha, vừa rồi trên đường tôi nghe Phó Bí Thư Thái nói. Gã xem đi xem lại điếu Trung Hoa đó nói. Người anh em,
Tôi là Triệu Thiết Hải, là quyền trưởng đồn của đồn công an thị trấn Lâm Tuyền. Nhưng phải nhắc nhở chú em một chút, đi đập thiên thủy thì phải cẩn thận một chút, nếu không, ha ha. Đi nhé, tôi còn có việc. Cẩn thận một chút, có ý gì đây? Chẳng nhẽ đập nước thôn thiên thủy có mãnh thú hồng hoang hay sao? Diệp Phàm nhìn bóng của Triệu Thiết Hải đi ra xa, nghĩ lại những lời kỳ quặc mà gã nói, lẩm bẩm mấy câu, cảm thấy nên gọi điện về xin ý kiến bố. Cảm thấy gọi điện trong ủy ban không tiện nên Diệp Phàm đi ra ngoài tìm một đại lý điện thoại công cộng gọi điện thoại. Bởi vì những năm 95 mọi người đều lấy máy nhắn tin đeo trên sườn là thể hiện sự tự hào, không có mấy người dùng nổi điện thoại di động, nhưng khi đó gọi là điện thoại cầm tay. Diệp Phàm nói đơn giản chuyện của mình cho bố nghe. Diệp Thần Tây trong điện thoại trầm tư một hồi rồi nói. Phàm Nhi, vừa tốt nghiệp đã được lãnh đạo thị trấn sắp xếp làm cấp tổ trưởng thực sự là không đơn giản. Nhưng thôn đập nước thiên thủy có lẽ có chút kỳ quái. Trước khi con đi thì phải tìm hiểu tình hình rõ ràng một chút, nếu không sẽ thiệt thòi đấy. Vâng, bố con biết rồi, chỉ là một thôn thôi chẳng nhẽ lại ăn thịt được con. Bố yên tâm nhé. Diệp Phàm không cho là đúng, cúp máy rồi vẫn lắc lắc đầu, thấy bố mình càng sống thì càng nhát gan. Sợ gì một cái thôn chứ? Đến văn phòng đảng chính quyền, nhìn thấy một khuôn mặt béo tròn ngồi trên cái ghế xoay, biết hắn chính là chủ nhiệm Vương gì đấy vì vừa nãy ông ta còn chúc mừng một chút. Còn trên cái ghế sofa bên cạnh lại có một nam, một nữ đang ngồi nhưng trên mặt lại che giấu vẻ tái nhợt, giống như thầy bói thường nói ấn đường đen thì sẽ gặp xui xẻo lớn, có lẽ là gặp phải vấn đề gì khó. Người con trai khoảng 20 tuổi, vẻ mặt mệt mỏi. Người con gái thì tướng mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng lại làm cho Diệp Phàm đặc biệt cảm thấy cái vẻ thuần khiết của cô gái sơn dã, làm cho Diệp Phàm rung động đến kỳ lạ, chợt nghĩ đến Lý Xuân Ba trong bài hát Tiểu Phương. Chương 6, di sản của chủ tịch thị trấn. Tổ trưởng Diệp đến đây, hai vị này chính là cấp dưới của anh. Vị này là Lưu Trì, tốt nghiệp Đại học Thủy Châu. Vị này là cô Lý Xuân Thủy, vốn là người của phòng dân chính. Lần này đặc biệt điều động đến đây để giúp đỡ tổ công tác tại đập nước thiên thủy của các anh. Cô ấy là con gái, anh là tổ trưởng thì nhất định phải để ý, chăm sóc cô ấy một chút. Ha ha! Chủ nhiệm Vương Nguyên Thành nhiệt tình tiếp đón Diệp Phàm, đến tên chính thức cũng gọi ra rồi. Không dám đâu ạ, sau này mọi người cùng nhau làm việc, hơn nữa tôi là người mới đến vẫn phải nhờ chủ nhiệm Vương và hai anh em giúp đỡ thêm. Diệp Phàm đưa thuốc ra mời. Ôi! Tổ trưởng Diệp, anh phải cố lên nhé. Lưu Trì mặt không chút biểu cảm hừ một tiếng, lấy điếu thuốc rồi tự mình châm tự do như không có ai ở đây vậy. Hắn còn dùng miệng thổi khói thuốc thành hình tròn tròn, động tác vô cùng thành thạo, kiểu như không có việc gì để làm, cả ngày chỉ ngồi luyện thổi khói thuốc thành hình tròn. Tối qua, Lưu Trì đưa vài người tìm đến nói chuyện với Bí Thư Tần. Cuối cùng việc đi đập nước thiên thủy đã được quyết định, không thể thay đổi được nữa rồi. Nhưng Lưu Trì sống chết cũng không làm tổ trưởng. Nói ra kể cũng lạ, Lưu Trì muốn làm quan đến phát điên rồi, nhưng lúc thăng cho hắn lên cấp tổ trưởng thì lại hết sức đùn đẩy, làm như chức tổ trưởng này như là một cục sắt nung cầm vào bỏng tay không bằng, cuối cùng làm cho Tần Chí Minh sáng sớm phải họp gấp, quyết định để Diệp Phàm làm tổ trưởng. Ừ, vẫn cố mà. Diệp Phàm thuận miệng lẩm bẩm, cảm giác rất kỳ lạ, trong lòng đang nghĩ cố gì chứ, cũng không phải là ra chiến trường. Lạ thật. Ha ha, anh ấy không có ý gì khác đâu, chắc là do sợ anh mệt quá thôi. Vương Nguyên Thành vội nói xen vào. Tổ trưởng Diệp, đây là các tài liệu liên quan đến thôn đập nước thiên thủy, anh mang về xem cẩn thận. Bí Thư Tần đặc biệt dành cho anh nghỉ 2 ngày để chuẩn bị. 2 hôm nữa hy vọng các anh có thể lên đường. Huyện ủy đã sắp xếp xe. Họ rất coi trọng tổ công tác của các anh. Bí Thư Tần luôn nhắc chúng tôi sắp xếp cho các anh một văn phòng làm việc. Ngày kia có thể thu xếp được rồi. Quả thực là rất coi trọng. Sáng ngày thứ 3, Diệp Phàm, Lưu Trì và Lý Xuân Thủy vừa đến ủy ban thị trấn thì đã được thông báo là văn phòng làm việc đã sắp xếp xong rồi. Tô Giai Trinh ở phòng đảng chính quyền dẫn đi xuống, hắn cũng lộ vẻ kích động muốn đi xem phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của tổ công tác đập nước thiên thủy cũng khá đặc biệt, được bố trí trong một căn phòng khoảng 40 mét vuông của ngôi nhà 4 tầng được trang trí rất đẹp. Trên tường còn dán giấy dán tường cao hơn 1 mét có hình vân gỗ, sàn làm bằng gỗ hoa đen bản địa, đến trần nhà cũng có đèn chùm, giống như nhà khách, làm cho Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc vì các phòng làm việc khác hình như đều chỉ bố trí bình thường, không sang trọng như vậy. Phòng làm việc có 7-3 bàn làm việc,
hai cái bàn làm việc nhỏ chắc là của Lưu Trì và Lý Xuân Thủy, còn bàn làm việc của Diệp Phàm thì rất lớn, dài gần 2,5 mét mà lại có hình oval. Làm cho Diệp Phàm kinh ngạc hơn là trên bàn lại còn có sẵn một bộ máy tính 17 inch. Phải biết là những năm 95 máy tính là hàng cao cấp, rất ít gặp, còn Intel thì khẳng định là không có rồi. Nghe nói đến sang năm mới nối đến thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm đang định ngồi xuống mở một buổi gặp mặt cho mọi người làm quen, bàn chuyện triển khai công tác tại đập nước Thiên Thủy thì máy nhắn tin của Lưu Trì kêu tút túi. Anh ta rút máy ra xem rồi thuận miệng thốt lên. Tổ trưởng Diệp, tôi có việc nên đi trước, đúng 8 giờ sáng mai tôi sẽ chờ các anh ở cửa ủy ban. Nói xong căn bản không đợi Diệp Phàm gật đầu, y đã nhấc mông đi thẳng. Xem ra tên tiểu tử này cũng xương lắm đây, không dễ tiếp xúc đâu. Diệp Phàm trong lòng nghĩ ngợi, mông đã ngồi trên chiếc ghế xoay to thoải mái, còn tự đắc ngồi nhàn nhã quay một vòng mới chợt nhớ ra là ở đây hình như vẫn còn một cô gái ngây thơ. Hắn lập tức nói, cô Xuân Thủy ngồi lại gần đây, Lưu Trì có việc đi rồi, việc của tổ công tác chúng ta ngồi bàn bạc, xem tài liệu trước một chút. Vừa nói vừa chỉ vào cái ghế quay nhỏ hơn một chút đối diện cái bàn có ý muốn cùng Lý Xuân Thủy đối diện bàn công việc. Thực chất cái kiểu này có chút đen tối. Nếu như buổi tối thắp thêm vài cây nến thì lại có chút giống tình nhân. Đối diện cái ghế xoay sang trọng của Diệp Phàm có đặt hai cái ghế nhỏ hơn một chút. Chắc là để cho tiện cùng cấp dưới bàn chuyện tâm sự. Lúc đầu Diệp Phàm cũng nhìn thấy ở phòng của Bí Thư Tần nhưng hình như đến chỗ của chủ nhiệm Vương ở phòng đảng chính quyền cũng không có. Hơn nữa cái bàn mà chủ nhiệm Vương dùng vẫn là bàn làm việc kiểu cũ. Những suy nghĩ kỳ lạ trong lòng của Diệp Phàm cứ thế trôi qua. Hắn ta vẫn tưởng là Bí Thư Tần đặc biệt chăm sóc mình. Diệp, tổ trưởng Diệp, tôi ngồi chỗ của tôi nghe nói được rồi. Điều kỳ lạ là Lý Xuân Thủy vừa thấy Diệp Phàm chỉ vào ghế xoay thì toàn thân lại tỏ ra hình như có chút dị ứng lại vội vàng nói, ngoan ngoãn ngồi trước bàn làm việc không muốn đến ngồi đối diện với Diệp Phàm. Ha ha, chúng ta sau này là đồng nghiệp rồi, còn phải ở với nhau lâu dài, làm quen một chút thì có thể thành quen rồi. Diệp Phàm khuyến khích Lý Xuân Thủy nói, hắn ta còn nghĩ cô ấy là người mặt mỏng, ngại ngồi đối diện với mình. Suy nghĩ của người nông thôn này thật là phong kiến. Không, không phải, tổ trưởng Diệp, cái bàn ghế đó tôi thấy có vẻ. Lý Xuân Thủy nhìn một cái chiếc ghế to mà Diệp Phàm ngồi cùng cái bàn trước mặt, trong ánh mắt lại càng tỏ ra kỳ lạ. Lạ thật, bộ bàn ghế này lau đến sáng bóng rồi, lại giống như cái mới mà lại không hề bị bẩn. Diệp Phàm có chút ngây người ra, cẩn thận kiểm tra bộ bàn ghế, cảm thấy vô cùng khó hiểu, lẩm bẩm. Không phải, bộ bàn ghế của anh là từ bên kia đem qua. Lý Xuân Thủy cuối cùng cũng dũng cảm ngẩng đầu chỉ sang phòng bên cạnh Diệp Phàm, rồi lại cúi xuống. Bên kia không phải văn phòng của chủ tịch thị trấn sao? Diệp Phàm trong lòng đang nghĩ đột nhiên con người mắt mở to, cơ thể như phản xạ có điều kiện đột nhiên bật dậy. Cảm giác lông ở khắp người đều dựng lên, trong lòng mắng thầm, mẹ kiếp. Cứ tưởng gặp may mắn là tên chủ nhiệm Vương quan tâm đến thằng oát con mình. Tự mình dùng bàn ghế cũ nát mà lại sắp xếp cho mình một bộ hàng cao cấp. Thì ra lại là di sản của tên chủ tịch Ngô chết tiệt để lại. Xem ra bộ bàn ghế này không hề rẻ, nhưng ủy ban thị trấn chắc không ai dám dùng, nếu không thì làm sao đến lượt tên gà mờ như mình. Niềm vui khi được thăng chức đều bị bộ bàn ghế này làm mất hết rồi. Hắn liếc nhìn Lý Xuân Thủy một cái, cố tỏ ra trấn tĩnh cười khổ nói. Ha ha, thì ra là vậy. Không sao, tôi là người theo thuyết vô thần, người một khi chết đi thì không còn gì cả. Bộ bàn ghế này vẫn còn rất tốt. Cô Lý Xuân Thủy, cô thử nghĩ xem, những giường bệnh trong bệnh viện có cái nào không có người chết nằm. Lúc đó sao cô không sợ? Nên là không phải sợ. Trước đây tôi còn ôm lọ hài cốt của người chết. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Diệp Phàm cười còn khó coi hơn khóc, lấy một cái kiểu A Quy ra để tự an ủi mình. Thật sao, anh dám ôm lọ hài cốt người chết, thật không ngờ. Lý Xuân Thủy lập tức mở to đôi mắt đẹp, lông mi mắt dài cứ chớp liên tục, quên luôn cả cái chết của chủ tịch Ngô rồi. Cô thuận chân đi đến, dưới sự khích lệ của Diệp Phàm pha một ấm trà bưng đến, dũng cảm ngồi đối diện với hắn ta. Chương 7, 1.000 tệ kinh phí. Ừ, như vậy mới đúng chứ. Cô Xuân Thủy à, cô là người bản địa, cô kể cho tôi nghe chuyện đập nước Thiên Thủy đi, có được không? Đương nhiên là cô kể càng tỉ mỉ càng tốt. Diệp Phàm trông hệt như một con sói xám đang dụ dỗ cô bé khăn quàng đỏ,
mắt cứ dán chặt vào Lý Xuân Thủy, ngấm ngầm đảo mắt qua dò xét trước đỉnh gò núi Bồng Đảo của người ta, đến nỗi người ta phải dần dần cúi đầu xuống. Xuân Thủy nhẹ giọng kể hết tình hình của đập Thiên Thủy. Tổ trưởng Diệp à, người dân sinh sống xung quanh đập nước Thiên Thủy có hơn 10.000 người, phân thành 10 cái thôn nhỏ. Trong đó, lại phân ra thành thượng, trung, hạ mỗi khúc 3 thôn, và cộng thêm với tổng thôn nữa. Người trong thôn có 3 dòng họ, Ngô, Lý và Diệp. Chủ tịch thị trấn Ngô cũng là từ họ Ngô mà ra, ba họ này đều có tộc trưởng và hội trưởng lão của mình. Nghe nói rằng lịch sử của các dòng họ này có thể được truy nguyên đến đời nhà Đường. Tôi cũng biết được là do gia phả dòng họ của bọn họ đấy. Chủ yếu là người của ba dòng tộc này không ai chịu ai. Bình thường cứ có chuyện gì ảnh hưởng đến gia tộc là mọi người trong tộc lại hò nhau hợp lại thành khối đánh lộn, ẩu đả. Những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa. Họ tranh đất, tranh nước, tranh núi, tranh rừng, có đôi vợ chồng của hai gia tộc nọ, kết hôn rồi còn đánh nhau, khiến cho tộc trưởng phải ra mặt giải quyết. Ôi, thật khó giải quyết lắm. Đến ngay cả suy đoán rằng sự cố mà chủ tịch thị trấn Ngô gặp phải ngày hôm qua cũng là có liên quan đến đập nước Thiên Thủy cũng đều nói ra hết. Ừ, xem ra tình hình của cái thôn này đúng là phức tạp thật. Chủ tịch thị trấn Ngô là người của Ngô gia, đã ra mặt rồi mà lại còn không hòa giải được, thì xem ra đúng là chỉ còn cách đi một bước nhìn một bước thôi. Diệp Phàm thấy lòng chợt nguội lạnh, thuận miệng nói để tự an ủi mình. Xem giờ thì thấy là hình như đã đến giờ cơm trưa rồi. Cười nói, Xuân Thủy à, cơm trưa nay tôi mời, chúng ta đi đến quán ăn trong trấn ăn chút cơm đi. Ôi, cô gọi cả cho Lưu Trì nữa nhé, gọi anh ta nếu có thời gian thì đi cùng. Như vậy sao được, anh là tổ trưởng, mà tôi dù sao cũng được tính là một nửa người bản địa nữa. Phải là tôi mời mới đúng chứ. Lý Xuân Thủy cười dịu dàng, xém chút nữa thì lấy đi mất nửa hồn phách nhỏ bé của Diệp Phàm. Diệp Phàm nghĩ thầm. Có cô em thuần khiết cùng làm việc, cũng rất tốt. Như thế này đi, nếu thị trấn đã coi trọng tổ công tác của chúng ta như vậy, thì nên cấp cho chúng ta chút kinh phí hoạt động chứ nhỉ? Cô đi hỏi chủ nhiệm Vương, xem có thể điều động được tiền không? Diệp Phàm cười nói. Sớm đã cấp rồi, sáng nay, chủ nhiệm Vương bảo tôi cai quản dùm tài vụ của tổ. Nói rằng trong tổ mà có phiếu gì thì có thể thông qua tổ trưởng phê duyệt trước, rồi đưa cho tôi. Sau đó thì có thể trực tiếp cầm đến chỗ bí thư Tần. Lý Xuân Thủy nói. Ồ, đã cấp xuống rồi cơ à? Cấp được bao nhiêu vậy? Diệp Phàm cũng có chút hưng phấn. Dù gì chính mình nắm quyền phê duyệt. Đó chính là điểm tốt của việc làm tổ trưởng. Tiền của nhà nước chỉ cần một nét bút của mình là đã quyết định xong. 1.000 tệ. Lý Xuân Thủy cười nói. Chỉ có mỗi 1.000 tệ, thì làm được gì chứ? Diệp Phàm suýt chút nữa thì kêu to thành tiếng, mắt trừng to như chuông đồng, thầm nghĩ 1.000 tệ này chỉ cần dùng đi ăn tiệm được vài bữa là hết sạch. Cấp bậc tổ trưởng như mình hóa ra chỉ đáng giá có 1.000 tệ. Cũng không tồi, phải biết rằng mấy hôm trước, chủ nhiệm phòng tổng hợp Thiết Minh Hạ đến gặp chủ nhiệm Vương xin được cấp kinh phí, kết quả là không xin được một đồng nào. Lý Xuân Thủy giải thích, nói, thị trấn Lâm Tuyền của chúng ta là một thị trấn lớn. Số dân trong trấn có khoảng 60.000 người, những nhân viên ăn lương nhà nước trong Ủy ban Nhân dân thị trấn tổng cộng ước tầm hơn 150 người. Văn phòng thì có đến hơn 10 mấy cái, nào là văn phòng Ủy ban Nhân dân, văn phòng kế hoạch hóa gia đình, văn phòng dân chính, phòng tổng hợp, trạm máy nông nghiệp, trạm doanh nghiệp, v.v. nhà lớn, đương nhiên kinh phí sẽ hạn hẹp. Tài chính của thị trấn thì chỉ dựa vào thu tiền thuế chè, thuế nông nghiệp. Rồi dựa vào cái danh là thị trấn nghèo để đi kéo một chút ưu đãi. Ngoài một vài nhà máy dồn nát làm ăn không có hiệu quả ra, thì về cơ bản chẳng còn có doanh nghiệp nào khác. Không có tiền, nhà này sao sống nổi? Hình như đến cả tiền lương của giáo viên cũng còn nợ mấy tháng liền. Hôm qua, chủ tịch thị trấn Ngô đã đi rồi, vậy là những việc phiền phức này rơi hết lên đầu bí thư Tần. Lý Xuân Thủy dường như có vẻ hiểu rất rõ tình hình của thị trấn, nói đến đây thì lắc đầu. Thật không thể tưởng tượng được, trong cái huyện Ngư Dương này, thị trấn lớn thứ hai chỉ sau thị trấn Thành Quan mà lại nghèo đến vậy. Diệp Phàm nghĩ thầm, thuận miệng đáp lại. Thế những phòng ban khác mà không có kinh phí thì làm sao mà triển khai công việc được? Bát tiên quá hải, các hiển thần thông 8 vị tiên vượt biển, mỗi người đều tự thể hiện thần thông của mình. Đều phải tự dựa vào những mối quan hệ của mình để mà đi xin tiền thôi.
Những vị chủ nhiệm nào mà xin được tiền về đều rất oai. Cấp dưới đều sẽ an tâm mà ủng hộ chủ nhiệm. Những vị chủ nhiệm không có tiền thì đến cả việc ăn cơm cũng phải tự mình bỏ tiền túi ra, mà cấp dưới cũng thường gây ra những mâu thuẫn nhỏ. Ví dụ như phòng kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn, chẳng phải là vẫn phải dựa vào tiền phạt đó sao? Ôi, tổ công tác của chúng ta đều phải dựa vào tổ trưởng Diệp thôi. Lý Xuân Thủy nói xong còn liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái với hàm ý sâu sắc. Ha ha, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp Phàm cười nói, nhưng trong bụng thì chửi thầm, xin tiền cái con khỉ. Ta đến cái huyện Ngư Dương này một thân một mình, chẳng có quen biết ai. Đi lên huyện thì có mà đến cả cửa nhà của chủ tịch huyện cũng chẳng vào được. Làm ăn mày cũng chẳng xin được chút tiền nào. Nếu mà không có tiền thì có lẽ đến cả cô Xuân Thủy này và Lưu Trì chắc cũng sẽ coi thường mình. Ôi, chức vị tổ trưởng này đúng là không phải là dành cho người làm. Nhưng vừa này nghe cô Xuân Thủy nói là nếu có thể giải quyết được vấn đề lớn của đập Thiên Thủy thì ủy ban huyện có hứa sẽ nâng chức lên thành phó chủ nhiệm, mà lại còn là phó chủ nhiệm có chức thực sự cỡ phó chủ tịch trấn nữa. Vừa nghĩ tới chức vụ phó chủ nhiệm đích thực, tâm trạng của Diệp Phàm lại bắt đầu lung lay. Không nghĩ đến chuyện làm quan là nói dối. Hai người đi đến một quán ăn có tên gọi là Xuân Hương Thái. Lưu Trì, cái tên tiểu tử này gọi hắn đến để thương lượng công việc thì chẳng thấy người đâu. Vừa nghe thấy có cơm ăn là nhanh hơn bất cứ người nào khác. Hắn sớm đã ở ngay trước cổng của Xuân Hương Thái, miệng đang nhai một miếng cá rán rộng bằng hai ngón tay. Em Xuân Thủy, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tiệm ăn nhỏ của chị thế này? Một mụ đàn bà mặt như phù dung, ngực rộng lớn mạnh mẽ, lắc mông đi đến, chào hỏi niềm nở. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, mụ ngẩn người ra trong chốc lát, ánh mắt kỳ quái cười nói. Em Xuân Thủy à? Có người yêu từ lúc nào mà chẳng thấy nói với chị một câu thế. Nào, nào, vào bên trong này ngồi nào. Chị à, chị nói gì vậy? Vị này là tổ trưởng Diệp, là sếp của em. Anh ấy là chính là sinh viên đấy. Lý Xuân Thủy sợ rằng chị họ của mình sẽ nói ra những lời lẽ còn lộ liễu hơn nữa nên liền lập tức ngắt lời. Ha ha, lãnh đạo mà trở thành người yêu thì lại càng thân thiết hơn. Phù sa không chảy ra ruộng người. Tức thì mụ ta nhếch mép cười lộ ra một hàng răng trắng tinh. Chị à, chị mà còn nói nữa là từ giày về sau em sẽ không đến nữa đâu. Mặt Lý Xuân Thủy nghiêm lại nhưng ửng đỏ. Kha kha, không nói nữa, tổ trưởng Diệp, mời lên tầng trên ngồi. Mụ đàn bà đó cố ý khom người, hai ngọn núi rất to dập dờn vào với nhau. Tức thì phía dưới thắt đáy lưng của Diệp Phàm tự nhiên xôn xao hẳn lên. Diệp Phàm nhanh chóng quay người sang chỗ khác. Làm bộ muốn gọi đồ ăn, quan sát những món rau được bày trên tấm ván gỗ. Thiếu chút nữa thì không khống chế được. Xem ra, sư phụ nói đúng. Mình vẫn còn non, vẫn phải nhanh chóng luyện tập, dưỡng sinh thuật thôi. Diệp Phàm bèn cấp tốc điều một chút khí, cậu nhỏ mới hạ thấp đầu xuống. Lúc còn nhỏ, Diệp Phàm vô tình quen một vị đạo sĩ già họ Phí tại một đạo quán cách nhà không xa. Lúc đó, hắn nhìn thấy vị đạo sĩ già gầy gò đó vẻ mặt ngơ ngác. Ngồi xổm trên đống cỏ đánh cờ một mình. Chương 8, nhiệm vụ bí mật. Ông cụ kia lúc ngồi sang trái, lúc ngồi sang phải. Bởi vì Diệp Phàm cũng là cao thủ cờ vua, tuy lúc trước chỉ học đến lớp 5 nhưng trong giải đấu ở huyện cũng từng đoạt được giải nhất giải thiếu nhi. Đương nhiên kìm không nổi tính hiếu kỳ nên chạy đến, từ đó về sau thì quen biết lão đạo sĩ họ Phí. Hơn nữa có một lần đi tìm Phí lão đầu chơi vô tình thấy ông cụ đang nén khí, một chân đè bể ba viên gạch. Nhất thời kinh thiên, hắn lập tức chạy tới quỳ xuống nhận sư phụ. Từ đó, khi có thời gian rảnh thì liền cùng với Phí lão đầu luyện tập cái gì thuật dưỡng sinh. Nghe Phí lão đầu nói đây là một loại dưỡng sinh thuật, tên thường gọi là khí công. Có thể thông kinh mạch, tốt cho cơ bắp, đương nhiên không giống như những trò thần kỳ diễn trên TV, chỉ có ưu điểm là dưỡng thân cốt. Luyện đến cực giới có thể một chân đá bể 10 viên gạch. Theo Phí lão đầu nói sư phụ của lão ngày trước ngay cả đá tảng cũng đập bể được. Diệp Phàm luyện 10 năm rồi, nổi giận tất nhiên không thể bằng cao thủ võ lâm phun ra sát khí, sức mạnh để làm nứt gạch cũng không có. Tuy nhiên nhắm mắt vận khí cố gắng cũng làm bể được một viên gạch, lúc đó cảm giác chân cứng như khúc cây vậy. Có thể đạt được đến trình độ này Diệp Phàm cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, dựa vào thân thủ này ở trường học cũng có thể đá văng 5 tên lưu manh. Hơn nữa Phí lão đầu lại là thầy lang ở ẩn, nghe nói là gia truyền. Diệp Phàm còn tận mắt thấy ông cụ cứu sống được một bệnh nhân mà bệnh viện đã trả về nhà,
tuyên bố không cách nào chữa trị được. Cuối cùng người đó cũng sống thêm được vài năm. Cho nên 10 năm lại đây, y thuật của Phí lão đầu hắn cũng học được gần hết, thật ra cũng chỉ có vài phương thuốc. Ba người ăn một bữa trưa thịnh soạn, đừng thấy Lưu Chỉ ốm yếu gầy gò, nhưng y uống rượu không kém mấy ông nghiện rượu chút nào. Mỗi người đều uống hết 8 chai bia giá hơn 1 tệ. Vì cao hứng nên Diệp Phàm cũng cùng uống với y đến cùng. Hai người cuối cùng cũng uống hết 2 két bia. Cần biết lúc đó một két bia có 24 chai, hơn nữa là loại 64 hào. Xui xẻo là không lâu thì lại đụng đám kế hoạch hóa gia đình thị trấn Lâm Tuyển cũng đến quán Xuân Hương ăn cơm. Mọi người đều đi đến kính rượu với tổ trưởng Diệp Phàm. Kết quả là bàn tử rượu của họ cũng do Diệp Phàm trả. Cuối cùng ba người thất thểu ra khỏi quán, còn lại được 300 tệ tiền kinh phí hoạt động. Cái này là còn do chủ quán Xuân Hương Phạm Xuân Hương nể tình Lý Xuân Thủy giảm 20%. Nếu không phỏng chừng phải 400 tệ hơn. Diệp Phàm đau lòng không ngừng, phải biết là lúc đó một tháng lương của bí thư không quá 300 tệ. Lương của Diệp Phàm vẫn chưa đến ngay cả hắn cũng không biết, đoán chừng không quá 250 tệ. Bữa cơm này đồng nghĩa với việc bỏ hết một tháng lương của bí thư vào bụng rồi. Về tới nhà khách vốn dĩ chuẩn bị đi mua ít đồ sơ chế qua rồi đem đến đập nước thiên thủy, tuy nhiên con người có chút men thường không thể khống chế được nên đành đi ngủ. Bởi vì bí thư Tần kêu Diệp Phàm ngày mai chuẩn bị khởi hành, buổi chiều không có việc gì nên Diệp Phàm cũng yên tâm đi ngủ. Lúc thức dậy đã gần 5 giờ rồi, vừa xuống lầu đã thấy một người trung niên dáng người mập mập đang đứng nói chuyện với chủ nhiệm Trần tại sảnh. Diệp Phàm cảm thấy hình như gặp qua người này ở đâu đó, nhất thời nhớ không ra. Tổ trưởng Diệp, đây là phó chủ nhiệm kế hoạch hóa gia đình Lý Hiên Thạch. Chủ nhiệm Trần nhiệt tình giới thiệu. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Chào chủ nhiệm Lý, lúc chưa bị anh chuốc rượu say bí tỉ, xém chút không dậy được rồi. Diệp Phàm nhanh nhẹn chào hỏi. Bản thân vừa đến thị trấn Lâm Tuyền, giống một đứa mù vậy, biết thêm nhiều bạn cũng tốt. Tục ngữ nói bạn bè nhiều đường cũng dễ đi hơn, trốn quan trường này cần phải học hỏi kinh doanh. Ha ha, tổ trưởng Diệp tử lượng tốt lắm, chúng tôi không thể so sánh với người tuổi trẻ như cậu được. Phó chủ nhiệm Lý đón lấy địa ú thuốc từ Diệp Phàm xong mỉm cười nói đùa, nhìn Diệp Phàm rồi nói tiếp. Cậu Diệp, lúc chưa cậu mời cơm, tối nay tôi làm chủ, chúng ta cùng vài ly. Cũng được, chủ nhiệm Lý mời tôi đương nhiên phải chấp hành rồi. Diệp Phàm đương nhiên không chối từ. Chủ nhiệm Trần, cùng đi nhé. Lý Hiên Thạch nhìn thoáng qua Trần Chân Minh cười nói. Không được rồi, các vị cứ uống đi, tối tôi còn chút việc, bà nhà gọi tôi về. Chủ nhiệm Trần cười đáp. Hai người đến một quán ăn trong thị trấn gọi là Bách Vị Các. Nhìn Bách Vị Các nằm bên bờ dòng suối Lâm Tuyền, Diệp Phàm không kìm được trầm trồ. Thật là một nơi thanh nhã. Chủ nhiệm Lý, quán ăn này chắc phải có lai lịch chứ. Đời người trăm vị, đồ ăn giống như đời người vậy. Chủ yếu là ở đây yên tĩnh. Chủ nhiệm Lý cười nói dẫn Diệp Phàm vào quán ăn. Ôi, Bí Thư Thái, ông cũng đến ăn cơm à? Vừa đúng lúc. Chúng ta cùng nhau ngồi nhé. Chủ nhiệm Lý đột nhiên mắt sáng lên như thủy tinh phản ánh sáng, thân mình lập tức hơi nghiêng về phía trước chào đón nồng nhiệt. Ừ. Phó Bí Thư Đảng ủy thị trấn Lâm Tuyền ngó qua Diệp Phàm một cái, trong mắt hiện lên ánh nhìn thắc mắc. Chào Bí Thư Thái, tôi là Diệp Phàm vừa được phân bổ đến đây. Diệp Phàm mỉm cười khẩn trương bước đến làm quen. Phải biết rằng ở thị trấn Lâm Tuyền ngoài Bí Thư và Chủ tịch huyện ra thì Thái Đại Giang là nhân vật số 3. Bây giờ chủ tịch Ngô đã thắt cổ tự vẫn, y đang mơ có thể thay thế vào chỗ đó. Diệp Phàm mặc dù chỉ là thằng nhóc miệng hôi mùi sữa, nhưng bây giờ tình hình liên quan đến thị trấn Lâm Tuyền hắn cũng đã dần dần hiểu được. Ôi, cậu chính là Diệp Phàm, tổ trưởng tổ công tác đập nước thiên thủy đây mà. Không tệ, chàng trai. Không ngờ Thái Đại Giang mỉm cười gật đầu. Ba người đi lên lầu 2 rồi trực tiếp đi vào một căn phòng cạnh suối. Bên trong trang trí cũng không tệ lắm, nền nhà còn lót đá phiến, tường cũng sơn trắng. Nhìn có vẻ sạch sẽ tự nhiên, mở cửa sổ nghe thấy tiếng nước suối chảy, cảm giác rất thoải mái. Thức ăn bưng lên đúng là có đặc sắc địa phương, thịt heo rừng kho tàu, gà rừng chiên giòn, không ngờ còn có cả một con tê tê. Diệp Phàm cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của Bách Vị. Qua vài tuần rượu, thưởng thức vài món ăn, mọi người cùng nhau ăn uống có phần say rồi. Lúc này máy nhắn tin của Lý Hiên Thạch đột nhiên vang lên. Bí Thư Thái, cậu Diệp,
tôi đi xuống dưới lầu gọi cú điện thoại, hai người từ từ uống. Chủ nhiệm Lý xuống lầu, trong phòng chỉ còn lại Diệp Phàm và Thái Đại Giang. Nói chuyện phiếm vài câu sau đó Thái Đại Giang thân mật vỗ vai Diệp Phàm giống như bề trên nói chuyện với hậu bối. Tiểu Diệp à, ngày mai cậu phải đi đập nước Thiên Thủy rồi, đồ cần chuẩn bị tối nay phải mua cho đủ, nếu không đến đập nước Thiên Thủy là không mua được, trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Cảm ơn Bí Thư Thái quan tâm, tôi sẽ mua đủ. Diệp Phàm nói, có chút cảm động. À, Tiểu Diệp, còn một việc cậu cần chú ý. Lần này Trấn bổ nhiệm cậu đến đó làm tổ trưởng tổ công tác đập nước Thiên Thủy, thật ra là còn có một nhiệm vụ bí mật. Đó là bí mật tìm hiểu chuyện của Chủ tịch Ngô ở thị trấn đập nước Thiên Thủy. Bởi vì việc này có chút rắc rối, chỉ là tìm hiểu chứ không phải kêu cậu đi kiểm chứng cái gì. Ha ha, chúng ta cũng không phải công an, cho nên cậu cũng không cần quá khẩn trương. Tuy nhiên việc này cậu cần bảo mật, tìm hiểu được tình hình gì cậu trực tiếp báo cáo với tôi là được. Đừng nói lung tung, chủ yếu là sợ người khác hiểu lầm. Thái Đại Giang đột nhiên thấp giọng nói, mặt có vẻ nghiêm túc. Chương 9, làm bạn với quỷ. Yên tâm đi Bí Thư Thái, kỷ luật đảng tôi hiểu mà. Diệp Phàm xém tí là vỗ ngực rồi, trong lòng nổi lên nguồn sóng cuồn cuộn, thầm nghĩ, hôm nay sự việc có chút kỳ lạ. Chủ nhiệm Lý hình như cố tình đứng dưới lầu để mời mình ăn cơm. Mình là một kẻ bình thường không quyền không thế tại sao ông ta lại đặc biệt đợi mình, hơn nữa tại sao lại trùng hợp đến vậy đúng lúc gặp Phó Bí Thư Thái Đại Giang. Thế nào cũng có âm mưu trong này. Hai người đó liên kết lại đào ra cái hố để cho mình nhảy vào, mình cần cẩn thận một chút, không khéo sẽ nhảy vào cái hố này. Thường nghe nói trong quan trường cũng phân bè phái, hai người này phỏng chừng là một bè, không biết có phải thuộc phái của Bí Thư Tần không. Mình phải cẩn thận nhìn rõ tình thế để không dính phiền phức. Chưa biết có theo đuôi Bí Thư Tần không, tuy nhiên tạm thời quan sát là lựa chọn tốt nhất. Diệp Phàm trải qua gần 10 năm luyện tập dưỡng sinh thuật, cộng thêm cao nhân lánh đời như Phí lão đầu thỉnh thoảng chỉ bảo. Hơn nữa dù sao cha của hắn cũng thuộc thể chế quan trường tầng lớp trung cấp. Tục ngữ nói chưa ăn qua thịt heo chỉ nhìn thấy heo chạy. Bình thường cha mẹ của hắn ở nhà hay than vãn Diệp Phàm có thể học được gì. Giờ đây tâm trí cũng vững vàng hơn nhiều, xem xét sự việc cũng tốt hơn một chút, cho nên vẻ mặt cũng thể hiện sự kính trọng như thể đã được lãnh đạo giao cho nhiệm vụ quan trọng. Thật ra toàn là giả vờ. Hơn nữa giả vờ một cách rất tự nhiên, Diệp Phàm cảm thấy trời sinh có dáng làm diễn viên, lúc đó không thi học viện điện ảnh thật có phần đáng tiếc, nói không chừng có thể có một minh tinh, Diệp ca. Được, chàng trai này không tệ, nếu như làm tốt lãnh đạo huyện ủy còn có thưởng, cái này về sau cậu sẽ biết, cố gắng mà làm. Thái Đại Giang không một chút nghi ngờ, phỏng chừng y cho rằng Diệp Phàm nên như thế này là bình thường. Trong lòng coi thường cũng phải cầm ly lên uống với Diệp Phàm ba ly. Ăn cơm xong Diệp Phàm ra phố mua ít đồ chuẩn bị. Lúc về thì thấy Lý Xuân Thủy đang đợi mình ở trong sảnh. Thấy Diệp Phàm tiến vào, cô dáng bộ hơi ngượng ngùng nói. Tổ trưởng Diệp, phòng của anh chủ nhiệm Vương đã an bài xong rồi. Bây giờ chuyển sang hay là sáng mai chuyển? Bây giờ đi, nhà khách này là chuyên dùng để cho khách ở đây không tiện. Dù sao tôi cũng không có gì để dọn, gọi chiếc xe đến là được rồi. Hơn nữa sáng mai còn có chút việc phải giải quyết, đừng làm lỡ việc. Diệp Phàm vui trong lòng, cảm thấy cái nhà khách này không bằng cái ổ của mình. Tục ngữ có nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của chính mình. Lý Xuân Thủy ra đường gọi một chiếc xe lớn, sau đó hai người đi thẳng đến Ủy ban Dân nhân thị trấn. Vận khí cũng không tệ, được phân tới một căn phòng lớn khoảng 30 mét vuông. Bên trong có một tấm giường ván gỗ. Một cái bàn làm việc đã chóc hết sơn và hai chiếc ghế cũ. Kỳ lạ là căn phòng này vô cùng sạch sẽ, Diệp Phàm còn tưởng là Lý Xuân Thủy giúp hắn dọn vệ sinh trước rồi, có chút ngượng ngùng nói. Cô Xuân Thủy, làm phiền cô rồi. Dọn dẹp sạch đến vậy, căn phòng lớn như vậy phí hết bao nhiêu công sức? Đâu có, vừa rồi tôi cũng mới gặp chủ nhiệm Vương văn phòng đảng ủy lấy chìa khóa, cũng không biết ai dọn dẹp giúp nữa. Lý Xuân Thủy cũng không hề tham công. Thuận miệng nói ra. Thật ra trong lòng cô ta vẫn còn khá mơ hồ, bởi vì cô nhớ rằng căn phòng này tối qua hình như không ai ở hết. Gần đây cũng không nghe có người bị điều đi, tại sao lại có phòng? Hơn nữa phòng tốt như vậy đáng lẽ đám chủ nhiệm sẽ dành trước, chẳng lẽ là do chủ nhiệm Vương chiếu cố Diệp Phàm, hoặc là Diệp Phàm phía sau có hậu thuẫn lớn.
Tuy nhiên nếu nhìn từ cái bàn đến phòng làm việc thì chủ nhiệm Vương cũng không có chiếu cố gì Diệp Phàm. Bởi vì đồ dùng qua của cố chủ tịch huyện thì không ai dám động vào. Hơn nữa tổ công tác đập nước Thiên Thủy đang dùng cái văn phòng to rộng thật ra cũng là nơi mà chủ tịch Ngô khi còn sống mở cuộc họp. Thường lệ đều bị chủ tịch Ngô coi như phòng họp riêng. Đoán chừng ủy ban đương thời cũng không muốn họp ở nơi đó nữa, có lẽ vì vậy nên Diệp Phàm mới được ở đây. Thật ra đến nay tự mình trong lòng còn cảm thấy rần rợn, không tự nhiên. Đang lúc buồn bực đứng ở cửa không tránh khỏi đảo mắt nhìn qua phòng bên cạnh. Lúc này Lý Xuân Thủy cuối cùng cũng đã hiểu. Thì ra vốn dĩ phòng kế bên là phòng của chủ tịch Ngô, vì là chủ tịch thị trấn nên chủ tịch Ngô có đến 3 căn phòng. Thật ra là bởi vì phòng của hắn nằm ngay lối đi, cho nên cũng che lối đi nhỏ, có phần giống như một dãy buồng, đoán chừng người chủ cũ căn phòng của Diệp Phàm muốn chiếm một chút lộc của chủ tịch thị trấn. Ai ngờ chủ tịch Ngô thắt cổ rồi, giờ phút này đoán chừng sợ bị ảnh hưởng chủ tịch Ngô mà đòi đổi phòng. Nếu không phòng lớn như vậy, rõ ràng là 2 căn phòng gộp lại làm sao có thể ở đây đợi Diệp Phàm được. Cho nên cũng không thể nào đến lượt Diệp Phàm đến sửa mái. Phải biết rằng phòng của Ủy ban Nhân dân vốn dĩ đã thiếu, còn nhiều cán bộ bình thường vẫn phải mướn nhà dân để ở. Tuy nhiên Lý Xuân Thủy không dám nói. Có thể chiếm được phòng tốt như vậy ở thị trấn Lâm Tuyền nếu không là phó bí thư cũng là phó chủ tịch. Nếu như bị Diệp Phàm biết được rồi thanh niên tính nóng sẽ nổi điên lên, không kín miệng đi tìm chủ nhiệm Vương để hỏi căn nguyên thì bản thân mình cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Phàm không biết giờ đây mình đã là hàng xóm với chủ tịch Ngô đã thắt cổ rồi. Theo cách nói của người nông thôn, tối nay âm hồn của chủ tịch Ngô sẽ trở về thăm sau đó mới đi xuống âm phủ trình diện, tục xưng là chiêu hồn. Diệp Phàm vì không biết nên không sợ, cho nên cũng không có suy nghĩ gì. Hắn lại còn tưởng rằng bản thân may mắn vớ được căn phòng tốt, lòng thấy rất phấn chấn, thật muốn hát lên một khúc Hoa Dại Bên Đường Anh Đừng Ngắt. Bởi vì căn phòng lớn như vậy nên hắn rất mãn nguyện, đi vài đường như bình thường. Không gian khá rộng, đá vài cái cũng không vấn đề gì. Cho nên hắn và Lý Xuân Thủy vừa trải giường vừa hát. Ánh mắt thấp thoáng nhìn thấy vực sâu mê người giữa cặp nhũ hoa của Lý Xuân Thủy khi cô khom người trải giường. Khe ngực sâu hun hút, tiếc là mình không có khả năng nhìn thấu đặc biệt, thật là đáng tiếc. Mà cái vật phía dưới không kìm được tự nhiên ngẩng cao lên. Hắn vội vàng chạy ra ngoài rửa mặt vừa mắng bản thân. Mẹ nó, chỉ có mày là đúng. Muốn xông lên à, nhịn cho tao, nhịn. Nhịn là đạo, đây là đạo âm dương. Đây là đạo lý thiên địa, trường sinh. Ôi, tạm thời vẫn chưa có mục tiêu ra tay. Cái lũ kia chưa có chỗ để thoát ra ngoài. Hình như sư phụ nói đây là nhân thể tinh hoa, không được phát ra mà ngược lại phải lợi dụng để luyện tập. Hòa thượng Thiếu Lâm không phải là luyện cái gì đồng tử công. Có quỷ mới tin được, cái bản chất xác thực này, nhịn thì chịu sao nổi, thể nào cũng bị thương thân cốt. Hai, đợi sau này vậy. Người anh em... Không có mục tiêu hay là tôi tìm cho cậu một cái vậy. Đừng nhịn rồi lại làm đau thân cốt, thú một lát trẻ vạn tuổi. Hơn nữa cũng không mắc, ha ha. Lúc này đột nhiên truyền đến một giọng đàn ông cười nhẹ. Chương 10, chuyên xe là một chiếc ba bánh. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn, ngượng ngùng cười. Hi hi, là đồn trưởng Triệu à? Anh có dám thật không? Anh là cảnh sát mà. Có gì mà không dám, thực sắc tính dã ăn uống. Sắc dục là bản tính chẳng biết là của ai nói nhưng rất là có lý. Triệu Thiết Hải không giấu giếm nói. Diệp này, cái cô Xuân Thủy ở tổ các cậu trông cũng được đấy chứ. Nhưng cậu nên nhớ là thỏ không nên ăn cỏ gần hang nhé, hoa đẹp nhưng có gai, đừng để tay bị thương đấy. Cao nhân. Diệp Phàm giơ ngón tay cái lên. Tôi là loại người đó hay sao? Nhưng mà... Kha kha. Bên phía vòi nước vang lên hai tiếng cười hô hố đầy phóng đãng. Hai vị đại lãnh đạo cười gì vậy, trông bộ dạng các anh là biết chẳng có gì tốt đẹp rồi, hừ. Lý Xuân Thủy cầm một chiếc khăn bẩn từ trong cửa đi ra nói. Chuyện của đàn ông cô đừng có quản. Triệu Thiết Hải cười khan một cách đắc ý. Ừ, trẻ con không nên. Diệp Phàm nói thêm vào. Hứ, mặc kệ các người. Lý Xuân Thủy giặt sạch chiếc khăn lau bàn. Rồi uốn éo bước đi, như thể là cố ý để cho Diệp Phàm trông thấy, Triệu Thiết Hải cảm thấy có chút kỳ lạ vì bình thường Lý Xuân Thủy không như vậy bao giờ, nhìn qua thì rất giống kiểu sơn nữ thuần khiết. Hai cái miệng há hốc chảy cả nước dãi, Triệu Thiết Hải chậc lên tiếng thở dài. Người anh em này, lạ thật nha,
cô bé đó hình như kết cậu rồi đấy. Anh nghĩ đi đâu vậy sếp Triệu, tôi nghe nói anh bây giờ cũng độc thân, cũng có thể theo đuổi mà. Diệp Phàm bật lại. Thôi thôi, tôi chỉ là tên lính nhãi nhép chuyển ngũ, mới tốt nghiệp cấp 3, người ta sao có thể để mắt tới được chứ? Hi hi, người anh em, tôi đi đây. Rảnh thì tới đồn uống trà nhé. Triệu Thiết Hải vỗ nhẹ vai Diệp Phàm, nhìn với ánh mắt kỳ lạ rồi bỏ đi. Thực ra, Triệu Thiết Hải ở bộ đội, nghe nói còn là thượng úy, liên đội trưởng, nhưng vì cứu đồng đội mà đã vi phạm kỷ luật nên phải về trước thời hạn, tuổi cũng chỉ mới 25, và còn chưa vợ. 8 giờ sáng hôm sau, Diệp Phàm đến văn phòng đúng giờ. Tô Giai Trinh môi cong lên, nhíu mày, rồi nở một nụ cười nóng bỏng nói với hắn rằng bí thư Tần có việc muốn gặp. Từ buổi đầu quen biết Diệp Phàm, Tô Giai Trinh đã nghe nói hắn từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Hải Giang, thêm nữa tướng mạo Diệp Phàm lại không đến nỗi nào, có thể nói vừa đạt đến mức anh tuấn. Nên điệu bộ của cô như vậy có gì đó là lạ, mà có vẻ rất ghê gớm. Cảm giác dành cho Diệp Phàm giống như ngấm ngầm phóng điện. Phải biết rằng, Đại học Hải Giang luôn thuộc vào top 10 trường danh tiếng nhất của Trung Quốc. Chẳng nói xa, ngay như ở cái huyện Ngư Dương này, 10 năm gần đây cũng chưa có ai thi đậu vào trường top 10 ấy. Thế nên đây cũng là điều không hề đơn giản. Diệp Phàm hứng khởi lên phòng làm việc của Bí Thư Tần trên tầng 5, lưng thẳng ngay ngắn, vẻ rất nghiêm trang ngồi chờ Bí Thư Tần giao nhiệm vụ. Diệp Phàm à, đến đập thiên thủy rồi thì nhất định phải bình tĩnh. Với học thức của cậu thì tôi chẳng nói làm gì. Nhưng đi cơ sở, xuống vùng nông thôn công tác thì lại là chuyện khác, công việc thực sự không hề đơn giản. Nông dân bây giờ cũng không dễ gì sống chung được, đặc biệt là thôn đập thiên thủy lại càng phức tạp hơn. Có khó khăn gì thì nhất định phải gọi điện về báo cáo kịp thời nhé. Phải biết nhẫn nhịn, đừng để vì tuổi trẻ bồng bột mà làm hỏng việc. Cậu với tư cách là tổ trưởng tổ công tác tại đập thiên thủy, lãnh đạo thị trấn chúng tôi tin tưởng rằng cậu sẽ làm tốt nhiệm vụ. Bí thư Tần vốn là một cán bộ chuyển từ quân đội, nên giọng nói của ông vẫn còn mang theo chút gì đó khẳng khái của một quân nhân. Thực ra, đẩy một thằng nhóc vào trốn lửa bỏng, ông cũng cảm thấy có chút xấu hổ, và cũng chẳng thấy yên tâm. Tào lao một hồi, ông đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, thận trọng nói. Diệp Phàm, đến đập thiên thủy rồi thì tiện thể cũng nên nắm một chút về chuyện của Chủ tịch Ngô, đương nhiên chuyện này cũng chỉ nên âm thầm tìm hiểu, chớ làm kinh động đến nhiều người. Tình hình thế nào thì trực tiếp báo cáo cho tôi nhé, đừng để lộ ra ngoài, vì đây là kỷ luật của tổ chức. Lý lịch của cậu tôi cũng xem qua rồi, cậu còn là một đảng viên dự bị nữa, chứng tỏ trình độ giác ngộ rất cao. Không lâu nữa, sẽ là đảng viên chính thức rồi, tôi hy vọng cậu. Bí thư Tần nói đến đây, thì ho lên một tiếng rồi dừng lại. Diệp Phàm tuy là bề ngoài tỏ ra vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã sớm thấy hoang mang. Vì liên quan đến cái chết của Chủ tịch Ngô, nghe nói chính là từ một chuyến đi đến đập thiên thủy, chẳng lẽ cái chết của ông có liên quan đến đập thiên thủy hay sao? Mà mình lần này bị cử đến đập thiên thủy, trên danh nghĩa là đến đó triển khai công việc, nhưng thực chất thì lại là bí mật điều tra án gì gì đó. Điều càng khiến Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu chính là hôm qua lúc ở Bách Vị Các, thì giọng của ông Phó Bí Thư Đảng ủy thị trấn Thái Đại Giang cũng giống như của Bí Thư Tần hôm nay. Kỳ lạ là, cả hai người bọn họ đều yêu cầu Diệp Phàm báo cáo trực tiếp với mình, không qua trung gian. Chuyện này đã tiết lộ ra điều gì đó chẳng lành. Bí Thư Tần và Phó Bí Thư Thái này, chẳng lẽ việc Chủ tịch Ngô treo cổ lại có liên quan đến bọn họ hay sao? Diệp Phàm nghĩ vẩn vơ, rồi bước xuống lầu, cảm giác mình giống như một chú bò sắt bị rơi vào vòng xoáy và không thể quyết định được số mạng của mình. Trong giây phút đó, hắn đã biết được mùi vị của nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, một là như thế nào. Một ngạn ngữ ti kiêu, nghĩa là sống trên đời, đôi lúc bản thân mình cũng không phải là của mình. Nếu như nắm được tình hình về Chủ tịch Ngô thì nên báo cáo cho ai đây, bất luận là báo cáo cho ai thì cũng đều đắc tội với người kia. Bởi vì trên đời này căn bản không thể có một bức tường không thông gió, những điều này khiến cho Dương Phàm cảm thấy rất hoang mang, bực bội. Trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, bỗng hắn hét lên một cách điên cuồng, nghĩ chưa thông cũng không muốn nghĩ đến nữa. Rồi hắn gằn lên một tiếng chửi thề. Mẹ nó chứ, việc quái gì phải sợ, thằng chân đất còn sợ thằng đeo dép hay sao? Chuyện gì chẳng có cách giải quyết, có lẽ do mình nghĩ nhiều đó thôi. Cái ông Chủ tịch Ngô đó chẳng có liên quan quái gì đến đập thiên thủy cả, bây giờ nghĩ nhiều thì chẳng phải là lo hão hay sao? Tổ ba người tập hợp xong rồi đi thẳng xuống lầu,
Diệp Phàm đi mấy vòng quanh ủy ban cũng chẳng thấy lấy một cái xe con hay một chiếc pizza nào cả. Vì hôm qua chủ nhiệm Vương ở phòng đảng chính quyền nói là đã sắp xếp ổn thỏa chuyên xe để đi tới đập Thiên Thủy. Nhưng lại chỉ thấy một chiếc ba bánh đang đỗ ở bên cổng, Diệp Phàm đang buồn bực thì thấy tổ viên của mình là Lưu Trì và Lý Xuân Thủy đang xếp hành lý và một số đồ dùng cần thiết lên chiếc xe ba bánh đó. Tổ trưởng Diệp, anh còn không mau lên xe đi, đứng ngây ra đó làm gì? Lý Xuân Thủy nói như quát lên với Dương Phàm. Cái này dùng để đi đến đập Thiên Thủy. Diệp Phàm chút nữa thì bị sốc đến cứng quai hàm, may mà hai chữ chuyên xe cũng làm cho hắn miễn cưỡng, nuốt, trôi vào bụng được. Chiếc ba bánh này cũng dùng động cơ dầu đia đần, khi nổ máy thì tiếng giống như là tiếng sấm, bình thường chỉ dùng để chở hàng hóa. Vì phía trên ngay cả mái để che mưa cũng không có, nhưng khả năng chở hàng hóa thì lại đáng kinh ngạc, tính sơ sơ cũng phải tải được 2 tấn hàng. Hi hi, tổ trưởng Diệp này, có cái này cũng tốt rồi, nếu không, để đi bộ thì cho dù là đi tới khi hai chân bị liệt thì cũng chưa chắc sẽ tới nơi đâu. Lưu Trì nói đùa, y đoán rằng Dương Phàm không thể tưởng tượng được lại như vậy. Nói thực, Lưu Trì tuy miệng thì nói là không muốn làm tổ trưởng tổ công tác nơi đầu song ngọn gió như ở đập Thiên Thủy, nhưng để người khác làm thì trong lòng lại có chút không thoải mái và không phục. Tự mình không dám làm, đương nhiên cũng mong người khác bị thất bại, như vậy mới chứng tỏ được rằng mình sáng suốt. Vì vậy, mà y đã có chủ ý cố ý chơi lười, trốn được thì trốn, có thể ngáng chân thì ngáng, đương nhiên là phải quan sát tình hình rồi mới thực hiện. Chương 11, một cảnh tượng nguy hiểm. Tổ trưởng Diệp à, đại trụ tôi lái xe thì cậu cứ yên tâm đi, sẽ tới nơi một cách tuyệt đối an toàn, mà tốc độ nhanh như bay, sẽ không làm mất thời gian của cậu. Cậu phải biết ở cái thị trấn Lâm Tuyền này chỉ cần có việc cần dùng đến xe chở thì đều gọi đến tôi đấy. Hi hi. Một người đàn ông vạm vỡ, mình cao 1m8 bước đến, đưa ra một điếu mẫu đơn rồi giúp Diệp Phàm xếp hành lý vào trong xe. Tổ trưởng Diệp à, cán bộ Lưu và cán bộ Lý ngồi phía trên. Cậu ngồi ở chỗ lái phụ đi, thì sẽ đỡ sóc hơn. Như thế sao được, để cô Xuân Thủy ngồi đi. Diệp Phàm cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng Diệp Phàm vẫn ngồi lên chỗ lái phụ. Oanh oanh oanh. Chiếc ba bánh nổ máy, xả ra luồng khói đen xì. Lúc mới đầu là đường nhựa còn đỡ một chút, không lâu sau chiếc xe đã rẽ sang một con đường nhỏ lổn nhổn những đá sỏi và bùn đất, dưới đất còn bị xe đi trước cày lên mấy rãnh sâu, xe bắt đầu rung lắc dữ dội. Diệp Phàm nắm chặt lấy thanh thép bên cạnh, cảm giác giống như đại cô nương đang ngồi trên kiệu, hay nói đúng hơn là giống như ngồi trên chiếc thuyền nát đang bập bềnh trên đại dương mênh mông. Mười mấy phút đầu, Diệp Phàm còn cảm thấy gì đó mới lạ, vì hắn chưa từng ngồi trên loại xe ba bánh này bao giờ. Đường đi càng ngày càng hẹp hơn, đại trụ đánh nhẹ tay lái một chút, Diệp Phàm cảm thấy xe loạng choạng như thể chuẩn bị biểu diễn màn xe bay vậy, những giọt mồ hôi lấm tấm đã hiện lên trên khuôn mặt hắn. Mà Lưu Trì và Lý Xuân Thủy thì dường như đã quen, nên chỉ dùng tay nắm chặt lấy thành xe, còn chân thì ghìm xuống thân xe nhưng vẫn lộ ra vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Bởi suy cho cùng, phía dưới là vách núi cao vài trăm thước, nếu rơi xuống thì chắc chắn tiêu đời. Tốc độ xe chạy ì ạch giống như con bò già đang kéo cỗ xe rách nát, mỗi giờ chắc cũng chỉ được khoảng 15 km mà thôi, chẳng nhanh hơn đi bộ là bao. Mặc dù tốc độ chậm như vậy nhưng vẫn khiến cho mọi người sợ khiếp vía. Đã có mấy lần Diệp Phàm cảm thấy bánh trước của xe đã văng ra khỏi đường lạng vào vực rồi, nhưng quả thật tay lái của đại trụ không tệ chút nào, vẫn có thể đánh xe quay trở lại. Lưu Trì và Xuân Thủy đều kêu lên vì sợ hãi. Đại trụ, thằng tiểu tử ngươi chú ý một chút đi. Đừng để rơi xuống đấy. Lưu Trì cười mắng. Yên tâm đi cán bộ Lưu, tôi lái xe chưa để xảy ra chuyện gì bao giờ. Hôm nay đi còn chậm đấy. Nếu như là người trong thôn ngồi xe thì tôi đã sớm đi đến đầu kia rồi. Đại trụ cười một cách đắc ý, lại càng đi nhanh hơn, như thể là muốn thể hiện một chút trước Diệp Phàm, nếu sau này tổ công tác muốn trở về thị trấn Lâm Tuyền thì cũng thêm được vài chuyến làm ăn. Thịch thịch, rầm. Một tiếng nổ cực lớn, làm đại trụ vội vã phanh xe lại. Tiếng kêu két, đến chói tai của phanh xe lại vang lên. Diệp Phàm cảm thấy trước mắt hình như có hòn đá to bằng nắm đấm từ trên núi rơi xuống đập vào vách đá rồi bật lại. Nhanh chóng vận khí, mà chẳng thèm quan tâm là cái gì, thuận tay nắm chặt lấy chiếc túi nhỏ đang treo bên cạnh thanh thép, rồi vung nắm đấm vào chỗ bóng màu xám. Hắn cảm thấy tay bỗng trở nên đau rát, một vật đã bị mình đấm bật vào kính xe kêu lên cái cách,
cửa kính xe bỗng chốc xuất hiện một lỗ thủng to như cái bát tô. Mấy người liền nhảy xuống xe, sợ hãi toát cả mồ hôi hột. Xe của tôi. Đại trụ đau lòng kêu lên một tiếng, hiện tại một nửa bánh trước của xe đã lơ lửng bên vệ đường. Cũng chẳng kịp tiếc rẻ tấm kính chắn gió trước xe, hắn vội vàng kêu lên. Tổ trưởng Diệp, cán bộ Lưu, cô Lý, mau ra giúp tôi một tay kéo xe đi. Tảng đá chết tiệt này. Diệp đại trụ gằn lên một tiếng chửi thề, mọi người cùng hợp lực kéo bánh trước của xe trở về vị trí cũ. Tổ trưởng Diệp, tay của anh. Lý Xuân Thủy sợ hãi kêu lên. Ừ, không sao, chỉ là vết thương nhỏ ấy mà. Diệp Phàm nhìn lại cái tay bị tảng đá làm cho chảy xước, bụng nghĩ may mà mình đã tu luyện, thuật dưỡng sinh, nếu không thì chắc chắn sẽ bị gãy xương. Xem ra môn khí công đó cũng có tác dụng đấy chứ, sau này phải tích cực luyện thêm mới được. Hai, chuyến này đã đi không rồi lại còn phải bù thêm tiền. Diệp đại trụ thở dài. Trên đường này có thường gặp phải những tình huống như vậy không? Diệp Phàm nhìn những tảng đá kỳ quái dữ tợn kia, ổn định lại một chút tâm tình đang có chút hoảng loạn rồi quay lại hỏi. Ừ, tôi thì đã gặp 3 lần rồi, con đường này thực sự phải nên sửa từ lâu rồi. Mẹ nó chứ, nếu không cẩn thận là tiêu đời như chơi. Lưu Trì vẫn chưa hết sợ hãi gằn lên một tiếng, lúc này ông tổ 8 đời của chủ nhiệm Vương ở phòng đảng chính quyền cũng bị lôi ra tuốt. Mẹ nó chứ, kêu ông mày đến đập thiên thủy để chết à? Lão Vương chết tiệt này. Lý Xuân Thủy thì càng chẳng thấy lên tiếng, như thể đang lên cơn sốt rét vậy, coi bộ trong phút chốc thì chưa thể hoàn hồn được. Không có chuyện gì chứ cán bộ Lý, vậy chúng ta tiếp tục. Diệp đại trụ thở dài rồi lên xe ngồi, còn Diệp Phàm thì không còn dám ngồi chỗ phụ lái nữa, băng bó nắm tay bị chảy xước qua loa rồi ra thùng xe đứng. Như vậy có vẻ như an toàn hơn, nếu như lại gặp phải những tình huống như đá bay hay sạt lở thì dựa vào. Thuật dưỡng sinh, đã tu luyện của mình thì cũng có thể lao ra khỏi xe để thoát thân nhanh hơn. Nói thực ra, chết thì ai mà chẳng sợ, đặc biệt là những người sống ở thời đại hòa bình này, chết vinh cũng chẳng bằng sống nhục. Thực ra Diệp Phàm cũng rất may mắn, nếu như không học thuật dưỡng sinh, cùng với lão phí thì nắm tay đã bị đá đập cho hỏng rồi, cho dù là có một túi đựng đầy quần áo rách chắn để giảm sức đập, thì chắc cũng phải nhận kết cục buồn là gãy xương, thậm chí còn bị vỡ cả xương tay. Thuật dưỡng sinh, này sau khi vận khí thì nắm tay sẽ được kích lên một tầng khí năng khó cảm giác được, làm cho nắm tay bỗng nhiên cứng rắn lên rất nhiều, giống như từng tế bào của bắp thịt đều được kích hoạt vậy, khả năng đỡ đòn cũng nhờ vậy mà được tăng lên không ít. Diệp Phàm đã từng thử nghiệm sau khi vận khí thuật dưỡng sinh này rồi dùng nắm tay nện vào gậy gỗ thì cũng chẳng thấy đau đớn gì, như thể luồng khí vô hình đó đã thấm xuống nắm tay, biến nắm tay thành cục gỗ. Đương nhiên các cảnh khí bốc ngùn ngụt ra trong các bộ phim truyền hình đều hoàn toàn là hư cấu. Nhưng việc trải qua luyện tập thì làm cho cơ thể con người ta trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn là điều có thật. 2 tiếng sau khi trải qua nỗi bàng hoàng sợ hãi thập tử nhất sinh, thì cuối cùng cũng đã đến được đập thiên thủy. Lần đầu tiên trông thấy thôn đập thiên thủy, Diệp Phàm như ngây ngẩn cả người, chỉ có mấy chữ sự yêu ái của ông trời. Một dòng suối vẫn còn phủ làn mây khói mờ ảo. Kéo dài đến vài dặm chạy dọc cả thôn, mấy cây cầu đá cổ kính nối liền hai bên bờ, con suối thì chảy êm đềm, lặng lẽ. Hai bên bờ là nơi tập trung của gần chục thôn xóm. Tiếng gà gáy, chó kêu, những con dê thì kêu lên, be be, thỉnh thoảng còn truyền lại mấy tiếng gâu gâu và quác quác như thể là tiếng của chú chó đang bắt nạt đám gà trống. Đúng là chốn bồng lai thiên cảnh. Ái, nếu như lão phí trông thấy thì nhất định sẽ rất thích nơi đây. Diệp Phàm thầm nghĩ, chiếc ba bánh lại vang lên những âm thanh, thình thịch, rồi chạy hướng về một thôn lớn nằm sát đoạn giữa của dòng suối, nghe Xuân Thủy nói, đây chính là thôn chính của đập thiên thủy. Thực ra, đập thiên thủy tuy nói là phân thành 10 thôn tự nhiên nhưng thực tế thì tập trung thành 3 xóm lớn, vì vậy mới phân thành 3 thôn trên, 3 thôn giữa, và 3 thôn cuối. Người ở 3 thôn trên tất cả đều mang họ Ngô, 3 thôn giữa thì mang họ Diệp, còn 3 thôn dưới thì mang họ Lý. Mà thôn chính thì nằm cạnh 3 thôn giữa, và là trung tâm hành chính của đập thiên thủy. Tên họ thì rất đa dạng, họ Ngô, họ Diệp, hay họ Lý và các họ khác thì đều có, đây cũng là thôn tự nhiên lớn nhất. Chương 12, mới đến thôn đã phải, xuất quyền. Nhìn tổng thể thì cả thôn đã nhen nhóm hình thành nên xu thế của thành thị hóa, chỉ có điều những con đường đá rộng chừng 4 mét thay cho những con đường quốc lộ rộng lớn, những căn nhà gỗ rách nát thì thay thế cho kết cấu cốt thép.
Trong thôn chỉ có mấy căn nhà xây vì thế mà trở nên vô cùng nổi bật, chẳng khác gì một con hạc đứng giữa cả đàn gà. Chiếc ba bánh vốn định đi vào trong, nhưng giữa đường bị một đám đông chặn lại. Bên trong hình như đang có người đang diễn trò gì đó, khoảng trên 100 người vây quanh để xem, ấn mấy hồi còi inh ỏi nhưng không có tác dụng nên Diệp Đại Trụ đành phải dừng xe lại. Khi chiếc xe đã tắt máy, thì tiếng của đám đông này trở nên rõ ràng hơn, đét, đét tiếng của chiếc roi mây như thể đang quất vào da lợn pha lẫn với tiếng kêu rên làm cho người ta có chút ghê sợ. Chẳng lẽ có người đang bị tra tấn hay sao? Diệp Phàm cảm thấy có chút khó tin, hắn cố chen chân vào trong đám người đó xem sao, cảnh tượng trước mắt làm Diệp Phàm cảm thấy có phần bị choáng. Một người đàn ông trông to béo như tên đồ tể dùng dụng cụ tra tấn làm từ những thanh gỗ to bằng ngón tay bó lại với nhau, đang ra sức quất lên người một thiếu niên quần áo rách nát, đầu tóc rối tung như tổ quạ, toàn thân bẩn thỉu. Tên đồ tể này vừa đánh lại còn hét lớn một tiếng với mọi người xung quanh một cách đắc ý, những tiếng đét của chiếc roi cứ thế quất lên người của cậu bé chỉ chừng 13 tuổi khiến chiếc áo của cậu càng trở nên rách nát hơn. Từ chỗ áo bị rách Diệp Phàm trông thấy rõ những vết roi lằn sâu chằng chịt trên người cậu bé. Trên lưng cậu đã tóe cả máu tươi, nhưng kỳ lạ là cậu bé không hề kêu đau lấy một tiếng, như thể không chịu khuất phục. Sau mỗi phát roi quất lên người, cậu chỉ nhíu mày và khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt thì hiện lên ánh mắt như thể muốn nuốt sống kẻ đối diện, nhưng tên đồ tể đó hình như lại chẳng chút sợ hãi mà ngược lại miệng hắn lại còn mắng một cách đắc ý. Còn dám lườm ông mày à? Hôm nay ông sẽ đánh chết mày. Hàng trăm người vây quanh nhưng chẳng có ai dám đứng ra để xin cho cậu bé, mà đại bộ phận họ chỉ nhìn với ánh mắt cảm thông và vẻ mặt bất lực. Dừng tay, sao anh lại đánh người? Diệp Phàm không thể nhịn được nữa liền xông lên phía trước nắm chặt lấy tay của tên đồ tể. Lý Xuân Thủy cũng chen vào trong đám đông để đỡ lấy cậu bé. Mẹ kiếp, mày là thằng khỉ nào hả? Vắt mũi còn chưa sạch mà dám đến đây can thiệp vào chuyện của ông nội Lý Đức Quý mày à, mau cút đi. Nếu không thì tao đánh luôn cả mày bây giờ. Tên đồ tể định giơ lên thì phát hiện tay của Diệp Phàm giống như một chiếc kìm nhanh chóng khóa chặt lấy cánh tay thô kệch của y, khó mà thoát ra được. Y cảm thấy rất kinh ngạc, bụng nghĩ không biết thằng oát này từ đâu chui ra mà đôi tay lại mạnh mẽ như vậy. Lý Đức Quý, cậu ấy là tổ trưởng tổ công tác của thị trấn Lâm Tuyền vừa cử đến thôn chúng ta đấy. Anh đừng có làm càn. Diệp Đại Trụ vốn cũng chẳng muốn đi lo chuyện bao đồng làm gì, nhưng thấy tổ trưởng Diệp ra mặt như vậy thì cũng đành phải chen lên phía trước nói lớn. Tổ trưởng Diệp thì cũng là cái thá gì, chẳng hỏi xem Lý Đức Quý này sợ thằng nào ở cái thị trấn Lâm Tuyền ấy. Ngay cả chủ tịch Ngô trông thấy ông mày cũng còn phải cúi đầu chào đấy. Lý Đức Quý trông thấy Diệp Phàm buông tay thì cũng vung vung tay, căn bản chẳng để cho Diệp Đại Trụ chút thể diện nào. Nói xong, y lại giơ chiếc roi lên như thể vẫn còn muốn đánh tiếp. Thực ra thì y nói cũng chỉ là để cho oai thôi, gặp chủ tịch Ngô người phải cúi đầu chào đương nhiên phải là y rồi. Hừ, anh thử vụt tiếp xem, trời đất bao la, đập thiên thủy này còn lớn hơn cả lãnh đạo có phải không? Tôi không tin nắm đấm của Đức Quý anh lại có thể qua được khẩu súng của cảnh sát đâu. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Lý Đức Quý với ánh mắt lạnh như băng, thuật dưỡng sinh tự nhiên được vận lên, khí thế cũng trào lên. Hai người thật sự đã hăng máu lên rồi. Thằng nhóc, hôm nay mày ăn gan hùm hả? Ông sẽ vụt cho mày xem. Lý Đức Quý đã ngang ngược quen ở cái thôn này rồi, chẳng thèm coi ai ra gì. Ở cái thị trấn Lâm Tuyền đó chỉ cần nhắc đến tên Đức Quý ở đập thiên thủy thôi thì đám lưu manh cũng phải kiềng mặt. Lý Đức Quý bị gọi là Lâm Tuyền Tam Phách, bình thường thì y đều trên thị trấn Lâm Tuyền, rất ít khi về nhà ở đập thiên thủy, trong tay y cũng có một đám đàn em. Hôm nay y cảm thấy vô cùng mất mặt, vì vậy không kiềm chế nổi nữa nên thừa lúc Diệp Phàm không chú ý liền động thủ. Chiếc roi quất xuống, vốn là dành cho cậu thiếu niên bẩn thỉu kia, nhưng không ngờ lại vụt vào người của Lý Xuân Thủy, khiến cô đau đớn kêu lên một tiếng ái, rồi ứa cả nước mắt. Dừng tay! Diệp Phàm đã thật sự tức giận. Một người đàn ông gặp phải cảnh một cô gái xinh đẹp bị bắt nạt mà vẫn có thể bình chân như vậy được thì người đó không thể coi là đàn ông được. Mà chỉ có thể coi là đồ bỏ đi mà thôi, vì vậy như phản xạ tự nhiên, hắn liền vung nắm đấm. Bộp! Lý Đức Quý thấy vậy liền cười nhạt rồi cũng vung ra một quả đấm về phía Diệp Phàm. Y luôn tin tưởng vào quả đấm thép của mình, vì y cũng từng học được vài chiêu từ một đạo sĩ giang hồ chuyên đi lừa đảo để kiếm ăn. Nghe nói tên đạo sĩ giang hồ đó thường bắt Lý Đức Quý đấm vào một thân cây,
nếu tay bị thương thì đắp lên một ít thảo dược, cứ thế thân cây bị nện như vậy vài năm thì cũng bị lõm vào thật. Mà nắm tay của Lý Đức Quý cũng bị biến dạng, chút nữa thì hình thành cả cục thịt thừa. Bây giờ xuống một quyền đánh xuống cũng rất có uy phong, tự cảm thấy có phong thái của đại hiệp, tay vung quyền đánh Nam Sơn Mãnh Hổ, chân đưa cước đá Bắc Hải Giao Long. Y không thể tin được nắm đấm của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như Diệp Phàm lại có thể mạnh hơn của y. Trong lòng y đang rất ngứa ngáy chờ đợi nghe tiếng xương nắm tay của thằng nhóc kia bị vỡ vụn. Tuy nhiên điều khiến Đức Quý phải tròn mắt là Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, chẳng hề thay đổi thần sắc, còn mình tung một quyền lại bị bật phải lùi mấy bước mà thiếu chút nữa thì đứng không vững. Nắm tay thì đau đớn như vừa bị kim đâm, y hoảng sợ quay thì thấy nụ cười lạnh lùng của Diệp Phàm, lần đầu tiên y có cảm giác lạnh cả sống lưng, và cũng chẳng biết có phải mình đang toát mồ hôi ra không. Y nghĩ bụng lẽ nào thằng nhóc này cũng là con nhà võ hay sao, chắc chắn cũng thuộc vào hàng cao thủ võ lâm rồi, chẳng lẽ nó lại là bộ đội đặc chủng à? Hai bên đang giằng co thì nghe thấy tiếng nói to vọng đến. Lý Đức Quý, cái thằng khốn này lại gây chuyện rồi. Mau cút về thị trấn Lâm Tuyền của mày cho tao nhờ, lâu lắm mới về một lần thì toàn gây phiền toái thêm cho tao thôi. Sau khi tiếng nói được vọng đến không lâu thì một cụ già với chòm râu lơ thơ điểm bạc chen vào bên trong đám đông. Cụ có gương mặt tròn và đôi tai to như của tượng Phật, mặc một chiếc áo choàng dài trông có chút giống với trang phục của thời nhà Thanh, thật đúng là một cụ già cổ lỗ sĩ. Là chú ba à, chú đến rồi à, cháu có việc phải đi trước đây. Trông vẻ tên Lưu Đức Quý có vẻ rất sợ cụ già này, rồi y như con rùa rụt cổ rời khỏi đám đông, nhưng vẫn quay lại nhìn Diệp Phàm với ánh mắt mang hình viên đạn, vừa đi còn vừa giơ nắm đấm lên đe dọa. Đứng lại, đánh người xong rồi muốn chuồn hả? Diệp Phàm không chút khách khí la lớn, trong chớp nhoáng đã chạy lên chặn trước mặt Lý Đức Quý. Mẹ kiếp, muốn đánh thật chứ gì? Hôm nay ông nội Đức Quý mày sẽ bóp nát mày như bóp một quả trứng. Lý Đức Quý hung hăng nói, thực ra, vừa nãy thử một quyền với Diệp Phàm, y vẫn còn hãi, giờ chẳng qua chỉ là để giữ thể diện mà thôi. Bởi nếu không, để mọi người biết Lý Đức Quý y bị một thằng nhóc phát mũi còn chưa sạch chặn lại mà chỉ im thít, không dám nói câu nào thì sau này còn mặt mũi nào mà trở về Lâm Tuyền nữa chứ. Ha ha, thử một chút cũng được, tôi cũng lâu không được giãn gân cốt rồi, vừa hay có thể lấy anh để luyện tay. Diệp Phàm vẫn chưa động tay, cười nhạt nói. Tổ trưởng Diệp, tôi là Lý Kinh Đống bí thư thôn Đập Thiên Thủy này, hôm nay việc thằng Đức Quý làm thật sự là không đúng. Lát nữa tôi sẽ dạy cho nó một bài học. Thật là chẳng ra thể thống gì, còn vết thương của nhị nha tử thì tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo người đưa nó đi chữa trị, cậu cũng. Cụ già tự giới thiệu về mình, đôi mắt lờ mờ của cụ bỗng hiện lên ánh nhìn nghiêm khắc. Chương 13, cung cũ. Xin chào bí thư Lý, tôi là tổ trưởng tổ công tác thường trú tại thôn Đập Thiên Thủy Diệp Phàm. Hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy? Đánh ra nông nỗi này. Trên đời này chẳng nhẽ không còn vương pháp hay sao? Ôi, đứa trẻ này cũng đáng thương lắm. Diệp Phàm liếc nhìn thiếu niên kia một cái, trong lòng có chút chua xót. Thầm nghĩ ông già này không đơn giản, phỏng chừng có chuyện đây. Không khéo cũng thuộc hàng cao nhân ẩn sĩ, nếu không thằng Lý Đức Quý hung hăng thế kia sao vừa nhìn thấy ông ta thì như chuột nhìn thấy mèo già vậy. Ôi, hắn tên gọi là Nhị Nha Tử, tên thật là Ngô Hoành, không cha không mẹ. Trong nhà chỉ có một người anh trai tên là Ngô Đồng. Năm kia tốt nghiệp trung học xong thì nhập ngũ. Năm kia, năm ngoái mỗi tháng đều gửi về mấy chục tệ để nhị nha tử dùng. Ở thôn Đập Thiên Thủy của chúng tôi, mỗi tháng 60 tệ cũng được coi là nhiều rồi. Ai ngờ đến năm nay, đã 9 tháng rồi anh trai nó không gửi tiền về, càng khó hiểu là ngay cả một bức thư cũng không có. Không có sinh hoạt phí, cuộc sống của nhị nha tử liền rất khó khăn. Nhưng đứa nhỏ này cũng rất quật cường. Mấy nhà họ hàng trong Ngô gia gọi nó tới ăn cơm, nó đều không đi, dựa vào sức mình trồng mấy thứ linh tinh để ăn. Thỉnh thoảng lên núi hái ít rau dại ăn tạm, cuộc sống rất khó khăn. Hôm nay lên núi nhặt được một con thỏ hoang hơn chục cân, đang định làm thịt thì mới biết là bẫy kẹp của Lý Đức Quý bắt được. Tinh khí của Lý Đức Quý cũng không tốt, cho rằng nhị nha tử ăn trộm thỏ hoang của nó, cho nên liền. Lý Kinh Đống vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Ông ấy nói bậy. Cháu không trộm thỏ hoang của Lý Đức Quý. Thỏ này là tự cháu bắt được. Nhị nha tử đột nhiên đứng lên hô lớn. Mày bắt được, mày lấy gì bắt? Cái bẫy thú cỡ lớn này một cái cũng phải mấy chục tệ, mày có tiền sao? Cho dù có tiền thì mày cũng làm sao có được loại này.
thật là buồn cười. Lý Đức Quý hung hăng quát. Quát cái gì, nhìn mày lớn thế này mà vẫn còn so đo với một đứa trẻ. Thỏ lấy lại là được rồi, sao còn phải đánh nó? Lý Kinh Đống trừng mắt nhìn Lý Đức Quý. Cháu không trộm, cháu thật sự không trộm. Các người vu oan cho người khác, các người đều là người xấu. Lúc này nhị nha tử gào thét lớn, chạy ra khỏi đám đông. Vết máu trên lưng do vận động mạnh lại rách ra, máu tươi chảy từ trên lưng xuống, nó cũng không quan tâm, chạy không còn thấy tung tích nữa. Ôi, đứa trẻ này, miệng vẫn còn cứng lắm, chết không nhận tội. Lý Kinh Đống thở dài nói. Tổ trưởng Diệp, tôi đưa anh đến ủy ban thôn. Lẽ nào con thỏ hoang này thực sự là do nhị nha tử bắt được? Không khéo thực sự vụ oan cho nó. Diệp Phàm vừa đi trong lòng vừa thầm nghĩ. Mấy người cũng tách đi ra khỏi đám đông. Không lâu sau nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ba tầng cũ nát, tấm gỗ phía trên cánh cửa viết, ủy ban thôn Đập Thiên Thủy. Két! Đẩy cửa ra, trước tiên nhìn thấy một cái giếng trời, bậc thềm trên giếng trời còn có sân khấu kịch. Diệp Phàm ngạc nhiên một chút, sao cứ cảm thấy chỗ này vô cùng quái dị, cảm giác như đi vào trong cung vậy. Ha ha, tổ trưởng Diệp, có phải anh đang cảm thấy nơi này giống một cái miếu hay một cái cung không? Lý Kinh Đống cười nói. Không sai, chỗ này vốn dĩ là cung cũ của Đập Thiên Thủy, sau đó người trong thôn góp tiền xây một cung khác, cho nên chỗ này trở thành trụ sở của đảng ủy thôn. Mấy bức tượng Bồ Tát kia tháng một năm nay mới chuyển đi. Còn lại một bức tượng thần tài lớn nhất, nặng quá không đem đi được, cho nên lấy vải che lại. Trước đây cán bộ thị trấn xuống, đều thích cắm mấy nén nhang trước tượng Bồ Tát, bốc mấy quẻ, ha ha. Lý Kinh Đống giải thích. Ồ, che lại làm gì chứ? Khoe ra cho mọi người nhìn không phải càng tốt hay sao? Lưu Trì nói đùa. Ừ, chúng ta xem nào. Diệp Phàm cũng cảm thấy rất mới mẻ. Sau này nếu làm việc ở đây, sau lưng có một ông thần tài đứng ủng hộ cũng tốt lắm. Thế là ba người hợp lực kéo tấm vải xuống. Một bức tượng cao gần 3 mét, đầu đội mũ quan, tay trái cầm bảng tính vàng, tay phải cầm đại nguyên bảo, miệng cười tủm tỉm hiện ra. Tổ trưởng Diệp, có thần tài chống lưng, không khéo mình sẽ gặp đại vận cũng nên. Lưu Trì trêu chọc. Ha ha, câu đùa làm cho mọi người cười không ngớt. Phòng trên tầng 2 khá nhiều, hơn nữa còn toàn bằng gỗ. Ngay cả cửa sổ cũng bằng ván gỗ, khiến Diệp Phàm có cảm giác đi vào thời cổ đại. Ba người chọn phòng, không lâu sau thì một cô gái ăn mặc giản dị đi vào giúp họ thu dọn phòng, Diệp Phàm nhanh chóng từ chối, nói là để tự mình làm. Tổ trưởng Diệp, không phải khách khí, cô ấy là thủ quỹ của chi bộ thôn, tên là Diệp Kim Liên, cùng họ với cậu. Bình thường ủy ban này đều do cô ấy quản lý, cô ấy cũng ở tại đây. Sau này các anh có vấn đề gì, có thể tìm cô ấy. Tôi nghĩ vấn đề cơm nước của ba vị để cho cô ấy lo đi. Lý Kinh Đống cười. Cảm ơn cô Kim Liên. Diệp Phàm nhanh chóng cảm ơn, quay đầu nói với Lý Kinh Đống. Bí thư Lý, ông xem chúng tôi mới tới, cái gì cũng không biết, sau này còn cần ông ủng hộ nhiều. Tối nay tôi muốn mở một buổi gặp mặt, ông có thể giúp chúng tôi thông báo một chút được không? Gọi thành viên trong chi bộ thôn và đội trưởng các tiểu đội tới ngồi một chút. Được. Các anh chỉ ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút. Ngồi xe lâu như vậy cũng mệt rồi, 7 giờ tối sẽ họp ở đây. Lý Kinh Đống rất phối hợp. Sau khi cơm nước xong ba người về phòng nghỉ ngơi, 3 giờ chiều, Diệp Phàm đang suy nghĩ nên tiến hành công việc thế nào, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ. Vừa mở cửa ra thì thấy Lưu Trì lén lút chui vào. Huynh đệ, hà hà. Lưu Trì vẻ mặt quỷ dị. Làm gì thế? Lẽ nào gặp được người đẹp của đời anh rồi sao? Diệp Phàm ngay lập tức nghĩ tới chuyện đó. Bởi với vẻ mặt này, là đàn ông đều nghĩ tới chuyện đó. Ha ha, không sai người anh em ạ. Tôi nghi ngờ anh là con sâu trong bụng tôi lắm. Lưu Trì cười gượng hai cái. Thủ quỹ thôn Diệp Kim Liên có một người con gái, nghe nói tên là Diệp Nhược Mộng. Đảm bảo là hàng cực phẩm, không tin anh đi xem thử. Hai mẹ con đều là cực phẩm, mỗi người một vẻ. Nghe nói Diệp Nhược Mộng là giáo viên của trường tiểu học Đập Thiên Thủy. Tuy nhiên nghe nói chỉ tốt nghiệp hết cấp 3, không phải là chính thức, chắc chỉ là loại hợp đồng. Ôi, đáng tiếc. Lưu Trì lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Thằng quỷ, muốn tôi ngủ mơ cùng với anh à? Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng rồi nói. Bây giờ nói đến việc chính, hiệu trưởng tìm anh có việc, đang đợi ở bên ngoài.
Lưu Trì sắc mặt nghiêm chỉnh nói. Đi xem thế nào. Diệp Phàm nói rồi xuống tầng dưới. Trong sảnh đang có hai người ngồi. Một người là đàn ông trung niên, người còn lại đoán chừng là Diệp Nhược Mộng, con gái của thủ quý thôn Diệp Kim Liên. Quả thực bộ dạng xinh đẹp, mũi cao, lông mày lá liễu, hai gò trước ngực không nhỏ, nhưng eo lại cực thon. Chiếc áo màu xanh nhạt càng tôn thêm vẻ đẹp thoát tục của cô gái. Quả đúng là, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ lại thật nhỏ. Thật không ngờ ở xó xỉnh này còn có nhân vật như vậy. Thật đúng là non xanh nước biếc xinh mỹ nữ. Diệp Phàm trong lòng chợt nghĩ, có chút rung động. Anh là tổ trưởng Diệp. Người đàn ông trung niên đứng dậy, hơi cúi người rồi móc trong túi ra một bao thuốc, bóc vỏ, rút ra một điếu đưa ra. Nhưng vẻ mặt có chút chần chừ, phỏng chừng là cảm thấy Diệp Phàm quá trẻ, miệng hôi mùi sữa. Vâng, anh là. Diệp Phàm cầm lấy thuốc, hỏi. Ồ, xin lỗi, tôi là hiệu trưởng trường tiểu học Đập Thiên Thủy Trương Gia Lâm. Tổ trưởng Diệp. Trương Gia Lâm vẻ mặt ngượng nghịu. Có chuyện gì xin mời cứ nói, hiệu trưởng Trương. Diệp Phàm nói. Chương 14, tầng trên tầng dưới có thể hôn môi. Ôi, là thế này tổ trưởng Diệp, trường học của chúng tôi là kết cấu gạch và gỗ, xây vào những năm 70, đến nay cũng gần 20 năm rồi. Nền gỗ do bọn trẻ nhiều năm dẫm đạp lên, hơn nữa còn có mối mọt, đến nay đã sắp mục nát hết rồi, nếu không thay e rằng sẽ có chuyện. Trương Gia Lâm vẻ mặt sầu lo nói. Anh không đi tìm bí thư Lý sao, còn hiệu trưởng của khu vực và lãnh đạo huyện nữa. Diệp Phàm nhíu mày nói. Tìm rồi, hiệu trưởng Vương đưa cho 1.000 tệ, chủ tịch Ngô ngày trước cũng cấp cho 1.000 tệ. Nhưng như muối bỏ biển thôi, trường chúng tôi có tất cả hơn 1.000 học sinh, hơn 20 giáo viên, hơn 10 phòng học ở tầng 2 đều phải thay, tính sơ sơ cũng cần ít nhất hơn 10.000 tệ. Trương Gia Lâm nói. Chi bộ thôn không cấp chút nào sao? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hiệu trưởng Trương sao không thấy nói gì tới chi bộ thôn? Chi bộ thôn, ha ha. Trương Gia Lâm cười khổ, không biết nói thế nào. Chi bộ thôn không có tiền, tổ trưởng Diệp, anh mới tới có lẽ còn chưa rõ. Lúc này thủ quỹ Diệp Kim Liên đi vào, thuận miệng nói. Không có tiền, một thôn lớn có hơn vạn người, lẽ nào một chút kinh phí hoạt động cũng không có sao? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, hỏi. Ôi, thôn chúng tôi tuy lớn, nhưng trừ 2 xưởng trà tư nhân ra, không còn thu nhập nào khác. Bình thường đều dựa vào viết báo cáo đi xin chỗ này một tí, chỗ kia một tí, toàn dựa vào cái tiếng vùng căn cứ cách mạng cũ. Thôn lớn thế này, nhiều khoản chi phí. Xin ít tiền cũng không đủ. Ôi, bây giờ chi bộ thôn vẫn nợ người ta cả 10.000 tệ. Diệp Kim Liên thở dài nói. Ngay cả thịt lợn và mì ăn buổi trưa cũng là viết giấy nợ. Anh bán thịt Ngô mặt dỗ còn không cho nợ nữa. Còn thủ quỹ thôn là tôi nữa, mấy năm rồi không nhìn thấy tiền, toàn quản một đống giấy nợ. Người đến đòi nợ đầy một đống, Trương mặt dỗ, chủ tiệm bên cạnh. Năm nay không kiếm được chút tiền nào sao? Diệp Phàm hỏi. Ai đi xin, bí thư Lý đã gần 65 tuổi rồi, đi bộ còn thở phì phò. Trưởng thôn thì vẫn chưa chọn ra được. Diệp Kim Liên nói. Nói cũng phải, thế này đi, chúng ta đi xem trường học thế nào. Diệp Phàm nói. Trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy nằm trên một ngọn đồi nhỏ cách không xa ủy ban thôn. Không khí thật sự trong lành, địa thế cũng rộng rãi. Đó là một tòa nhà gạch 2 tầng, dài gần 100 mét. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy rách nát lắm rồi. Trừ tường gạch ra, cửa sổ cũng chỉ còn là những lỗ thủng trên tường, đừng nói là cửa kính. Ngay cả khung cửa cũng chẳng còn. Có học sinh nghịch ngợm còn trèo qua trèo lại giữa những cửa sổ, rất vui vẻ. Đi trên sàn nhà, tiếng két két vang lên, cả tòa nhà như đang rung bần bật. Thử đi vào mấy phòng học, thấy sàn nhà đều đã biến dạng rồi. Cong mép, lỗ mục, khe hở ở giữa có thể nhét vào cả nửa nắm tay. Thầy cô giáo dạy trên tầng 2 còn có thể nhìn thấy đầu thầy cô giáo dưới tầng 1. Diệp Phàm còn có ý nghĩ quái dị rằng, nếu có đôi giáo viên nào đang yêu nhau, quả thực có thể thông qua khe hở này mà nhíu mắt đưa tình hay hôn môi qua khe trống. Những học sinh nghịch ngợm ở tầng trên còn vụng trộm đem những thứ linh tinh ném chúng đầu giáo viên tầng dưới. Có lúc có cô giáo đang dạy, không cẩn thận trên đầu đã có một con giun hay con ếch từ trên trời rơi xuống, làm cho những cô giáo nhát gan sợ khóc thét lên. Quay về ủy ban thôn, 3 người trong tổ hội ý,
quyết định buổi tối họp sẽ đưa vấn đề của trường ra bàn bạc một chút xem có cách nào giải quyết hay không. Lúc ăn cơm chiều, Diệp Nhược Mộng cũng đã quay về. Lưu Chỉ cố tình ngồi cạnh Diệp Nhược Mộng. Cô giáo Diệp, thôn của các cô sát núi, nhiều cây lớn, sao không huy động nhân dân đốn cây xẻ gỗ mà thay mấy phòng học đó đi? Diệp Phàm hỏi. Tổ trưởng Diệp, thôn chúng tôi tuy cây nhiều, nhưng đốn xuống rồi vẫn phải mang tới thị trấn Lâm Tuyền để xẻ. Nhân công và chi phí vận chuyển đều phải lên tới mấy ngàn tệ. Còn vận chuyển trở lại, mời thợ mộc tới nữa chứ. Hiệu trưởng Trương đã tính rồi, ít nhất cũng phải hơn 10 ngàn. Chủ yếu là người dân trong thôn toàn cãi vã, trước đây chỉ cần nêu ra vấn đề là lại có cãi cọ, cuối cùng chẳng làm được gì. Diệp Nhược Mộng dù sao cũng tốt nghiệp cấp 3, phân tích khá có đầu có cuối. Cô giáo Diệp, nghe nói trước đây đã thi đỗ cao đẳng sư phạm, vì sao không đi học? Lưu Chỉ cố kiếm chuyện để nói. Ôi, là tôi liên lụy đến con. Diệp Kim Liên đang ngồi cạnh bàn ăn cơm, người chợt run lên, lập tức nghĩ tới chuyện đau lòng gì đó, nước mắt không kìm được tí tách rơi xuống. Mẹ, nói gì thế? Mẹ nuôi con lớn thế này dễ dàng sao? Con không trách mẹ. Diệp Nhược Mộng vội vàng đi tới đỡ lấy Diệp Kim Liên, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Kết quả là hai mẹ con thương tâm không ngừng. Lý Xuân Thủy hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Trì một cái, còn Lưu Trì bộ dạng cũng khá ngượng ngùng. Diệp Phàm vốn muốn hỏi, nhưng cảm thấy đây là bí mật của người ta, cuối cùng bữa cơm vô cùng nặng nề. Ăn cơm xong ba người mỗi người rút ra 100 tệ, đưa tiền ăn của tháng này. Tuy nhiên, lúc đầu Diệp Kim Liên nhất quyết không nhận, cuối cùng Diệp Phàm phải nói là ở lại lâu dài. Diệp Kim Liên ngẫm nghĩ, phỏng chừng cũng không mời nổi, vì vốn dĩ không có thu nhập gì. Làm thủ quỹ một năm chỉ có 300 tệ tiền hỗ trợ. Còn Diệp Nhược Mộng chỉ là giáo viên hợp đồng, một tháng cũng chỉ có 80 tệ tiền lương. Hai mẹ con một tháng mới có hơn 100 tệ, cũng may còn trồng được chút cây cỏ, nếu không chỉ còn nước ăn cháo. Nhưng cuối cùng Diệp Kim Liên cũng chỉ cầm của mỗi người 60 tệ. 7 giờ tối, ủy ban thôn vô cùng náo nhiệt. Trong sảnh vốn có hai cái bàn bóng bàn ghép lại làm bàn làm việc kiêm bàn hội nghị của tổ công tác. Cái bàn này vô cùng thô ráp, thực ra là mấy tấm gỗ ghép lại, so với tấm phản bán thịt của Trương Mặt Dỗ cũng không khá hơn là mấy. Nghe nói vốn dĩ là mấy cánh cửa ghép lại. Diệp Phàm ngồi chính giữa, sau lưng là tượng thần tài. Cảnh tượng này vô cùng quái dị, Lý Xuân Thủy và Lưu Trì ngồi bên cạnh một lúc nhìn Diệp Phàm, một lúc lại nhìn thần tài cười híp mắt, trong bụng đang cười sặc sụa mà phải kìm nén nên vô cùng khó chịu. Không lâu sau hơn 20 người kéo tới. Đều là người đứng đầu các thôn tự nhiên. Diệp Phàm mời bí thư Lý ngồi cùng mình nhưng ông ta nhất quyết không chịu, cuối cùng ngồi xuống cạnh Lưu Trì. Lý Xuân Thủy đem hạt dưa, lạc bày ra bàn, có chút giống như tiệc trà vậy. Các đồng chí, chúng ta nhiệt liệt chào mừng tổ trưởng Diệp Phàm của tổ công tác thôn Đập Thiên Thủy, cán bộ Lưu Trì, cán bộ Lý Xuân Thủy đã tới. Lý Kinh Đống vừa nói dứt, hơn chục người vỗ tay như sấm. Tổ trưởng Diệp. Đập Thiên Thủy tất cả có 10 tổ. Tôi giới thiệu với anh 10 vị tổ trưởng. Đây là Ngô Thiên Lĩnh của tổ 1, Ngô Bắc Quyền của tổ 2, Lý Tuyên Thạch, Lý Tuyên Bính, Diệp Vĩ Cường, Diệp Đại Trụ. Lý Kinh Đống lần lượt giới thiệu từng người một. Rất hoan nghênh mọi người sau khi bận rộn việc đồng áng còn bớt chút thời gian đến tham dự cuộc họp, chứng tỏ mọi người đều rất quan tâm tới thôn Đập Thiên Thủy của chúng ta. Đập Thiên Thủy là căn cứ cách mạng cũ, có truyền thống cách mạng quang vinh. Tôi nghĩ, làm cho tất cả mọi người trong thôn đều giàu lên là tâm nguyện của tất cả mọi người. Diệp Phàm nhiệt tình phát biểu. Lần này tới đây, Đảng ủy thị trấn đã giao cho tổ công tác chúng tôi một nhiệm vụ là chọn ra một người trưởng thôn đủ đức đủ tài để lãnh đạo nhân dân cùng tiến lên cuộc sống ấm no, giàu có. Diệp Phàm nói xong, cả phòng họp liền sục sôi lên. Chương 15, Hội trường thành chiến trường. Không lâu sau. Một người đàn ông khỏe mạnh râu quai nón đứng lên hỏi. Tổ trưởng Diệp, tôi là Ngô Thiên Lĩnh của tổ 1. Tôi muốn hỏi một chút trưởng thôn sẽ chọn thế nào? Hình thức lựa chọn, đương nhiên là nghiêm túc tuân theo luật bầu cử, căn cứ vào số phiếu để chọn. Diệp Phàm mỉm cười nói. Hừ, dựa vào số phiếu để chọn, toàn lừa người. Một người đàn ông trung niên gầy gò, mắt linh lợi ngồi bên cạnh hừ lạnh. Lý Tuyên Thạch, có gì thì nói. Chú ý không nói tục. Tôi có ý kiến, số lượng người có quyền bỏ phiếu của Diệp gia chúng tôi là ít nhất. Nếu dựa vào số phiếu để chọn thì còn chọn cái gì?
Một người đàn ông mặt tròn béo tốt ngồi hàng cuối nói giọng bất mãn. Ai bảo đàn bà Diệp gia vô dụng, không đẻ được. Ha ha! Ngô Thiên Lĩnh cười đắc ý, làm cho cả phòng cười vang. Ngô Thiên Lĩnh, mày nói cái gì? Có gan nói lại lần nữa. Người đàn ông béo tròn đứng lên, chỉ vào Ngô Thiên Lĩnh nói. Không đẻ được thì sao Diệp Vĩ Cường? Nếu không tìm đại ngốc của Diệp gia giúp đỡ, đảm bảo sẽ ra cả đàn. Ha ha! Ngô Thiên Lĩnh càng đắc ý hơn, phi, ra một ngụm đờm. Mẹ mày, chủ tịch Ngô của Ngô gia chúng mày không phải do không đẻ được nên làm linh tinh, cuối cùng phải thắt cổ đó sao? Diệp Vĩ Cường ăn miếng trả miếng, đắc ý nhìn xung quanh kêu lớn. Biết không, chủ tịch Ngô là kẻ vô dụng, xem ra cái của kia cũng không ra gì nữa rồi. Ha ha, người của Diệp gia ngồi bên nhanh chóng ăn miếng trả miếng cười to. Đương nhiên chẳng liên quan gì tới Lý gia, bọn họ còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Hy vọng Diệp Ngô hai họ đấu với nhau, còn mình kiếm được lợi lộc. Bí thư Lý tức giận, liên tục kêu, dừng lại, nhưng không ai để ý đến ông ta. Lưu Trì và Lý Xuân Thủy ngây ngốc nhìn trái nhìn phải, cảm giác cuộc họp này như cuộc quyết đấu. Diệp Phàm mặt xanh lại, không nói lời nào. Trong đầu đang suy nghĩ, lúc này mới hối hận cái chức tổ trưởng tổ công tác ở đập Thiên Thủy này căn bản không phải là việc để cho người làm. Cái chức tổ trưởng chó má. Hắn vội vàng nghĩ đối sách. Được rồi, được rồi. Mọi người dừng lại, trước hết nghe tổ trưởng Diệp nói đã. Lý Tuyên Thạch hô lớn, đoán chừng do chú mình làm bí thư, không có ai thèm để ý tới nên trong lòng tức giận. Lý Tuyên Thạch, mày đừng có đứng bên nói mát, người Lý gia chúng mày đông, cho rằng tao không biết sao. Nếu căn cứ vào số phiếu, vậy không phải rõ ràng chức trưởng thôn sẽ rơi vào tay Lý gia hay sao? Cho rằng tao không biết. Lần trước chủ tịch Ngô tới là để điều đình vấn đề này. Lý gia chúng mày không có ý tốt gì cả, nên cái này tao kiên quyết phản đối. Ngô Thiên Lĩnh đứng lên thở phì phò, nhìn một lượt rồi nói. Tổ trưởng Diệp, Lý gia đã chiếm một ghế bí thư. Trưởng thôn nhiệm kỳ trước cũng do Lý gia làm, cho nên lần này nên bỏ người của Lý gia ở ngoài. Cũng nên đến lượt Ngô gia làm rồi, nếu không... Ngô Thiên Lĩnh trong lời nói có ý uy hiếp rõ ràng làm cho Diệp Phàm không khỏi nhíu mày. Không cẩn thận tay dùng lực, cách một tiếng, chén trà sứ trong tay đã bị mình dùng dưỡng sinh thuật vô ý bóp nát rồi. A! À, sau tiếng kêu kinh ngạc, cả phòng im lặng không còn tiếng động. Ai ai cũng đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cái chén sứ kia, đoán xem sao vị tổ trưởng họ Diệp mặt như thư sinh này sao lại có thể bóp nát được chiếc chén như vậy. Phải biết rằng chén sứ dễ vỡ. Nhưng nếu muốn dùng tay bóp nát, các vị nông dân trai tráng ở đây không ai có thể làm nổi. Hơn nữa người đứng đầu Ngô, Diệp, Lý ba nhà là Ngô Thiên Lĩnh, Lý Tuyên Thạch, Diệp Vĩ Cường cũng luyện qua vài đường, biết rằng muốn bóp vỡ chén sứ phải dùng đến sức mạnh thế nào. Diệp Phàm vừa nhìn cũng ngạc nhiên mất mấy giây. Trong lòng vui mừng, lẽ nào người ở thôn này cũng tôn thờ, nắm đấm to chính là đạo lý, sao? Mặc kệ nó, nhân cơ hội này nói một hai câu đã. Mọi người cũng làm ầm ĩ đủ rồi. Tôi nghĩ tranh cãi không giải quyết được vấn đề gì cả. Luật bầu cử tuy mọi người chưa học qua, nhưng tôi nghĩ các vị ngồi đây cũng đã nghe qua. Lưu Trì, anh chọn vài chỗ quan trọng đọc cho mọi người nghe. Diệp Phàm quay đầu nói với Lưu Trì. Được, luật bầu cử quy định. Lưu Trì chọn vài điểm quan trọng đọc lên. Tôi nghĩ mọi người đều đã hiểu rõ. Chọn trưởng thôn không phải là đánh mặt trược, có thể luân phiên thay thế. Chúng ta phải chọn ra một người có thực lực, lãnh đạo mọi người trở nên giàu có. Mọi người nhìn xem, Ngô gia, Lý gia, Diệp gia đã tranh cãi bao nhiêu năm rồi, có cãi ra kết quả gì không? Cãi làm cho mọi người trong thôn đều giàu có rồi sao? Càng ngày càng nghèo, lấy trường tiểu học mà xem, sàn đều sắp nát rồi. Các vị, đó đều là bảo bối trong lòng các vị không sợ con cái mình có ngày nào đó không cẩn thận từ tầng trên ngã xuống tầng dưới. Thành ra cái gì sao? Đương nhiên, tôi không có ý nguyền rủa bảo bối của các vị. Nhưng phải đề phòng từ khi còn chưa xảy ra. Cho nên, tổ công tác của chúng tôi đã bàn bạc, thấy rằng nên coi lần sửa trường học này là một cơ hội. Ngô, Lý, Diệp ba nhà cùng chia sẻ, mỗi nhà chọn ra một người đứng đầu làm tốt công việc này. Nếu làm tốt chứng tỏ người các vị lựa chọn có năng lực ứng cử trưởng thôn. Còn nếu ngay cả việc liên quan tới chính con cái mình mà các vị này cũng không làm được, sao có thể dẫn dắt nhân dân cả thôn làm giàu chứ? Tôi nói đúng không, các vị nghĩ đi,
10 phút sau giơ tay biểu quyết. Diệp Phàm hùng hồn nói ra một tràng, ngay cả Lưu Trì và Lý Xuân Thủy trong lòng cũng không ngớt gật đầu. Một hòn đá ném chết hai con chim. Không lâu sau, trong phòng chia làm ba nhóm người của ba nhà Ngô, Diệp, Lý đang cùng nhau bàn bạc. Hơn nữa vừa bàn bạc vừa quan sát tình hình của hai nhà còn lại. Diệp Phàm cũng nắm bắt thời gian cùng Lưu Trì và Lý Xuân Thủy hội ý. Người anh em, nhìn không ra, lời của anh quả là kín kẽ, mê hoặc lòng người. Nếu nhà nào không chịu bỏ tiền bỏ sức xem chừng sẽ bị dân cả thôn phỉ nhổ. Chức thôn trưởng có lẽ cũng không mơ tới được nữa. Vì thể diện, bọn họ bán máu cũng phải giải quyết được chuyện trường học. Thật cao tay. Trong mắt Lưu Trì xuất hiện cái nhìn thán phục hiếm thấy. Ánh mắt Lý Xuân Thủy lại hiện rõ sự khâm phục không che giấu. Diệp Nhược Mộng ngồi bên cạnh lặng lẽ rót nước, trong mắt cũng ẩn hiện cái gì đó nhìn không rõ. 10 phút sau, thời khắc giơ tay đã tới, Diệp Phàm trong lòng thấp thỏm. Nếu đề nghị này thất bại, mình sau này còn làm gì được ở cái thôn này, chẳng thà cuốn gói về thị trấn Lâm Tuyền cho xong. Nói lớn một chút, xem chừng quan hệ tới tương lai cả đời mình, không thấp thỏm mới lạ. Tuy nhiên Diệp Phàm thông qua tôi luyện của dưỡng sinh thuật, ngoài mặt vẫn cố gắng thể hiện vẻ không sợ hãi. Soạt, soạt, nhất loạt các cánh tay đều giơ lên. Tất cả thông qua. Lưu Trì cao giọng hô lớn, còn Lý Xuân Thủy nhanh chóng ghi vào biên bản. Tôi rất vui, điều này chứng tỏ các vị đều là người có trách nhiệm, đều yêu thôn của mình, đều hy vọng thôn của mình có thể trở nên giàu mạnh. Chương 16, thần tài lão gia nâng đỡ kẻ nghèo khó. Diệp Phàm trước hết khích lệ một hồi, rồi nói. Tổ công tác của chúng tôi đã tính toán qua, phải đổi hết các bảng gỗ của 18 phòng học của trường tiểu học Đập Thiên Thủy, bao gồm cả các tường ngăn. Đồng thời cũng nhân cơ hội này phá dỡ cái nhà bếp cũ của trường đi, xây một cái mới lớn hơn, trong là tường đất, ngoài quét một lớp xi măng. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về phần xi măng, còn thôn sẽ chịu trách nhiệm cung cấp nhân công. Theo dự tính sẽ cần khoảng 200 cây gỗ, dài 4 mét, đường kính 20 cm trở lên. Cũng may là các cột vẫn còn tốt, nếu không sẽ còn cần nhiều hơn nữa. Thôn Đập Thiên Thủy chủ yếu gồm 3 họ lớn các vị. Vậy thì sau này ứng cử viên bầu trưởng thôn ba họ mỗi họ nhất định sẽ được một người, các họ nhỏ còn lại sẽ cùng nhau giới thiệu một người nữa. Còn 200 cây gỗ hôm nay ba họ các vị đây mỗi họ sẽ đóng góp 60 cây, còn lại 20 cây sẽ do các họ nhỏ khác đóng góp, như vậy được chứ ạ? Diệp Phàm phân tích một cách có tình có lý. Ngô gia, Lý gia, Diệp gia lại ngồi xuống bên bàn thương lượng một hồi. Không vấn đề gì, Ngô gia chúng tôi đóng góp 100 cây gỗ. Ngoài ra cũng lo luôn phần ngói của nhà ăn. Ngô Thiên Lĩnh phát biểu trước tiên. Chúng tôi cũng đóng góp 100 cây, ngoài ra cũng góp luôn khung cửa và kính cửa sổ trường học, nhân tiện cũng lắp luôn cho lũ trẻ. Mùa đông nào lũ trẻ cũng bị lạnh co ro rồi. Diệp Vĩ Cường đại diện cho Diệp gia phát biểu ý kiến, nói xong đắc ý nhìn sang Lý gia, xem bọn họ sẽ đóng góp cái gì đây. Lý gia chúng tôi tất nhiên cũng không thể kém được, gỗ cũng sẽ đóng góp 100 cây. Vốn dĩ định đóng góp thêm phần cửa kính, nhưng Diệp gia đã chi rồi, thì chúng tôi mua xi măng vậy. Không biết tổ trưởng Diệp có thể sắp xếp người ra suối đào lấy ít cát đá, chúng ta tiện thể lát luôn nền trường học. Lý Tuyên Thạch không cam chịu thua kém, thay mặt Lý gia phát biểu ý kiến. Tôi là Trương Cư Thủy, đại diện cho các họ Trương, Vương, Chu. Cũng nguyện lòng đóng góp 100 cây gỗ, nhân công để làm nhà ăn cũng do chúng tôi đóng góp. Một người đàn ông cường tráng, làn da ngăm đen khỏe mạnh đứng dậy phát biểu. Hiệu trưởng Trương và Diệp Nhược Mộng ngồi một bên ngây ngốc, họ nằm mơ cũng không nghĩ rằng một vấn đề nan giải đã mấy năm qua, vào tay một người mặt non da sữa như tổ trưởng Diệp lại có thể giải quyết nhanh gọn đến như thế. Hiệu trưởng Trương miệng run run đứng lên nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, tôi đại diện cho hơn 1000 học sinh và 36 giáo viên của trường Đập Thiên Thủy xin cảm ơn các vị. Tôi sẽ huy động các giáo viên của trường tranh thủ ngày Chủ nhật và thời gian rảnh rỗi đi ra suối đào cát đá, chi phí vận chuyển gỗ đến cưa ở thị trấn Lâm Tuyền cũng do tôi phụ trách quyên góp. Hiệu trưởng Trương, tôi nghĩ không cần rắc rối như vậy, chúng ta trực tiếp cưa gỗ tại địa phương cũng được rồi. Diệp Phàm mỉm cười nói, giải quyết được một vấn đề gai góc như vậy, trong lòng hắn lúc này cũng đang rất phấn chấn. Nhưng ở chỗ chúng ta đâu có xưởng cưa. Diệp Nhược Mộng không kìm nổi hỏi. Động não một chút chẳng phải là sẽ có thôi sao? Diệp Phàm cười nói. Tổ trưởng Diệp,
ý anh là đưa máy cưa và mời thợ cưa đến đây à? Đầu óc của bí thư Lý Kinh Đống vẫn còn rất linh hoạt, ngay lập tức liền nghĩ ra. Đúng, đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, máy cưa cũng không nặng lắm, chúng ta có thể mượn dùng đường điện của xưởng trà của thôn để chạy máy, biện pháp này thật là hay. Ánh mắt Ngô Thiên Lĩnh lộ ra vẻ khâm phục, trầm trồ không ngớt. Đúng vậy, mọi người thử nghĩ mà xem, đường của thôn Đập Thiên Thủy khó đi như vậy, đi không cẩn thận là hỏng xe chết người. Vận chuyển gỗ còn khó khăn hơn rất nhiều, làm thế này vừa bớt việc lại vừa an toàn. Diệp Phàm cười nói, nếu ai có năng lực bỏ chút vốn mở một xưởng cưa, thôn của các vị lớn như vậy, chắc chắn là sẽ có rất nhiều gỗ cần cưa, chút tiền vốn đó chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được thôi. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tổ trưởng Diệp, việc xưởng cưa để tôi lo, chú ba chú tư nhà tôi cũng là thợ cưa có tiếng, ha ha. Diệp đại trụ vỗ đầu kêu lên. Sau đó mọi người lại thảo luận các vấn đề như biện pháp để nhanh chóng hong khô gỗ, rồi còn mời thợ mộc về đổi các bảng gỗ. Nhưng tiền công của thợ mộc cũng là một khoản lớn, mọi người lại hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm, dường như đang chờ xem tài năng của anh chàng tổ trưởng mới tới này. Không còn cách nào khác, Diệp Phàm đành cười khổ mà nói. Thôi được, tiền mời thợ mộc thay bảng gỗ tôi sẽ phụ trách, nhưng thợ bản địa của các vị cũng phải giảm giá 20%, việc này cũng là vì thôn Đập Thiên Thủy phải không? Nào, cứ quyết như vậy đi, ba họ lớn mỗi họ cử ra hai người thợ mộc, giảm giá 30%. Tổ trưởng Diệp vừa mới về nhận việc, vận động tiền cũng khó, hơn nữa số tiền này cũng không phải là ít, ít nhất cũng phải mất 6-7 nghìn tệ. Bí thư Lý nói, nhóm trưởng của các nhóm nhỏ đều đi cả rồi, trong cung cũng chỉ còn một mình Diệp Phàm vuốt mồ hôi cười khổ. Anh bạn à, anh vẫn còn phải lo mấy nghìn nữa đó. Hi hi, Lưu Trì mang bộ dạng của kẻ tiểu nhân vui mừng trước nỗi đau của người khác, tay này bụng dạ vốn chẳng tốt đẹp gì, đang đợi xem chuyện hay của người khác. Phải biết rằng 5.000 tệ ở năm 1995 tương đương với 40.000 tệ hiện nay. Đối với Diệp Phàm mà nói, đó là một con số trên trời. Phải mất hơn một năm không ăn không uống, đợi thành một cái xác ướp Ai Cập thì may ra mới tích góp đủ số tiền 5.000 tệ này. Lưu Trì, anh nói cái gì thế? Tổ công tác của chúng ta là một, tổ trưởng Diệp cũng chỉ vì công việc hoàn thành tốt mọi người đều được thơm lây. 5.000 tệ này mọi người cùng nghĩ cách đi. Lý Xuân Thủy lườm Lưu Trì một cái, lẩm bẩm một câu, giọng điệu có chút bất mãn. Tôi chẳng có cái tài đó, đừng nói là lo 5.000 đồng, ngay cả 500 đồng tôi cũng chịu. Dù sao cũng chẳng thể bắt tôi đem tiền lương ra mà bù được, làm thế tôi thấy thế nào ấy. Mọi người cũng phải để cho tôi ăn cơm nữa chứ, có phải không nào? Bí thư Tần là người nhà của cô nghĩ cách đi. Tôi thì tôi chịu. Lưu Trì nói không có chút xấu hổ. Hừ, chú anh không phải là phó phòng giáo dục huyện hay sao? Hơn nữa việc sửa trường học cũng do ông ấy quản lý, dù thế nào cũng phải đóng góp 2.000 tệ mới phải. Lý Xuân Thủy phản công không chút khoan nhượng. Không ngờ hai người cấp dưới của mình đều không đơn giản, chỉ có mình là dân đen một cục, chả có chỗ nào để dựa. Mình phải cố gắng lợi dụng bọn họ mới phải. Diệp Phàm vừa nghĩ vậy, liền hi hi cười nói. Hai vị sau lưng đều có người, vậy làm thế này đi, chúng ta phân công công việc, chia nhau đi quyên tiền. Hai vị mỗi người lo cho 1.000 tệ, 3.000 còn lại tôi dù phải làm ăn mày cũng phải đi xin bằng được. Tôi nghĩ, công việc ở thôn Đập Thiên Thủy này mà làm không xong, hai vị cũng đừng hòng thoát thân, dây dưa ra 1-2 năm thì chết cả lũ. Nghĩ mà xem, chưa bầu được trưởng thôn thì chúng ta còn phải ở đây dài dài. Hôm trước Bí Thư Tần cũng nói rồi, công việc của thôn Đập Thiên Thủy này đều dựa vào ba chúng ta. Bí Thư Tần coi trọng công việc ở đây đến vậy, chúng ta cũng không thể gây trở ngại. Phải không nào? Tốt nhất là nhanh chóng chọn ra một trưởng thôn, rồi chúng ta cùng biến, phải không nào các anh em? Đúng thế, tôi nhận phần 1.000 tệ. Lý Xuân Thủy ngay lập tức đồng ý, nhưng cùng với cái ánh lên của đôi mắt thông minh, lập tức nói thêm một câu. Nhưng tôi cũng nói trước, tôi sẽ đi vận động chỗ Bí Thư Tần, các vị không được tìm đến chỗ ông ấy xin tiền nữa, nếu không ông ấy sẽ chửi tôi chết. Nói xong cô còn hướng sang Diệp Phàm nở một nụ cười đầy mê hoặc, sức quyến rũ như trăm hoa cùng khoe sắc. Được. Diệp Phàm trong lòng thất vọng, bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra con đường phát tài phía Bí Thư Tần đã đứt mất rồi, phần của mình đành phải nghĩ cách khác thôi. Tôi cũng vậy, tôi nhận phần 1.000 tệ, người anh em,
phòng giáo dục huyện Ngư Dương không phiền đến cậu nữa nhé, he he. Lưu Trì nở một nụ cười quỷ dị, đắc ý không ngừng. Đối với y mà nói, dựa vào ông chú đang làm phó phòng giáo dục để kiếm 1.000 tệ quả thực không hề khó. Được, mấy người thông đồng với nhau, thâm thật. Diệp Phàm hướng lên trời làm một động tác khinh thường, rồi đi lên lầu. Ha ha ha, ai bảo ông là tổ trưởng cơ chứ, chúng tôi chỉ là tay sai thôi, hiểu không? Phía sau vọng đến tiếng cười đắc ý của một đôi nam nữ. Cứ chờ đấy, tôi không tin là tôi không có cách nào. Diệp Phàm siết chặt nắm tay. Ôi, chính quyền huyện Ngư Dương đến một người mình cũng chẳng quen, đến chỗ nào xin tiền bây giờ? Mẹ nó, có lão thần tài trong cung cũ đứng ra chống lưng mà vẫn nghèo rớt thế này sao? Diệp Phàm tức giận nói tục một câu, rồi ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu luyện, dưỡng sinh thuật. Hôm nay, dưỡng sinh thuật, này đã thể hiện sức mạnh rồi, nếu không phải là cái cốc sứ kia bị bóp nát, phỏng chừng kết quả ra làm sao, Diệp Phàm nghĩ đến lại thấy gai người. Hơn nữa vừa vào thôn đã nhờ nó mà hạ được thằng Du Côn Lý Đức Quý, chứng tỏ nắm tay to cũng có giá trị của nó. Chương 17, đi kiếm tiền. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phàm vội vàng đến trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy chụp một ít ảnh, tất nhiên là cố gắng chụp những chỗ tồi tàn nhất rồi. Rõ ràng chỉ là một vết nứt bằng hai ngón tay, qua bàn tay chụp ảnh nghệ thuật của hắn đã trở thành một vết nứt rộng bằng cả bàn tay, nhìn qua ảnh còn tưởng rằng lũ trẻ có thể thò cả bàn chân vào đấy nữa. Ăn xong bữa sáng, tất cả tổ công tác vội vàng ngồi nhờ xe của Diệp Đại Trụ đi đến thị trấn Lâm Tuyền. Tối qua tài xế chiếc ba bánh Diệp Đại Trụ đã trở về tìm vợ và mấy ông chú để bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng sau nhiều lần tính toán suy luận đã thấy rằng lời của Diệp Phàm rất có cơ sở, bởi trong phạm vi một tiếng đi xe kể từ thôn Đập Thiên Thủy vẫn còn mấy thôn nữa, nếu họ cần cưa gỗ chắc chắn sẽ tìm tới thôn Đập Thiên Thủy. Bởi vì nếu họ đi đến thị trấn Lâm Tuyền thì phải mất 2 giờ đồng hồ, nói về thời gian và kinh phí thì đi về thôn Đập Thiên Thủy vẫn hợp lý hơn cả. Hơn nữa việc tu sửa trường học lần này cũng cần cưa mấy trăm cây gỗ, trong thôn cũng có rất nhiều người dân tích tụ gỗ mười mấy năm rồi, vì chưa có việc cần dùng đến, mà trở đến thị trấn Lâm Tuyền cưa thì cũng tốn kém phiền phức nên vẫn còn để đó. Chỉ riêng cưa gỗ của công trình tu sửa trường học và số tồn đọng của người dân trong thôn, tiền vốn bỏ ra mở xưởng đã có thể thu hồi được 4/10. Tính toán như thế nên việc mở xưởng cưa đã được quyết định nhanh chóng. Cho nên sáng nay Diệp Đại Trụ liền vội vàng đi huyện Ngư Dương để liên hệ chuyện mở xưởng. Mấy người tới thị trấn Lâm Tuyền, Diệp Đại Trụ nghe nói tổ trưởng Diệp cũng phải đi lên thị trấn, liền mời hắn cùng đi với mình. Tuy nhiên Diệp Phàm đã từ chối lời mời của y, bởi hắn cảm thấy trước hết nên đến chỗ bí thư Tần báo cáo một chút về tình hình công việc. Trở về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó đến tiệm đánh máy làm xong báo cáo thì đã sắp 10 rưỡi rồi. Diệp Phàm vội vàng leo lên tầng 5 tìm Bí Thư Tần. Bí Thư Tần, tôi là Diệp Phàm ở tổ công tác tại thôn Đập Thiên Thủy, có việc muốn báo cáo với anh. Diệp Phàm vận khí ổn định tinh thần, sau đó nói. Phép, dưỡng sinh thuật, dùng để trấn tĩnh tinh thần vẫn có tác dụng không tồi, Diệp Phàm đã thử qua nhiều lần, tỷ lệ thành công cũng được khoảng 3 phần. Hả, thế nào mà cậu lại quay lại rồi? Hôm qua vừa mới đi hôm nay đã chạy về. Làm việc chứ không phải là trò trẻ con, láo toét. Bí thư Tần vừa nghe thấy tiếng của Diệp Phàm, ngây ra vài giây rồi lập tức phản ứng trở lại, cơn tức giận liền theo đó tuôn ra. Tần Chí Minh là một quân nhân chuyển ngành, trong quân đội cũng vì đắc tội với người ta mà phải quay trở lại địa phương. Người này tính khí nóng nảy, tuy trải qua vài năm mài giũa đã bớt khóc cạnh phần nào, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, vì thế nhịn không nổi cách cửa đã cất tiếng giáo huấn rồi. Ông thầm nghĩ, xem ra anh chàng thanh niên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng này vẫn chưa có kinh nghiệm xã hội, không chịu được khổ, phải dạy dỗ cẩn thận cậu ta mới được. Ngọc không mài không nên thân, ai, khó mà làm được việc lớn. Xem ra mình cũng hồ đồ mất rồi, việc này quả thực cũng làm khó cho hắn, vừa mới bước qua tuổi 19, vẫn còn non quá. Mình có phải đã có chút vô trách nhiệm không nhỉ, rõ ràng biết rõ công việc ở Đập Thiên Thủy khó như lên trời. Đừng nói là một thanh niên vừa mới bắt tay vào công việc như hắn, ngay cả những người đã đi làm mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều không làm được. Hai. Ngẫm nghĩ một chút trong lòng Tần Chí Minh cũng có chút hối hận và áy náy, cho nên Diệp Phàm ở bên ngoài bị giáo huấn cho mấy câu, vào trong phòng còn đang thấp thỏm không yên, nào ngờ thái độ của Tần Chí Minh lại tốt hơn rất nhiều. Ngồi đi, đừng vội, có nhiều việc phải làm từ từ,
nóng vội là không ăn được đậu hoa nóng đâu nhé. Bí thư Tần nói một cách từ tốn. Bí thư Tần, là thế này, tối qua tôi đã triệu tập cuộc họp đầu tiên của tổ công tác, lúc đó người trong thôn thiếu chút nữa đã ầm ĩ cả lên. Xem ra công việc ở đập Thiên Thủy cũng có chút phức tạp. Sau đó tôi đã lợi dụng tình hình của nhà trường để hình thành nên một sức cạnh tranh. Diệp Phàm có chút căng thẳng đem chuyện tối qua trình bày một cách tỉ mỉ. Cho nên tôi muốn chạy lên huyện xem có xin được ít tiền tu sửa trường học, tôi nghĩ điểm đột phá của công việc tại thôn đập Thiên Thủy cũng chính là ở chỗ này, xin ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tần. Bí thư Tần nghe xong liên tục giơ ngón tay gõ nhẹ lên cuốn sổ trên mặt bàn, trầm mặc một hồi, rốt cuộc đôi mày đang nhíu chặt mới giãn ra một chút. Tốt, tốt, tốt lắm, mới đi có một ngày mà đã đạt được kết quả như vậy, không tồi. Tần Chí Minh khen ngợi không ngớt, rút một điếu Trung Hoa trong hộp thuốc trên mặt bàn vứt cho Diệp Phàm, nói. Tiểu Diệp, người trẻ tuổi năng nổ nhiệt tình là tốt, tuy nhiên đây mới chỉ là thành tích bước đầu. Sau khi tu sửa xong trường học, ứng cử viên của cả ba họ đều đã chọn ra rồi, việc tiến hành bầu cử mới là việc khó quan trọng nhất. Cậu phải tìm hiểu thật kỹ tình hình, lên kế hoạch cho các bước tiếp theo. Bí thư Tần, đây là báo cáo tôi mang đến, xin bí thư cho ý kiến chỉ đạo để làm chứng minh. Tôi định chạy đi xin tiền tu sửa trường học, nếu có ý kiến chỉ đạo của bí thư và chứng nhận của chính quyền thì sẽ có sức thuyết phục hơn. Diệp Phàm nói rồi từ trong túi rút ra hơn chục bản báo cáo đề xuất, tất nhiên không chỉ có trường học, mà còn có cả khó khăn của thôn, nói tóm lại là lấy lý do khó khăn để đi xin tiền. Ha ha, cậu cũng không phải tay vừa, làm một lúc hơn chục bản, định đi răng lưới khắp nơi đấy à? Tần Chí Minh nhìn lướt qua bản báo cáo kia, cảm thấy viết rất khá, thầm nghĩ chàng trai trẻ này cũng có kinh nghiệm lắm, dù sao cũng xuất thân từ trường đại học nổi tiếng, bản thân mình vẫn còn quê mùa lắm, chưa thể so sánh với cậu ta được. Ông ta rút bút ra, xoẹt, xoẹt, ký đại danh của mình lên đó. Dù sao tiền xin được cũng là vì thị trấn Lâm Tuyền, cho dù có chảy vào túi cậu ta một ít cũng không thành vấn đề, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài mà. Nếu không có chút thu nhập, vậy thì những việc khó khăn này ai sẽ làm đây? Đây cũng là quy tắc bất thành văn của chốn quan trường rồi. Vì hơn chục bản báo cáo đề xuất này, Diệp Phàm tối qua đã phải đi hỏi rất nhiều cán bộ có kinh nghiệm, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, cuối cùng mới có thể viết ra được. Tiểu Diệp, với tư cách là bí thư của thị trấn Lâm Tuyền, trong lòng tôi cũng vô cùng áy náy. Trường học đã dột nát như vậy rồi, nhưng thị trấn quả thật không kiếm đâu ra tiền để hỗ trợ cho cậu, chỉ có thể động viên về mặt tinh thần. Tuy nhiên tôi rất hài lòng về tổ công tác của cậu, 1.000 tệ tiền kinh phí hoạt động cấp lần trước chắc cũng dùng sắp hết rồi hả? Thế này đi, cậu đến văn phòng đảng ủy gặp Vương Nguyên Thành lấy 500 tệ làm kinh phí hoạt động, nói là do tôi bảo. Tần Chí Minh trong lòng đang rất vui, thân mật vỗ vai Diệp Phàm. Con cáo già, muốn dùng 500 tệ để đuổi mình đi sao? Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng Diệp Phàm vẫn rất vui mừng, cầm trước 500 tệ kinh phí hoạt động cũng không tệ. Còn 1.000 tệ tiền tu sửa trường học đương nhiên đã có cô cháu họ Sa Lý Xuân Thủy của Bí thư Tần đến tìm vợ của con cáo già này đòi rồi. He he, 500 tệ này chỉ là tiền lãi, bây giờ mình phải xuống tầng dưới lĩnh đã, nếu không đợi đến lúc Lý Xuân Thủy đến đòi tiền thì 500 này cũng chẳng còn mà lấy. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cười bí hiểm. Cảm ơn Bí thư Tần đã quan tâm đến tổ công tác đập Thiên Thủy chúng tôi, số kinh phí hoạt động này chúng tôi nhất định sẽ dùng vào những việc cấp thiết nhất. Tuyệt đối không tùy tiện tiêu một đồng nào. Trong lúc nói, Diệp Phàm đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ, kinh phí hoạt động, làm cho Bí thư Tần cảm thấy có chút kỳ cục. Trong bụng nghĩ, tiểu tử này sao thế nhỉ, cho cậu kinh phí hoạt động, chẳng lẽ còn sợ tôi đòi lại hay sao? Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Phàm chạy thẳng đến chỗ văn phòng đảng chính quyền của chủ nhiệm Vương. Nghe nói Bí thư Tần đã có lời, Vương Nguyên Thành rất dứt khoát lấy ra 500 tệ đưa cho Diệp Phàm. Nhìn bóng Diệp Phàm vội vàng đi xa, trong bụng y chợt nghĩ thầm, quái lạ. Tay trẻ tuổi họ Diệp này rốt cuộc có phải là họ hàng bí mật của Bí thư Tần không nhỉ? Nếu không tại sao Bí thư Tần lại quan tâm đến hắn thế chứ? Mới mấy hôm trước Lý Xuân Thủy ở tổ công tác đập Thiên Thủy vừa lĩnh 1.000 tệ tiền kinh phí hoạt động xong, mới qua mấy hôm, lại thêm 500 nữa rồi. Xem ra tổ trưởng Diệp không khéo lại là lớp lãnh đạo mới nổi của thị trấn Lâm Tuyền sau này cũng nên. Lẽ nào lại là con riêng của Bí thư Tần, không có lẽ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng cần phải tìm lúc thích hợp thể hiện ý tứ một chút.
thực ra Diệp Phàm vì sợ Bí thư Tần đổi ý, cho nên mới vội vàng chuồn đi như vậy. Chương 18, nàng Bạch Tuyết. Trên đường gặp Lý Xuân Thủy, Diệp Phàm nháy mắt đầy ẩn ý, lôi Lý Xuân Thủy ra một góc nói. Xuân Thủy này, 1.000 tệ phần của cô đã kiếm được chưa? Phải khẩn trương lên đấy, hiện tại Bí thư Tần vẫn còn ở thị trấn, chỉ sợ chiều ông ấy lại xuống địa phương hoặc có cuộc họp, không gặp được thì gai to. Phần của cô là 1.000, tuyệt đối không được thiếu đấy nhé. Tôi tin tưởng ở cô. Nói xong rồi hắn vẫn còn thở dài một câu, nói. Bí thư Tần là người tốt đó, tôi phải đi trước đây, phải lên huyện làm tên ăn mày đây. Hừ, tôi nói này tổ trưởng Diệp, 1.000 tuy to thật đấy, nhưng cũng đừng coi thường người khác thế chứ. Dựa vào quan hệ của tôi và dì, vợ của Bí thư Tần chẳng nhẽ lại không kiếm được 1.000 tệ, tôi có phải khóc cũng sẽ khóc cho ra 1.000 này. Lý Xuân Thủy có chút bất mãn, hừ một câu nói tiếp. Sáng mai đảm bảo xin được tiền, tổ trưởng Diệp, tôi thấy 3.000 của anh mới là khó kiếm. Hừ, tôi đi kiếm gì tôi đây? Chúng ta thi xem ai xin được tiền trước, xin được nhiều thì phải trích phần trăm cho tôi đấy nhé, hi hi. Được thôi, xin được trên 1.000 tệ thì sẽ trích cho cô 20% được không? Cô cũng nói với Lưu Chỉ thế nhé, càng nhiều càng tốt. Diệp Phàm cười tủm tỉm nói, làm cho Lý Xuân Thủy có cảm giác mình đang rơi vào bẫy của một con cáo già. Lưu Chỉ nhẹ nhàng nhất, hắn chỉ việc nhấc điện thoại lên. Chú, trường tiểu học Đập Thiên Thủy sắp sập rồi. Lưu Chỉ nhanh chóng đem tình hình của trường học ra nói với chú. Chú, lần này chú nhất định phải giúp cháu, cháu dự tính công trình Đập Thiên Thủy lần này có lẽ là cơ hội tốt để phát triển, nếu làm tốt có thể leo lên chức tổ trưởng cũng không biết chừng. Hồ đồ, nền nhà nứt một chút thì đã sao, chẳng lẽ có thể thụt cả người xuống đó. Mày nghĩ phòng giáo dục là do chú mở chắc, mày cần tiền liền đến lấy. 1.000 tệ đâu phải là số tiền nhỏ, kinh phí của phòng eo hẹp, mày đâu phải không biết. Hơn nữa chú cũng không phụ trách vấn đề xây dựng cơ bản, trường học đang đợi tu sửa ở huyện Ngư Dương này còn nhiều lắm, rột nát hơn trường Đập Thiên Thủy của mày cũng còn cả đống kia kìa. Quan trọng nhất là hôm qua trường trung học số 2 Ngư Dương và trường tiểu học trung tâm Lâm Tuyền ở thị trấn Lâm Tuyền của mày đã lấy mất mấy chục nghìn kinh phí rồi. Kinh phí tu sửa và xây dựng cơ bản cấp cho thị trấn Lâm Tuyền năm nay đã hết rồi, chú mày cũng hết cách. Mày tự nghĩ cách khác đi. Còn về việc lên cấp tổ trưởng, chú sẽ giúp mày nghĩ cách. Hơn nữa, tổ công tác Đập Thiên Thủy có làm nên trò trống gì thì công lao cũng thuộc về cái tay tổ trưởng Diệp mà mày vừa nói, chứ mày thì được gì. Đừng mất công làm trò cốc mò để có nó sơ cháu ạ. Lưu Vĩnh Trạch lên tiếng dạy dỗ. Chú, điều này cháu biết. Nhưng 1.000 này chủ yếu là vấn đề sĩ diện, cái này chú nhất định phải giúp cháu, nếu không chuyện của cô giáo Tuyết Thúy cũng sẽ. Hi hi, Lưu Chỉ cười một cách dâm đãng. Lưu Vĩnh Trạch vừa nghe xong trong lòng đã nóng lên, phía dưới cũng đang chào cờ. Phải biết rằng cô giáo Trương Tuyết Thúy là người tình bí mật của Lưu Vĩnh Trạch, hai người thân mật với nhau cũng đã gần được 1 năm. Bây giờ nghe thấy Lưu Chỉ nhắc tới. Nghĩ đến vẻ dâm đãng của người đàn bà kia là Lưu Vĩnh Trạch lại không cầm lòng nổi. Hơn nữa cô giáo Trương Tuyết Thúy này cũng do một tay Lưu Chỉ kiếm được. Thằng nhóc này, mày định làm gì? Thôi được, chỉ 1.000 tệ thôi, lần sau không thế nữa đâu nhé. Lưu Chỉ, không phải chú không muốn giúp mày, đợi khi nào mày đích thân nắm quyền, đừng nói là 1.000, ngay cả 5.000 chú cũng sẽ nghĩ cách giúp mày. Viết cái báo cáo, chiều lên lấy tiền. Đúng thật là... Bảo chú phải nói thế nào mới phải chứ? Tâm trí của Lưu Vĩnh Trạch đã sớm bay theo cái khe sâu mê người của cô giáo quá Trương Tuyết Thúy kia rồi. 2 giờ chiều. Diệp Phàm đứng trước cổng ủy ban huyện Ngư Dương. Đứng trước ủy ban nhân dân huyện rộng mênh mông được vây lại bởi một bờ tường cao, Diệp Phàm sững sờ một hồi, sau đó lẩm bẩm nói. Đây chính là trung tâm quyền lực của huyện Ngư Dương đây, hai. Bao giờ ở trong này cũng có một căn phòng thuộc quyền sở hữu của riêng mình nhỉ? Nhất định sẽ có ngày đó, mình thề là như vậy. Diệp Phàm âm thầm cổ vũ bản thân, nhưng hắn cũng biết, hạng dân đen không có chút chỗ dựa như hắn muốn có một chỗ đứng riêng ở huyện Ngư Dương này quả khó hơn lên trời. Tuy nhiên hơn 10 năm qua Diệp Phàm thông qua sự chỉ bảo của sư phụ Phí lão đầu, tâm cơ đã sâu sắc và rắn giỏi hơn những người cùng lứa rất nhiều. Lúc đến... Diệp Phàm cũng đã dò hỏi khắp nơi về các tin tức bên lề của một vài lãnh đạo huyện Ngư Dương, do Lưu Chỉ đã nhận phần ở phòng giáo dục rồi nên Diệp Phàm cũng chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ qua, hướng thẳng đến tòa nhà ở phía sau đi tới.
Người đầu tiên mà Diệp Phàm tìm đến chính là Phó Chủ tịch huyện phụ trách khối văn hóa giáo dục vệ sinh Cố Đức Ngũ. Vừa hay ở dưới lầu liền gặp phải một cô gái rất xinh đẹp, Diệp Phàm vốn dĩ muốn lễ phép hỏi. Cô ơi, không, biết phòng của Phó Chủ tịch Cố, ở tầng mấy? Nào ngờ Diệp Phàm đang hỏi thì bị cái gì đó nghẹn ở họng, cho nên câu hỏi nghe có chút kỳ dị. Hi hi, tôi cũng đâu phải hồng hoang mãnh thú, anh làm gì mà căng thẳng vậy chứ, hi hi. Cô nàng xinh đẹp đó còn tưởng rằng Diệp Phàm lần đầu đến làm việc ở ủy ban huyện, run đến nỗi nói cũng ấp úng chẳng nên lời, liếc nhìn hắn một cái thấy cũng không có vẻ quê mùa lắm, rốt cuộc không nhịn được ôm bụng cười, lại còn hướng về phía Diệp Phàm liếc mắt một cái. Tuy nhiên cảnh tượng này lại thân mật và kỳ quặc tới mức làm trưởng phòng tài chính huyện Triệu Bính Kiện từ xa đi ngang qua cũng phải liếc mắt một cái, sau đó trong đầu liền xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ miên man bất định. Kỳ lạ, Tiếu Khả Hinh vì tốt nghiệp Đại học Thủy Châu ra, ông bố Tiếu Thuần Thần lại là phó chủ tịch thường trực huyện, nên luôn mắt cao hơn trán, đối với đồng nghiệp không nồng nhiệt cũng chẳng thờ ơ, đến phòng tài chính đã một năm rồi mà chưa hề cười qua, hôm nay sao lại cười ngọt ngào thế nhỉ? Có lẽ nào anh chàng kia lại là người yêu của cô ấy? Mình cũng đâu nghe nói Khả Hinh có người yêu nhỉ, anh chàng này nhìn cũng chẳng quen, có lẽ không phải là nhân viên ở đây. Đây quả thực là một sự kiện lớn. Cười, cười, cười chết luôn đi, tôi chẳng qua là bị nghẹn nước bọt, có gì mà cười. Cô xinh đẹp một tí thì có quyền cười người khác sao? Diệp Phàm trong lòng có chút bất mãn lẩm bẩm, dương mắt liếc qua cô nàng một chút, bộ dạng quả thật không tệ. Cái mũi nhỏ xinh sáng mượt, đôi mắt trong như dòng nước suối tươi lành trong mát ở thôn Đập Thiên Thủy long lanh như biết nói, người cũng đâu có thấp, chắc cũng phải đến 1m65, giữa trán còn có một nốt ruồi xinh nữa chứ, lại thêm bộ váy trắng này nữa, quả thực cũng có chút giống nàng Bạch Tuyết lắm. Tuy nhiên Diệp Phàm tâm tư xoay chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền nghiêm trang nói. Xin lỗi cô, tôi tối qua mới đọc chuyện về nàng Bạch Tuyết, ai ngờ sáng nay liền có nàng Bạch Tuyết thật xuất hiện trước mặt. Nên có chút ngỡ ngàng. Tôi tên là Diệp Phàm, công tác tại thị trấn Lâm Tuyền, hôm nay lên đây có chút việc, không biết cô có biết phòng của Phó Chủ tịch Cố ở đâu không vậy? Thị trấn Lâm Tuyền à, cũng được đấy. Phòng của Phó Chủ tịch Cố hình như ở tầng 3, anh tự đi tìm nhé. Cô nàng kia cuối cùng cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười đáp. Có lẽ là câu chuyện nàng Bạch Tuyết kia của Diệp Phàm đã phát huy tác dụng, phụ nữ chẳng có ai lại xị mặt ra với người khen mình đẹp cả. Quan trọng nhất là Diệp Phàm chẳng có quen biết gì với cô cả, người ta chẳng việc gì phải cố gắng nịnh nọt lấy lòng với cô. Cảm ơn. Diệp Phàm nói lời cảm ơn rồi phi thẳng lên tầng 3. Mình giống nàng Bạch Tuyết sao? Hình như trước nay mọi người đều gọi mình là Băng Sơn, thú vị đấy. Diệp Phàm, một kẻ phàm nhân. Tiếu Khả Hinh nhìn theo bóng Diệp Phàm đang đi xa, vẫn lặng người lẩm bẩm mất mấy giây. Cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng có đề tên Phó Chủ tịch Cố, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông đeo kính dáng vẻ như thư ký đang xem một quyển sách gì đó. Đồng chí, xin chào, tôi tên là Diệp Phàm, công tác tại Ủy ban Thị trấn Lâm Tuyền, hôm nay đến đây muốn xin gặp Phó Chủ tịch Cố để báo cáo một chút tình hình công việc. Diệp Phàm mỉm cười nhã nhặn nói, tiện tay cũng đưa một điếu Trung Hoa ra mời. Ừ, Thị trấn Lâm Tuyền à? Để tôi hỏi xem Phó Chủ tịch Cố có rảnh không đã nhé. Người đàn ông đeo kính cầm lấy điếu thuốc, nhìn lướt qua một cái, nhận ra là thuốc Trung Hoa liền ném lên bàn, cầm thư giới thiệu nhìn qua một lượt, xoay người đi vào trong, phỏng chừng là đi xin chỉ thị của Phó Chủ tịch Cố. Chương 19, Chủ tịch huyện sợ cuốn chăn màn. Ồ, anh gặp may đấy, Phó Chủ tịch Cố đang rảnh, mời vào. Người đàn ông đeo kính nhăn mặt liếc xéo Diệp Phàm lúc này đang ngồi trên ghế một cái. Diệp Phàm nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng của Phó Chủ tịch huyện họ Cố bước vào, trong lòng có chút hồi hộp. Mặc dù dưỡng sinh thuật của hắn đã luyện đến độ vận khí 3 vòng nhưng hắn vẫn thấy hơi run. Dù sao thì với hắn, Phó Chủ tịch huyện cũng là một nhân vật tai to mặt lớn không thể xem thường. Phó Chủ tịch Cố, xin chào, tôi là Diệp Phàm, tổ trưởng tổ công tác thường trú của thôn Thiên Thủy, thị trấn Lâm Tuyền. Chắc ngài cũng nghe nói đến thôn Thiên Thủy rồi. Ở đây phong tục lạc hậu còn kinh tế thì vô cùng khó khăn, thu nhập bình quân đầu người chưa tới 300 tệ. Tất nhiên Diệp Phàm đã mời thuốc trước khi bắt đầu câu chuyện. Hắn phải lấy hết can đảm để trình bày về những khó khăn của thôn, đặc biệt là việc của trường tiểu học thôn Đập Nước Thiên Thủy. Lúc bắt đầu nói thì hơi căng thẳng nhưng sau đó quen dần, cộng với dưỡng sinh thuật phát huy tác dụng làm hắn vững tâm hơn.
vị phó chủ tịch họ Cố này vẫn chưa đến 40 tuổi, nước da trắng, có bụng bia. Ông ta liếc qua tờ báo cáo của Diệp Phàm vừa trình lên, im lặng một lát rồi nói vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, anh bạn trẻ, nếu mà cậu đến sớm một vài ngày thì tốt. Việc cấp kinh phí giáo dục cho kế hoạch trên đã kết thúc rồi. Thời gian vừa qua huyện đã bỏ ra mấy chục ngàn tệ để cho trường cấp 2 Ngư Dương và trung tâm giáo dục Lâm Tuyền rồi. Bây giờ không thể tiếp tục chi tiền cho vấn đề giáo dục ở thị trấn này được nữa. Cậu về bàn bạc với hiệu trưởng trung tâm giáo dục Lâm Tuyền, xem có thể phân chia ít tiền cho việc tu sửa lại trường tiểu học thôn đập nước Thiên Thủy không? Phó chủ tịch Cố, về khoản tiền đó tôi nghe nói đã sử dụng hết rồi, người ta nói vẫn còn thiếu nữa thì làm sao có tiền để chia cho trường tiểu học thôn đập nước Thiên Thủy? Ngài xem xét xem có thể đặc biệt ưu tiên cho trường được không, ngôi trường này quả thực đang rất nguy cấp. Diệp Phàm cung kính trình lên tấm ảnh được rửa vội vàng lúc sáng. Phó chủ tịch nhìn qua bức ảnh, lạnh nhạt nói. Bức ảnh này xem ra vẫn chưa thật nghiêm trọng, ở huyện Ngư Dương của chúng ta những trường học tồi tàn hơn thế này còn nhiều lắm. Ôi, cậu cũng biết đấy, huyện ta là một huyện nghèo cấp quốc gia, riêng khoản lương cho nhân viên cũng khiến phòng hành chính huyện chật vật rồi. Không có tiền khó mà làm việc được. Cậu đi chỗ khác xem có thể. Nghe phó chủ tịch huyện kêu khổ, Diệp Phàm thấy mình với ông ta như hoán đổi vị trí vậy. Hình như lúc này ông ta mới là người ngửa tay xin mình trợ cấp, cảm giác thật nực cười. Thẫn thờ bước ra khỏi cửa, hắn tức giận chửi. Mẹ kiếp, buồn xỉn hơn cả Grandet, không chịu bỏ ra xu nào mà còn hút mất của ông đây 3 điếu thuốc Trung Hoa, mỗi điếu cũng 2 đồng chữ ít. Diệp Phàm có cảm giác đi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trong lúc đang ngồi trong nhà vệ sinh, hắn chợt nghe thấy một giọng nam đang nói chuyện điện thoại. Trần Đại Ca, trưa nay Phó Chủ tịch Cố sẽ đến sơn dã cư của các anh tiếp khách đấy. Lần này đến toàn là các vị lãnh đạo cấp trên. Các anh chuẩn bị cho tôi một con tê tê, 2 con rắn, 1 con chim chí, 1 con dế nhúi, có trồn vàng càng tốt. Nghe nói mấy vị đó đều thích món trồn ninh với khoai sọ. Vương huynh đệ, trồn thì có một con nhưng không ở sơn giã cư của tôi, là của một người dưới thôn vừa bắt được. Nghe nói là loại đặc biệt, tên là chuột lang lông xanh thì phải. Hắn ra giá 1.000 đồng một con, tôi thấy con chuột lang lông xanh này cũng to, cũng phải đến 15 kg, lông lá mượt mà. Các anh cần thì tôi lập tức mua về, có điều giá hơi đắt, tôi trả 600 tệ thằng cha đó nhất định không bán, nói là nếu không mua thì nó đi nơi khác bán. Giọng của ông chủ Trần trong điện thoại rất to, đến đôi tai nhanh nhạy của Diệp Phàm đều nghe rõ. Trần Đại Ca, anh cũng biết đấy, hôm nay toàn là khách mời cực kỳ quan trọng. Thử xem 800 tệ gã có bán không, nếu mà không được thì cũng mua luôn, lần này tôi sẽ đích thân xuống bếp. Thư ký Vương dùng một tay kéo khóa quần, nhún nhún vai, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh vừa than thở. Ôi, cái huyện Ngư Dương nghèo của chúng ta. 1.000 tệ con chuột lang lông xanh vẫn còn phải mặc cả, đâu được như anh bạn học của mình ở thành phố Vân Lĩnh. Mặc dù cũng chỉ hầu hạ một phó thị trưởng nhưng mà mỗi lần mời khách chi 5-6.000 tệ đều không chớp mắt, bữa cơm của chúng ta mới 2.000 tệ cũng phải cân nhắc mất nửa ngày. Thật đúng là không thể bì được. Phó chủ tịch họ Cố mời khách, vậy thì thằng cha gọi điện lúc nãy nhất định là gã thư ký đeo kính rồi. Thì ra nó họ Vương. Mẹ kiếp. Vừa nãy mình nói đến chuyện xin trợ cấp tiền phó chủ tịch còn khóc lóc, làm mình cảm động đến mức suýt chút nữa thì móc cả 500 tệ kinh phí mới lĩnh ở chỗ Vương chủ nhiệm ra đưa cho lão ta. Bây giờ lại nghe nói đến ăn cái gì mà chuột lang lông xanh 1.000 đồng rồi còn chim chí, tê tê, rắn gì gì đó. Toàn là động vật được quốc gia bảo vệ. Mẹ nó, một bữa cơm 2.000 đồng vẫn kêu nghèo, vẫn than không sánh được với thành phố Vân Lĩnh bên cạnh. Phải biết rằng ở thôn đập nước Thiên Thủy, bữa cơm của một hộ gia đình mới có 5 tệ, những người nghèo thì đến cả chút mì chính với xì dầu đều không mua nổi, thức ăn chỉ có nước sôi hòa với muối. Diệp Phàm tức đến nỗi chút nữa thì muốn đạp đổ cái buồng vệ sinh, dạy cho thằng cha đeo kính đó một bài học. Rồi vừa xuống lầu hắn liền chạy ngay đến phòng ban xóa đói giảm nghèo. Bên trong một ông già họ Giang tiếp hắn, cũng rất chăm chú nghe hắn trình bày. Có điều đến cuối cùng cũng giống như phó chủ tịch Cố đều than thở kể khổ. Giống như Diệp Phàm nên đưa cho ban xóa đói giảm nghèo của lão mấy nghìn đồng mới phải. Diệp Phàm nuốt giận, ôm tia hy vọng cuối cùng chạy đến mấy phòng ban khác. Sốt cục cả người mệt rã rời, cổ họng khô khốc, hắn bèn ra bãi cỏ bên ngoài lầu hành chính của huyện ngồi ngây ở đó. Ngửa mặt lên trời thấy vài đám mây trắng uể oải trôi.
Hắn chợt nghĩ, chẳng qua cũng chỉ là 3.000 đồng. Ông đây tự bỏ ra. Ôi, trước tiên phải đi hỏi ông già vay một ít cứu nguy trước đã, mình lần đầu tiên vì nhân dân làm việc không thể tay không quay về được. Theo như phong thủy học thì sẽ không có lợi cho thăng tiến về sau, xem ra từ nay phải nhịn ăn nhịn tiêu rồi. Lý lão ca, thôn các ông kiếm được bao nhiêu? Một lão nông ăn mặc quê mùa hớn hở hỏi ông lão đi bên cạnh, ăn mặc cũng quê mùa không kém, trên lưng đeo một cuộn chăn bông. 2.000, chắc là không bằng ông được, thôn tôi không có ai làm quan cả, may mà chủ nhiệm Giang lại sợ cái gói này của tôi, hà hà. Ông lão họ Lý đưa hai đầu ngón tay vòng ra sau lưng ấn vào bọc chăn bông được cuộn tròn lại với vẻ đắc ý. Tất nhiên rồi, cái bọc đó của đại trưởng thôn Lý ở cái huyện Ngư Dương này ai mà không biết. Nghe nói lần trước ông đi gặp phó huyện trưởng cố đòi 2.000 đồng tiền tu sửa trường học, bị cái tên thư ký Vương người như khúc gỗ chặn lại, đến mặt phó chủ tịch cũng không gặp được. Tuy nhiên ông anh thật to gan, buổi tối dám vác chăn màn đến nhà phó chủ tịch, thiếu chút nữa dọa chết vợ hắn. Cuối cùng cũng đòi được 3.000 tệ. Ông anh thật là có cách, người anh em này phải học tập mới được. Lão nông gầy gò kia cười nói giọng giễu cợt. Thì ra có cả chiêu này, sao mình lại không nghĩ đến nhỉ? Diệp Phàm bỗng nảy ra sáng kiến rồi hạ quyết tâm chiều nay qua khu bán đồ phế phẩm mua cái chăn bông rách. Đúng lúc đó nghe trưởng thôn thở dài. Ôi, đúng là tình cảnh bắt buộc, nhìn thấy mấy đứa trẻ trong thôn phải học trong cái trường cũ siêu vẹo mà thấy thương tâm. Chúng ta không có chức có quyền, cũng không ăn lương nhà nước, phó chủ tịch huyện cũng chả làm được gì mình. Nếu mà họ gọi cảnh sát đến thật thì cùng lắm là vào nhà lao ăn mấy bữa cơm tù miễn phí cũng được. Lão Lý thở dài một tiếng, nheo mắt quay người lại, cười nói. Trương huynh đệ, huyện anh có người làm quan, lần xóa đói giảm nghèo này kiếm được bao nhiêu, chắc không dừng lại ở con số này chứ. Nói rồi lão Lý giơ lên ba ngón tay. Chương 20, tụ hương các. Ha ha, cũng gần như vậy. Lý lão ca nói không sai, những lão nông không có việc làm như chúng ta đây cũng có cái lợi. Ông xem lần trước chủ nhiệm nhất của thị trấn Giác Lâm tức đến nỗi cũng vác chăn đi kiện. Lúc đó vị lãnh đạo kia nể mặt mọi người nói đó là chuyện thường tình, một lòng vì dân phục vụ gì gì đó. Tiền thì đến tay nhưng mà nghe nói sau đó vị chủ nhiệm này phải viết bản kiểm điểm rồi đến cái chức chủ nhiệm cũng không làm nổi nữa. Thế mới nói nông dân nghèo cũng có cái lợi của nó, ít nhất thì cũng được sinh vài đứa con. Ha ha! Vị trưởng thôn họ Trương kia vô cùng đắc ý. Phá lên cười sau đó liếc Diệp Phàm lúc này đang ngồi ngẩn ra một cái rồi bỏ đi. Thôi chết, chúng ta ăn lương nhà nước, đến cả cái quyền vác chăn đi kiện cũng không được nữa rồi, trong lòng Diệp Phàm như có cục đá đè nặng. Đúng là trong triều có người làm quan thì dễ hành sự. Mình biết đi đâu tìm chỗ dựa đây. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, đột nhiên cái máy nhắn tin đeo bên hông bỗng reo lên, hắn vội vàng chạy đến một quán nhỏ ven đường gọi điện thoại. Tổ trưởng Diệp. Tôi là Trương Gia Lâm ở trường tiểu học Thiên Thủy. Nghe nói anh đang ở trên huyện, đã lấy được tiền chưa? Hiệu trưởng Trương hỏi một cách thẳng thắn. Ôi, không dễ đòi, tôi vẫn đang nghĩ cách. Diệp Phàm nói giọng thất vọng. Anh đợi chút nhé, tôi có chút việc cần gặp anh. Trương Gia Lâm nói xong liền gọi một chiếc xe kéo vội vàng lên đường. Không lâu sau đó, anh ta đã đứng trước mặt Diệp Phàm. Trên người mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô màu cho. Cái quần thì đã rách mấy chỗ, chắc là cũng mặc nhiều năm rồi. Trên tay anh ta còn xách một cái túi vải hoa, hình như là do bà xã may cũng nên, chân đi đôi giày từ thời giải phóng, đế giày dính đầy bùn đất. Nhìn bộ dạng như con dế nhũi của anh ta, Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc. Hắn cảm thấy hiệu trưởng Trương hôm nay có vẻ khác lạ, hình như cố ý ăn mặc như vậy. Phải biết rằng Trương Gia Lâm đã từng tốt nghiệp đại học sư phạm, trước đó không lâu vẫn tự học thêm một chuyên ngành nữa. Hiện nay lương của anh ta ít nhất cũng phải 300 tệ. Kỳ lạ ở chỗ, thứ nhất người như vậy sao lại chịu ở lại cái thôn Thiên Thủy heo hút này, thứ hai theo lý mà nói hôm nay lên huyện làm việc anh ta phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút mới phải. Buổi họp bữa trước anh ta ăn mặc cũng không đến nỗi lạc hậu lắm cơ mà. Phải chăng anh ta có mưu đồ gì đây? Thấy Diệp Phàm cứ đứng chân chân nhìn mình, Trương Gia Lâm cười ha hả nói. Tổ trưởng Diệp phải chăng đang trách tôi ăn mặc quê mùa làm xấu mặt tổ của anh? Làm gì có chuyện đó, tôi ăn mặc cũng có khác anh là mấy. Hắn vội vàng giải thích. Ha ha, tổ trưởng Diệp à, tôi dẫn anh đi gặp một người nhé. Trưa nay hẹn người ta ăn cơm, không biết chừng lại kiếm được chút tiền đấy.
Trương Gia Lâm mặc dù đang cười, tuy nhiên gương mặt tươi cười kia làm cho người ta cảm giác vô cùng thê lương. Quái lạ, bên trong chắc có nội tình gì đây? Diệp Phàm cảm thấy có chút chua xót, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hiệu trưởng Trương, có thể cho tôi biết người khách đó là ai không? Chắc hẳn là người của huyện. À, đó là chú út của tôi, tên Trương Tân Huy, là phó chủ tịch huyện. Vừa nãy ông ấy gọi điện nói mời khách ăn cơm ở tụ hương các, vừa hay có thể kiếm được ít tiền. Trương Gia Lâm thản nhiên nói. Diệp Phàm giật mình nghĩ vị hiệu trưởng Trương này đầu óc có phải có vấn đề không? Người ta là phó chủ tịch huyện muốn mời người ăn cơm lại còn không biết điều, kể cả có là thân thích đi chăng nữa. Tuy nhiên mặt dày đi xin tiền có khi lại được việc, chỉ ít nể mặt ông cháu Trương Gia Lâm thì ít nhiều lão cũng phải cho một ít. Hơn nữa vừa hay gặp được một nhân vật lớn đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Hiện nay ở cái huyện Ngư Dương này, hắn chả quen biết ai, đối với con đường thăng tiến về sau là một bất lợi lớn. Tôi sợ có chút không tiện, chú cháu các anh tụ họp, tôi lại là người ngoài đến e là. Diệp Phàm giả vờ thoái thác. Có gì mà không tiện, chẳng lẽ anh không muốn lấy tiền? Đi nào! Trương Gia Lâm xoay người bước đi, hắn cũng không thể tiếp tục làm kiêu. Nếu như để mất cơ hội kiếm được 3.000 tệ này thì hắn cũng chả còn mặt mũi nào về gặp Lưu Trì và Lý Xuân Thủy, phải tự mình xuất tiền túi còn đau lòng hơn. Hơn nữa người ta lại cho rằng là hắn bất tài. Vì vậy hắn bèn theo sát họ Trương, hai người cùng bước về hướng Tụ Hương Các. Khách sạn Tụ Hương Các nằm ở phía đông thành phố, cảnh vật xung quanh rất thanh nhã, là một trung tâm giải trí lớn. Trương Gia Lâm hình như cũng chưa từng đến đây, sau khi hỏi một nữ phục vụ mới dẫn Diệp Phàm lên thẳng tầng 5. Chú út ở bên trong ạ, Trương Gia Lâm đẩy nhẹ cánh cửa rồi gọi. À, Gia Lâm đến rồi đấy hả, vào trong đi. Ở bên trong có một giọng đàn ông vang lên. Diệp Phàm đành phải theo Trương Gia Lâm bước vào. Trong phòng có hai người đàn ông. Người đàn ông có gương mặt hao hao giống Trương Gia Lâm liền đứng dậy. Gia Lâm, ngồi đi, đây là trưởng phòng tài chính huyện Triệu Bính Kiệt, bạn học cũ của chú. Người đàn ông nói với thái độ rất thân thiết, bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Phàm đứng đằng sau thì ngẩn ra một chút, liền hỏi. Gia Lâm, người này là... Tôi là Diệp Phàm. Là nhân viên tổ công tác xã Thiên Thủy, thị trấn Lâm Tuyền. Xin chào Phó Chủ tịch Trương và trưởng phòng Triệu. Diệp Phàm hơi cúi người rút thuốc lá ra mời. Ồ, Trương Tân Huy thản nhiên nhìn Diệp Phàm rồi liếc mắt một cái nhìn Trương Gia Lâm, dường như muốn hắn giải thích. Bởi vì những cuộc gặp gỡ như thế này tùy tiện kêu người tham gia là rất không lịch sự. Đây là bạn tốt của cháu, đặc biệt vì việc của trường học mà đến đây. Trương Gia Lâm thuận miệng nói. Ngồi đi, Trương Tân Huy nói. Này, anh bạn trẻ này có phải lúc trước ở Ủy ban Nhân dân huyện từng quen biết Tiêu Khả Hinh không? Nếu mà đúng là bạn trai của Tiêu Khả Hinh thì chúng ta có thể kết giao. Trưởng phòng tài chính họ Triệu đứng dậy nói một cách nhiệt tình. Quả không tồi, còn trẻ như vậy đã làm đến tổ trưởng, đúng là hậu sinh khả úy. Ngồi đi, không phải ngại, cứ coi đây như nhà của mình. Lão Triệu hôm nay có chút khác thường. Hắn là thần tài đại lão gia, ngoại trừ vài ủy viên thường vụ ra chả mấy khi thấy hắn nhiệt tình như vậy. Mọi khi đều thấy vênh mặt lên, lạ thật, chẳng lẽ tiểu tử này cũng có chút lai lịch mà lão Triệu biết. Hành động khác thường của Triệu Bính Kiện khiến Trương Tân Huy phải suy nghĩ. Trong cái thế giới quan trường này, các mối quan hệ vô cùng phức tạp, việc quan sát lời ăn tiếng nói lẫn sắc mặt là vô cùng cần thiết. Có ai làm đến phó chủ tịch huyện rồi mà không phải là tay lõi đời. Cảm ơn Chủ tịch Trương, trưởng phòng Triệu. Diệp Phàm vừa cảm thấy lo lắng vừa thấy có chút kỳ lạ. Không lâu sau thức ăn được bưng lên, lạ ở chỗ Phó Chủ tịch Trương với Trương Gia Lâm hầu như không nói chuyện với nhau. Trương Gia Lâm chỉ chú tâm vào các món sơn hào hải vị, không khí của buổi tiệc có vẻ nặng nề. Diệp Phàm thấy không mở lời trước không được, nếu mà tí nữa ăn xong Phó Chủ tịch Trương và trưởng phòng Triệu phủi mông đứng dậy thì tiền của hắn biết tìm ai mà đòi. Với lại hôm nay gặp được thần tài của huyện Ngư Dương ở đây là một chuyện đại hỷ. Vì thế khi tiệc rượu vừa xong hắn liền đứng dậy nói. Thật không phải thưa Phó Chủ tịch Trương và trưởng phòng Triệu, tôi hôm nay đến đây mục đích là muốn xin một ít tiền trợ cấp cho việc tu sửa trường tiểu học Thiên Thủy, ngôi trường này quả thực là quá rách nát rồi. Diệp Phàm đem chuyện của trường tiểu học nói qua một lượt, kèm theo ý tạ lỗi. Vốn cũng không định làm phiền Nhã Hưng uống rượu của hai vị lãnh đạo ngài. Nhưng mà không nói không được,
Nói thực để gặp được hai vị lãnh đạo quả thật rất khó, tôi tự phạt 12 chén coi như tạ lỗi vậy. Chương 21, một cốc rượu 15 đồng. Diệp Phàm nói xong liền nâng chén tự phạt, uống một hơi luôn 6 chén rượu. Tử lượng của cậu không tệ. Trương Tân Huy nói với Diệp Phàm. Tôi phụ trách giao thông, việc sửa chữa trường học phải đi tìm phó huyện trưởng Cố. Nhưng có Triệu Đại Thần Tài ở đây, cậu có thể hỏi luôn ông ấy vấn đề này cũng được. Ha ha! Trương Tân Huy nở một nụ cười hiếm có, cũng bớt lãnh đạm hơn một chút. Ông bạn học cũ, tôi thấy ông như vậy là không được. Quản lý giao thông lẽ nào nông thôn không cần sửa đường sao? Tiểu Diệp, đường đến trường tiểu học thôn Đập Thiên Thủy các cậu cũng cần phải thu sửa rồi, vừa may có chủ tịch Trương ở đây, lúc này không cấp một chút phí sửa đường thì còn đợi đến lúc nào nữa chứ? Ha ha, hơn nữa tôi chỉ là người quản lý chứ không có quyền sử dụng tiền, quyết định vẫn là nằm trong tay mấy vị lãnh đạo. Cục trưởng Triệu Đắc Ý đá bóng sang sân phó chủ tịch Trương. Hai người Triệu Bính Kiến và Trương Tân Huy là bạn học nên nói chuyện cũng rất thoải mái, không hề có giọng phân biệt cấp trên cấp dưới gì cả. Được lắm cái lão Triệu kia, có phải muốn trả đũa tôi không? Nhưng chúng tôi chỉ quản lý sửa đường cấp 3 và cấp 4, ít nhất cũng phải từ cấp thị trấn trở lên chứ bình thường đường thôn thì. Trương Tân Huy mới nói đến đây, đoán chừng đang tìm vài lý do để từ chối thì bị một câu nói của hiệu trưởng Trương Gia Lâm phá hỏng. Chú út, cháu muốn có 5.000 tệ, chú có cấp hay không? Trương Gia Lâm nói rất ngang ngạnh không cho có đường lui. Không giống như đi xin xỏ người khác mà ngược lại giống như bức cung. 5.000 tệ, ở chỗ các cháu cũng không phải là đường cấp 2 cấp 3 gì cả, quá nhiều rồi. Trương Tân Huy ý chừng là muốn giảm một chút. Không cấp thì cháu đi đây. Trương Gia Lâm đứng lên, phủi phủi lỗ thủng kỳ quái trên quần. Được rồi, cháu xem đó, muốn nói cũng không được. 5.000 thì 5.000, cháu thật nên thay đổi tính tình đi. Ai, Gia Lâm? Ngồi xuống nói chuyện với chú đã. Nhìn thấy lỗ thủng trên quần Trương Gia Lâm, Trương Tân Huy rõ ràng là chấn động, dù cố gắng che giấu nhưng trên mặt vẫn để lộ vẻ thương xót. Ông ta thấy Trương Gia Lâm ngồi xuống liền cầm chén rượu cùng uống với anh ta. Ha ha, chủ tịch Trương đã cho 5.000 tệ, tôi cũng không thể không bỏ ra cái gì, bằng không khả hình sẽ. Triệu cục trưởng liếc mắt nhìn Diệp Phàm đầy ẩn ý, cười nói. Như vậy đi. Vừa rồi nhìn thấy Tiểu Diệp uống liên tiếp 12 chén mà mặt không đổi sắc, vậy chúng ta đánh cuộc một phen, số lúc trước tính là 1.000 tệ, tiếp theo phải dựa vào bản thân cậu. Một chén rượu 10 đồng, cậu có thể uống được bao nhiêu tôi sẽ tính cho cậu bấy nhiêu. Triệu cục trưởng không ngừng đắc ý sờ sờ bụng bia của mình thầm nghĩ. Con bé khả hình này, bình thường cao ngạo như thiên Nga, hôm nay ta khiến cho anh chàng Diệp của nó phải say không biết gì, vậy có trò hay để xem rồi, hắc hắc. Khả Hinh, hình như là tên người, không biết là ai. Diệp Phàm suy nghĩ trong chớp mắt đã xong, nhanh chóng rút bản tính ra tính toán. Một chén 10 tệ, với tử lượng của mình không dùng thuật dưỡng sinh cũng có thể uống được 10 chai bia, 10 chai chính là 100 cốc, cũng chính là 1.000 tệ lọt vào trong tay rồi. Nếu cộng thêm chức năng tán rượu của thuật dưỡng sinh vẫn có thể uống thêm 10 chai, khẳng định là say rồi, nhưng vì tiền đành phải liều mạng thôi. Lão Triệu. Ông cũng quá hẹp hòi rồi, một cốc có 10 tệ, sao không tính 20 tệ một cốc đi? Phó huyện trưởng Trương cũng là nổi hứng, ha ha cười nói. Không ít đâu anh Trương, tiền lương của chúng ta cũng chỉ có hơn 10 tệ một ngày. Một cốc rượu kiếm được một ngày lương, như vậy đi, một cốc 15 tệ, không hạn chế, uống đi Tiểu Diệp, tôi coi trọng cậu, ha ha. Cục trưởng Triệu cũng thầm tính toán. Theo tử lượng của Tiểu Diệp nhiều nhất là 12 chai. 120 cốc nhân với 15 chính là 1.800 tệ, cộng thêm 1.000 tệ lúc đầu vẫn chưa quá 3.000 tệ. Không nhiều, dùng 3.000 tệ trêu đùa bạn trai của con bé Khả Hinh một chút cũng đáng. Con bé này còn bí mật, xem nó giữ bí mật thế nào. Được rồi, Triệu cục trưởng, có phó chủ tịch huyện Trương làm chứng, chú không được đổi ý, trong 3 ngày sẽ có khoản tiền này chứ. Diệp Phàm lôi luôn Trương Tân Huy làm chứng. Hắn cũng hơi lo nếu cục trưởng Triệu uống say rồi phủi đít bỏ đi thì cũng chẳng làm gì được. Ai bảo mình chỉ là một trưởng ban nhỏ không có phẩm cấp chứ? Không sao, cậu yên tâm uống đi, lão Triệu là người trọng chữ tín, nhất là đánh cược rượu Trương Tân Huy lên tiếng, nhìn kiểu đó thì có vẻ Triệu cục trưởng thường xuyên làm chuyện này, đoán chừng những người đến xin tiền đều bị ông ta làm cho thê thảm cả.
Trong nhà vang lên tiếng uống rượu, Diệp Phàm vừa uống rượu vừa uống chút canh để giải. Tất cả đều im lặng, sáu cặp mắt trợn tròn quan sát. Khi cốc thứ 150 chui vào bụng thì Trương Tân Huy và Triệu Bính Kiến đều giật mình, uống 120 cốc bọn họ đã gặp rồi nhưng 150 cốc thì đúng là cao thủ siêu cấp. Mà Diệp Phàm vẫn còn tiếp tục. Sau khi hết 200 cốc thì cục trưởng Triệu vội vàng kêu lên. Ngừng, anh bạn trẻ, coi như tôi phục cậu rồi. Đừng uống nữa, 200 cốc tổng cộng là 3.000 tệ, cộng thêm 1.000 tệ lúc đầu, tôi đưa cậu 5.000 tệ nhé. Ông ta thầm nghĩ đừng có uống đến mức đi bệnh viện, đến lúc đó con bé Khả Hinh chắc sẽ tìm mình liều mạng, như vậy thì thê thảm rồi. Diệp Phàm đã uống ngất ngư, vội vàng rút ra hai bản báo cáo đưa cho hai vị lãnh đạo, đương nhiên là mỗi người một bản rồi. Tiểu Diệp, nghỉ ngơi một chút đi. Cục trưởng Triệu thân mật vỗ vỗ vai Diệp Phàm. Ông chủ Trịnh, chuẩn bị một phòng thật tốt để đồng chí Tiểu Diệp nghỉ ngơi, chi phí cứ tính vào phần của tôi. Trương Tân Huy và cục trưởng Triệu dặn dò Trương Gia Lâm mấy câu rồi đi. Diệp tổ trưởng, hôm nay làm khó cho cậu quá, vì đập nước thiên thủy mà cậu phải uống nhiều như vậy, ai? Có cần tôi chạy ra hiệu thuốc mua thuốc giải rượu không? Trương Gia Lâm đôi mắt có chút ướt át, cảm kích không thôi. Không cần, không có chuyện gì đâu, tôi đi, lên lầu nghỉ ngơi một chút. Diệp Phàm lè nhè đáp, trong lòng vừa đau vừa mừng, ói ra không biết trời đất gì nữa. Hắn chật vật ra khỏi nhà vệ sinh, tách khỏi Trương Gia Lâm rồi bắt đầu ngồi khoanh chân vận hành thuật dưỡng sinh hóa giải sức rượu còn sót lại. Theo vận hành chân khí thuật dưỡng sinh, trên người Diệp Phàm xuất hiện lớp xương mờ mờ, đương nhiên là mỏng vô cùng, về cơ bản không nhìn thấy được. Những cao thủ nội công trong TV trực tiếp ép rượu chảy thành dòng ra khỏi lòng bàn chân chảy vũng dưới đất là chuyện không thể có được. 3 giờ sau, Diệp Phàm toàn thân mồ hôi ướt đẫm, may mà trước đó đã cởi quần áo ra, bằng không bây giờ đã phải ra phố mua đồ rồi. Không tệ, lần này trong họa có phúc, chẳng những kiếm được 10.000 tệ, hơn nữa thuật dưỡng sinh hình như sắp đột phá tầng thứ 3 rồi. Lẽ nào rượu có thể trợ giúp tu hành? Không biết tầng thứ 3 có thể chặt đứt được hai viên gạch không? Diệp Phàm lẩm bẩm cực kỳ mong đợi. Mặc dù nói bản thân cũng không phải muốn làm cao thủ võ lâm chó má gì đó, nhưng có chút kỹ năng để phòng thân cũng tốt. Hơn nữa hôm qua ở thôn đập thiên thủy, nắm đấm của mình không phải đã uy hiếp được cái tên đức quý gì đó sao? Mặc dù vũ khí lạnh không còn xương bá giống như thời cổ đại, nhưng có vĩ nhân nói, nắm đấm lớn chính là đạo lý mạnh, cũng bao hàm triết lý sâu sắc. Đặc biệt là đối với thôn đập thiên thủy vẫn còn đang nằm trong thời đại bộ lạc hoa hạ. Nắm đấm có lúc còn quan trọng hơn pháp luật. Ngày hôm qua Diệp Phàm còn mơ hồ cảm nhận được bóng dáng kình khí nội ra trên người bí thư thôn Lý Kinh Đống, lẽ nào trong thôn còn có môn phái cổ xưa gì đó sao? Thế nên hắn rất hứng thú. Buổi tối trở lại thị trấn Lâm Tuyền tắm rửa ngủ một giấc thoải mái, khi vừa tỉnh giấc Diệp Phàm đã mơ hồ nghe thấy bên kia vách có tiếng nói lào xào, trong lòng kinh ngạc thiếu chút nữa thì mừng như điên. Bởi vì ký túc xá của khu nhà chính quyền có vách tường dày 24cm, cho dù người ở vách tường bên kia có kêu to thì tiếng truyền sang bên này cũng vô cùng nhỏ, còn nếu nói nhỏ thì căn bản là không thể truyền sang, lẽ nào lỗ tai của mình có công năng đặc biệt. Diệp Phàm cố gắng một hồi, cuối cùng nhớ rằng phí sư phụ từng nói. Tiểu Phàm, sau khi thuật dưỡng sinh đột phá đến tầng thứ 3 thì lỗ tai của chúng ta sẽ khác hẳn, nhạy bén gần gấp đôi so với người thường. Có nói là lỗ tai chó cũng không quá đáng. Đây chính là chỗ thần kỳ của thuật dưỡng sinh, có chút tương tự với thuật thiên thị địa thính của đạo gia trong truyền thuyết nhưng cũng không thể xuyên qua tường mà chỉ là ánh mắt sẽ nhanh nhạy hơn một chút vào buổi tối. Chương 22, tai thần. Hơn nữa lúc ấy lão phí còn thần bí nói là sau khi đột phá được tầng thứ 5 còn có thể sử dụng thuật xem tướng gì đó của sư môn, ý là nói thông qua hành khí thần hồn có thể mơ hồ nắm bắt được trạng thái tâm lý từ trên tướng mạo của đối phương, nói ra vô cùng huyền bí. Diệp Phàm tự cho rằng đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nếu có thể đoán ra được tâm lý yêu ghét của người thì quá tuyệt vời. Nhưng Hoa Hạ từ xưa tới nay vốn nhiều nhân tài ẩn sĩ, học thuyết kinh dịch bát quái thật ra cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Một số người tích lũy kinh nghiệm sống lâu dài, cộng thêm sở trường đoán ý qua lời nói và sắc mặt nên có thể mơ hồ đoán được một chút tâm lý của người khác cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là trên quan trường mà có loại bản lĩnh này thì tốt vô cùng, nếu trước khi có việc mà phỏng đoán được tâm lý của lãnh đạo, cho dù chỉ một chút thôi, thì cũng là trợ giúp cực lớn đối với con đường thăng quan của bản thân.
nhưng muốn đột phá đến tầng thứ 5 của thuật dưỡng sinh là vô cùng khó, thậm chí nói không có khả năng cũng không sai. Vì sư phụ phí đã tu luyện suốt gần 60 năm mới được có tầng thứ 4. Cho dù có thuật xem tướng của Lao Xá Tử gì đó, mình đạt đến cảnh giới ấy cũng đã sắp chui vào trong quan tài rồi thì còn dùng làm cái quái gì nữa. Cho nên Diệp Phàm tự nhủ rằng là sư môn đang cố ý làm ra vẻ huyền bí. Nhưng bây giờ Diệp Phàm hứng thú vội vàng chạy đến vận hành khí ngưng thần dán tai vào vách tường bắt đầu nghe lén thử xem. Đáng ghét, anh lại dùng đầu ngón tay. Đã nói là không được rồi mà. Chỗ đó của người ta phát. Một giọng con gái tựa như đang giận dỗi gắt gỏng nói, Diệp Phàm nghe được mà lạnh sống lưng. Mẹ nó, thì ra đang làm chuyện ấy. Diệp Phàm cảm thấy có chút xui xẻo, đang định không nghe nữa thì lại nghe thấy một giọng nam quen thuộc cười gian nói. Sướng không, tiểu phù dung, anh đến đây, bảo đảm sẽ hút hết nước trong cái lỗ của em, khà khà. À, người đàn ông hình như là Thái Đại Giang, nghe nói vợ của ông ta không phải tên là Phù Dung, lẽ nào là ăn vụng hay sao? Diệp Phàm tâm lý khẩn trương, cảm thấy cực kỳ kích thích, càng muốn nhét cả lỗ tai của mình vào bên trong vách tường. Đợi đã, anh phải nói rõ với em trước. Hôm qua anh nói cái ghế chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền chúng ta nhất định là của anh rồi. Hơn nữa còn nói lão quỷ Tần đang âm thầm dở trò xấu, muốn đưa Tống Ninh Giang đang quản lý công nghiệp lên vị trí đó. Có phải là thật không? Chỗ dựa của lão quỷ Tần là bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương, anh dựa vào cái gì mà đấu với ông ta, đừng có mà câu cá không được người đầy mùi tanh, ngay cả chiếc ghế phó bí thư đảng ủy cũng không giữ được. Phù Dung có chút lo lắng, ấp úng hỏi. Cưng ơi, lão quỷ Tần có bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương chống lưng, anh cũng có chủ tịch huyện Trương Tào Trung làm chỗ dựa. Đàn bà như em thì hiểu cái gì? Mau dạng chân ra, anh đây không đợi được rồi, làm không chết em. Thái Đại Giang hừ hừ hưng phấn la lên. Không được, phải trả lời thêm một vấn đề nữa. Anh làm chủ tịch thị trấn thì sẽ sắp xếp cho em vị trí gì? Lão già Vương ở ban đảng chính rất đáng ghét, cứ như con ruồi bám lấy em cả ngày. Anh không sợ nó ăn thịt em sao, hích hích. Phù Dung hạ giọng cười phóng đãng. Hắn dám, anh đây lột ra hắn. Nhưng Vương Nguyên Thành đó xác thực đáng ghét, cả ngày đỡ mông lão quỷ Tần, không thể ngày một ngày hai đánh đổ hắn được. Hay là em đổi chỗ sang bên sở tài chính được không hả? Làm sở trưởng, nhưng sở tài chính không phải có sở trưởng rồi sao? Lưu Lương Huy đó cũng bám chặt lấy Tần lão quỷ. Hơn nữa sở tài chính là một miếng thịt béo của thị trấn chúng ta, Tần lão quỷ làm sao có thể buông tay được? Phù Dung kinh ngạc hỏi. Lưu Lương Huy, hắn tinh tướng không được mấy ngày đâu. Hắc hắc, cục cưng, dạng ra, cho vào trước đã rồi anh sẽ nói cho em biết. Thái Đại Giang cười dâm nói. Ừ, vào một chút rồi mau trả lời, hi hi. Phù Dung cười mê hoặc nói. Có thể, a, thoải mái quá, trò chơi này thật sự không thể chê được. Thái Đại Giang hì hục một hồi rồi nói. Lưu Lương Huy có thể có liên quan đến cái chết của Chủ tịch Ngô. Hôm đó chỉ có Lưu Lương Huy và Chủ tịch Ngô đến đập thiên thủy. Sau khi trở về anh thấy hai người bọn họ hình như tinh thần không tốt lắm. Đặc biệt là sau khi Ngô Tín Dân treo cổ thì ánh mắt Lưu Lương Huy nhấp nháy cứ như kẻ trộm vậy. Phải biết rằng trước đó hắn vẫn vênh váo tự đắc nhìn mọi người trong thị trấn, cho nên bên trong khẳng định là có gì đó không muốn người khác thấy. Chỉ cần chúng ta điều tra ra được, lúc đó anh lại ngồi trên ghế chủ tịch thị trấn thì Lưu Lương Huy dù có lão quỷ Tần chống lưng cũng sẽ tự đổ. Ai, Phù Dung? Làm chủ tịch thị trấn mà không nắm được quyền tài chính trong tay thì sống thế nào nữa? Mẹ kiếp, làm không chết em. Vậy làm sao anh điều tra được? Phải biết rằng công an cũng không điều tra ra được nguyên nhân. Cuối cùng kết luận là chủ tịch Ngô chịu áp lực công việc quá lớn, thần kinh phân liệt dẫn đến trầm cảm mà treo cổ. Phù Dung không tin hỏi. Em thì biết cái gì, công an chỉ điều tra xem có phải bị giết hay không. Đã xác định không phải ông ta bị giết thì còn quản chuyện dám thối mệt người này làm gì. Em tưởng công an giỏi lắm sao, chủ tịch Ngô cũng rất kín. Về phần điều tra vụ án anh đã bố trí người rồi, chỉ là không biết anh chàng đó có làm được việc hay không. Thái Đại Giang cũng có chút hoài nghi. Lẽ nào đang nói mình? Trong lòng Diệp Phàm chấn động lại càng tập trung nghe ngóng. Người nào? Phù Dung lập tức tỉnh táo, mông ưỡn mạnh về phía trước. Đùi kẹp chặt lại thoải mái khiến Thái Đại Giang la lên oai oái. Được rồi, anh tuyển người còn không được sao? Vừa phân công tới, tên là Diệp Phàm. Thái Đại Giang bất đắc dĩ hừ nói.
Nghe nói hắn vừa đến đã làm tổ trưởng tổ công tác đập thiên thủy, còn là cấp trưởng ban. Đồ quỷ nhà anh, em theo anh mấy năm rồi mà vẫn chỉ là một nhân viên. Phù Dung bất mãn hừ một tiếng, dứt khoát cong mông về sau, làm cái cổ kia của Thái Đại Giang tự trượt ra ngoài. Em xem em kìa, nói em là tóc dài kiến thức ngắn còn không chịu tin. Em tưởng rằng tổ trưởng cấp trưởng ban dễ làm lắm hay sao? Ban đầu vốn định là lưu trì, nhưng tiểu tử đó ngang ngạch, sống chết cũng không chịu làm nên cuối cùng bí thư Tần còn xét cả một loạt nhân viên muốn thăng quan trong thị trấn nhưng người nào cũng vừa nghe nói đến đập thiên thủy là lập tức la lối kiên quyết không đi. Chỗ đó, đừng nói là một thằng oát phát mũi chưa sạch, chủ tịch Trương có đi cũng không làm được gì, nói không chừng còn mất mạng ở đó. Chu Sương Đống là một phó chủ tịch già dặn kinh nghiệm, hơn nữa còn là người sinh ra lớn lên ở thôn đập thiên thủy, chỉ mới đến đó làm thôn trưởng một thời gian mà không phải giờ đã vào bệnh viện huyện rồi sao? Nghe nói là chứng thần kinh phân liệt gì đó. Điên rồi có biết không? Nghe người nhà lão Chu nói lão Chu là bị hù dọa, khi mơ thường hay hét váng lên. Người trong thị trấn gọi đập thiên thủy là mồ chôn cán bộ, ai muốn chui vào mộ phần thối đó. Anh đoán là cậu nhóc đó cuối cùng sẽ biêu đầu chảy máu, có thể giữ được cái mạng nhỏ là may lắm rồi, ha ha. Thái Đại Giang cười gượng nói. Làm nào, cưng, làm thêm lần nữa. Mẹ kiếp, Thái Đại Giang này thật là đồ quỷ quái. Thật sự là đào một cái hố chết người mà bảo mình nhảy vào, mình phải cẩn thận một chút. Nhưng lão già này sắp ngồi lên ghế chủ tịch huyện, nếu không làm việc cho lão thì chắc mình sẽ bị gây khó khăn. Xem ra đành phải dựa vào phía bên bí thư Tần thôi, nếu không thì một trẻ danh vắt mũi chưa sạch vừa mới tốt nghiệp như mình làm sao đấu lại lão. Diệp Phàm tâm tình phức tạp, không biết làm thế nào. Đại Giang, nếu anh không giúp cậu bé họ Diệp đó thì chẳng phải là đẩy nó sang chỗ bên lão quỷ Tần sao? Phù Dung nghi hoặc không giải thích nối. Thế em tưởng lão quỷ Tần tốt lắm sao? Biết rõ đập thiên thủy không phải là nơi người có thể ở còn bảo thằng danh họ Diệp đó đi. Đoán chừng cũng đang lợi dụng nó. Thái Đại Giang phân tích. Ai, Tiểu Diệp đáng thương, vào đi, mạnh một chút, Đại Giang, hi hi, các anh đều không phải người tốt gì. Phù Dung trêu đùa cười nói. Dám nói anh hư, anh đây đâm chết em, a. À. Thái Đại Giang nén tiếng gào thét, trong phòng nhất thời xuân ý tràn trề. Xong rồi, bí thư Tần thật sự cũng là người xấu sao. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm ngơ ngác suy nghĩ, nhìn lướt qua người mình thì thấy toàn thân ướt đẫm, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Kỳ quái, nghe trộm một lát sao lại thành bộ dạng như thế này. Lẽ nào vận chuyển thuật dưỡng sinh nghe lén cũng hao tổn công lực và tinh thần. Xem ra thật sự phải mua chút đồ ngon tẩm bổ, cũng không thể nghe trộm quá thường xuyên, tốn sức lắm. Diệp Phàm vội vàng chạy đi tắm rửa, xong rồi lấy sâm mỹ mẹ mua cho đem ra ăn sống. Nghe lão Phí nói là ăn sống nhân sâm vận hành thuật dưỡng sinh cũng giúp khôi phục tinh thần và công lực. Chương 23, Tiên Vân Ti. Sáng hôm sau, dù về đập thiên thủy cũng không có việc gì làm nên đợi lấy được tiền trong tay rồi về cũng được. Vì lúc ấy đã thương lượng với Lưu Trì và Lý Xuân Thủy về thị trấn Lâm Tuyền 3 ngày để kiếm tiền. Đây cũng tính là nội dung công tác, chỉ khác về tính chất mà thôi. Giờ thấy có tiền trước thời hạn mà còn dư ra 2 ngày. Diệp Phàm đi lên tỉnh thành Thủy Châu. Bởi vì Diệp Phàm hôm trước ở đập nước Thiên Thủy được ăn một món rau tên là Thiên Nhĩ Linh, có hỏi Diệp Kim Liên món rau này ở đâu, cô ấy nói là ngắt ở nhà. Diệp Phàm lúc ấy cũng đi hái một chút về, loại cỏ này hình dáng rất giống lỗ tai người, sau khi phơi khô đem xào hoặc hầm canh đặc biệt thanh ngọt mềm ngon. Buổi tối vẫn cảm thấy dư vị vô cùng ngon, dường như trước đây đã từng ăn rồi. Nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra trước đây khi học ở Đại học Hải Giang tại Thủy Châu đã từng có một bạn học nhà giàu tên là Vương Kim Vượng, trong một lần sinh nhật đã mời các bạn cùng phòng đến khách sạn Thủy Châu ăn uống thoải mái, lúc đó có ăn một bát rau tương tự như Thiên Nhĩ Linh, nhưng khách sạn không gọi là Thiên Nhĩ Linh, mà gọi là Tiên Vân Ti, gì đó. Diệp Phàm nhớ rõ lúc đó một bàn 16 người đều ăn uống rất ngon lành. Sau đó lại nghe nói món, rau Tiên Vân. Còn là đặc sản của khách sạn Thủy Châu. Đương nhiên giá tiền cũng đắt đến kinh người, một đĩa giá hơn 500 tệ. Lúc ấy Vương Kim Vượng cũng cảm thấy ăn rất ngon, sau đó lại gọi thêm một đĩa. Cuối cùng một vị quản lý đích thân đến xin lỗi, giải thích là vì sản lượng loại rau đặc biệt đó quá ít nên không gọi thêm được nữa. Một bàn giới hạn một đĩa,
Nếu thiên nhĩ linh, mọc ở đập thiên thủy chính là nguyên liệu của tiên vân ti, vậy thì mình phát tài rồi. Vì nghe nói là thiên nhĩ linh ở thôn thiên thủy tương đối nhiều, truyền thuyết nói là giao thần từ trên trời giáng xuống, vì nước ở đập thiên thủy trong vắt nên mới có vẻ tươi tắn như vậy, dân bản xứ còn nói giao này có thể trị được một số bệnh đơn giản. Nhưng người trong thôn đập thiên thủy cũng chỉ xem nó là một loại giao dại bình thường. Vì vậy muốn hái đủ lượng cho một đĩa rau cũng tương đối phiền toái, cho nên chỉ khi có khách thì mới dùng thiên nhĩ linh đã tốn công hái đem phơi khô trước đó ra chiêu đãi. Bình thường cũng không có mấy người rảnh rỗi đi phơi khô loại cỏ này vì quá tốn sức. Diệp Phàm dự định là nếu kiểm chứng được thì mình sẽ thu mua rồi bán lại cho khách sạn Thủy Châu, nói không chừng có thể kiếm được một món tiền. Cuộc sống không có tiền bây giờ cũng thật sự là khó khăn, mình không quyền không thế nên không có ai biếu xén. Tiền lương phải đến ngày 15 mới được nhận, chắc cũng không vượt quá 300 tệ. Hơn nữa Diệp Phàm cũng hạ quyết tâm, cho dù làm quan cũng tuyệt đối không nhận tiền, mỗi lần nhìn thấy những vị quan tham ngã ngựa vào tù, ra pháp trường v.v., Diệp Phàm cũng thấy ớn lạnh, cho nên mình cứ cố kiếm ít tiền trước đã. Đêm tối thì Diệp Phàm tới được khách sạn Thủy Châu, cắn răng gọi một đĩa tiên vân ti. Nếm thử cẩn thận thì cảm thấy mùi vị có mấy phần tương tự với món ăn mà Diệp Kim Liên nấu ở đập thiên thủy. Chẳng qua đầu bếp trong khách sạn là cao thủ, nấu ăn ngon hơn một chút mà thôi. Cuối cùng nhìn giá tiến, lại tăng lên rồi, một đĩa mà tận 800 tệ, tương đương với 2,5 tháng tiền lương của Diệp Phàm. Cô nương, trong quán các cô có nhiều tiên vân ti, này không? Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi. Không nhiều lắm, khi đông khách mỗi bàn một đĩa cũng không cung cấp đủ, chỗ có không có. Cô gái phục vụ xinh đẹp mỉm cười đáp. Cô à! Tôi muốn gặp quản lý của các cô, tôi có việc, hơn nữa tuyệt đối là việc tốt. Diệp Phàm giả vờ tràn đầy tự tin nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, sợ nhầm lẫn thành trò cười thì xấu hổ lắm. Được rồi, để tôi mời cô ấy đến. Cô gái nhìn kỹ Diệp Phàm một hồi, cảm thấy có lẽ người thanh niên này sẽ không trêu chọc mình. Không lâu sau có một cô gái lông mi dài, cái mũi cao thẳng, rất có khí chất giai nhân đi đến. Tiên sinh! Tôi là Dư Thanh Liên, phó quản lý bộ phận ăn uống của khách sạn Thủy Châu. Ngài tìm tôi có chuyện gì sao? Nữ giám đốc hơi ngạc nhiên, không biết người thanh niên này tìm mình có chuyện gì, nhưng thái độ lại vô cùng tốt. Diệp Phàm cũng không đáp lời, lấy từ trong túi du lịch dưới đất ra một cái hộp rồi mở đặt lên bàn nói. Giám đốc Dư, tôi có thứ này, có lẽ cô không xa lạ đâu, xem kỹ đi. Trong hộp đựng hai loại thiên nhĩ linh tươi và thiên nhĩ linh đã phơi khô. À, để tôi xem. Dư Thanh Liên khẽ nói, vươn tay lấy ra một đóa thiên nhĩ linh nhìn thật kỹ, sờ sờ ngửi ngửi. Cô nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên chấn động tinh thần, quay sang bảo người phục vụ bên cạnh. Hồng Mai, em lập tức đi mời bếp trưởng Quách đến đây. Vâng, thưa quản lý. Hồng Mai xoay người bước nhanh đi. Tiên sinh tên gì? Loại cỏ này ngài lấy từ đâu? Có bao nhiêu? Dư Thanh Liên khom lưng ngồi xuống ghế, một khoảnh ngực trắng như tuyết lướt qua trước mặt Diệp Phàm. Ha ha, tôi tên là Diệp Phàm. Những cái khác không thể trả lời, xác định xong rồi nói tiếp. Diệp Phàm điềm nhiên nói. Không lâu sau có một người trung niên mập mạp, đầu đội mũ đầu bếp đi tới. Sư phụ Quách, ông xem loại cỏ này có phải là làm tiên vân ti không? Dư Thanh Liên hỏi. Trên mặt thoáng hiện nét mong chờ. Vì cỏ thiên nhĩ linh này gần đây càng ngày càng ít, nếu không có đủ hàng cung cấp thì chắc khách sạn Thủy Châu sẽ mất đi một nhóm khách hàng thường đến vì món ăn này. Sư phụ Quách không nói gì, cầm thiên nhĩ linh lên kiểm tra cẩn thận. Bốn thuật nhìn, ngửi, hỏi, bắt của đông y còn thiếu, hỏi, là không thể thực hiện được, muốn hỏi cũng phải để cỏ này thành yêu mới hỏi được. Cuối cùng sư phụ Quách còn cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng nhấm nháp. Không cần phiền toái như vậy, ông có thể dùng nguyên liệu tôi cung cấp xào luôn một đĩa thì cái gì cũng rõ ràng. Diệp Phàm khẽ cười nói. Vậy xin lỗi, tiên sinh chờ một lát. Quách sư phụ cũng là hết sức hưng phấn, vì chất lượng loại cỏ tươi ngon mọng nước này hình như còn tốt hơn loại mua được trước kia. Một canh giờ sau, một đĩa tiên vân ti giữa màu xanh hai bên màu đỏ được đặt lên bàn. Giám đốc sư, tôi đã nếm qua rồi, chất lượng cực kỳ tốt. Mềm mà không ngấy, vô cùng thanh khiết, sau khi xào tỏa hương thơm ra bốn phía. Sư phụ Quách khen ngợi nói. Giám đốc Dư cũng gắp mấy miếng để vào trong miệng xinh xắn, cẩn thận nhai nếm.
Đúng, rất ngon. Cô buột mồm khen ngợi rồi quay sang nói với Diệp Phàm. Anh có thể chuẩn bị được bao nhiêu loại cỏ khô tiên vân này, khách sạn chúng tôi bao hết, một cân 500 tệ. Có 500 tệ, phải biết rằng một đĩa chỗ các cô đã bán được 800 tệ. Ta nghĩ một đĩa ước chừng có 2-3 lạng loại cỏ khô này là đủ rồi. Ta nói đúng chứ? Diệp Phàm sớm đã tính toán kỹ càng, hiện tại đã biết khách sạn đang thiếu loại hàng này, đương nhiên có thể kiếm thêm một chút lại càng tốt. Nếu giá cao hơn thì mình thu mua cũng có thể cao hơn, dù sao người của thôn Đập Thiên Thủy cũng được lợi ích thực tế, họ thật sự sống quá vất vả rồi. Diệp tiên sinh cũng không thể nói như vậy, anh phải biết chúng tôi phải phối hợp bao nhiêu nguyên liệu. Riêng loại cỏ khô tiên vân này phải dùng nước canh bào ngư để nấu, lại phối hợp thêm mấy chục loại nguyên liệu mới làm ra. Đầu bếp Quách có chút nóng nảy. Nước canh bào ngư nấu cỏ khô, quả thực là xa xỉ, chẳng trách lại ăn ngon hơn người của Đập Thiên Thủy nấu rất nhiều. Diệp Phàm trong lòng cũng là cả kinh, cỏ thiên nhĩ linh này cũng là kỳ quái, thiên nhĩ linh tươi thật ra không thể nào ăn được, rất là đắng. Phải ngâm nước một thời gian, sau đó phơi khô, vị đắng mới có thể mất đi, đoán chừng khách sạn Thủy Châu cũng có phương pháp đặc biệt. Như vậy đi, Diệp tiên sinh. Loại cỏ khô tiên vân này của anh nhìn phẩm chất nhiều nhất chỉ đạt tới cấp 2, chúng tôi tăng thêm 100 tệ. Nếu phẩm chất đạt được cấp 1 sẽ là 800 tệ, anh thấy như thế nào? Giám đốc Diệp nhàn nhạt cười nói đồng thời đưa ra một tờ danh thiếp. Sau này khi anh đưa hàng tới thì gọi điện thoại là được rồi. Được. Diệp Phàm cũng không muốn giao giá quá mức, thầm nghĩ phơi khô có lẽ còn có một số tuyệt kỹ, không biết người trong thôn Đập Nước Thiên Thủy có cao thủ phương diện này hay không? Quay về rồi tính, đã làm thì phải làm thành thượng đẳng. Khi đi còn hỏi rõ phẩm chất của cấp thượng đẳng, quan sát qua hàng mẫu, Diệp Phàm chơi ở Thủy Châu một tối. Vốn định quay về thăm trường học một chút, sau đó không có thời gian nên không đi. Ai ngờ lại gặp được một người bạn học cũ nên ở lại Thủy Châu chơi một ngày.